vị trí cây gậy rõ ràng đã xuyên qua tim, nhưng tiểu kim hầu này lại có hai trái tim ở hai bên trái phải, mà vị trí đều nhếch sang hai bên, vừa vặn tránh khỏi vết thương chí mạng. Dạ An Nhiên hỏi, có thể cứu không? Cứu thì có thể cứu, mấy viên hoàn dương bổ huyết đan hẳn là có thể giữ được mạng của nó. Ngươi không muốn cứu. Cô nhìn phía sau nó xem, chỉ sợ đây là một con hung thú. Khương Phàm chỉ vào cái ót của tiểu kim hầu, bộ lông vàng đậm che đi một khuôn mặt khỉ dữ tợn, vô cùng đáng sợ. Cho nó hai viên đan dược, chúng ta lặng lẽ rời khỏi, không dính dấp với nó. Dạ An Nhiên nhìn thi thể khỉ đầy đất, cảm giác có chút đáng thương. Hơn 1.000 con, toàn tộc bị diệt hết. Cô xem trọng nó sao? Khương Phàm đi đến trong rừng tìm kiếm được đầy đủ linh thảo linh quả, luyện ra hoàn dương bổ huyết đan. Luyện đan sư, có thể cứu mạng, nhất là người ưa thích mạo hiểm như người đây, càng cần nghiên cứu đan thuật nhiều hơn. Linh hồn đan hoàng có được cơ hội liền chỉ dẫn Khương Phàm. Dạ An Nhiên đưa 3 viên hoàn dương bổ huyết đan vào trong miệng tiểu kim hầu, khi đang chuẩn bị rời khỏi thì gương mặt phía sau kia lại đột nhiên mở mắt ra. Khương Phàm lập tức giữ chặt Dạ An Nhiên lui lại. Đao hoàng được gọi đến phía trước, nó phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình, cảnh giác nhìn tiểu kim hầu. Lúc vừa rồi khi bắt đầu động đậy, tiểu kim hầu đã tỉnh thế nhưng nó phát hiện được gần đó có người nên đã giả bộ hôn mê. Không nghĩ tới, người này vậy mà lại không có thương hại nó, ngược lại còn cho ăn nó một viên đan dược. Đan dược này lại càng không phải là đan dược bình thường, sinh mệnh lực mênh mông tràn vào từng vị trí toàn thân, nuôi dưỡng lại toàn bộ vết thương trong ngoài. Giống, tiểu kim hầu chống thân thể lên, nó nắm chặt cây gậy, chậm rãi rút ra. Đao hoàng, chúng ta đi. Khương Phàm không muốn có dính dấp với loại hung thú này, nhắc nhở đao hoàng rời khỏi. Tiểu kim hầu bỗng nhiên dùng sức, rút cây gậy ra, mang theo rất nhiều máu tươi, nó lảo đảo mấy lần rồi quỳ trên mặt đất. Dạ An Nhiên lại lấy ra mấy viên đan dược chữa thương bình thường, ném tới cho tiểu kim hầu, sau đó cũng đi theo Khương Phàm đến rừng rậm. Nhưng bọn hắn đi không bao lâu, một bóng người vàng óng từ trên trời rơi xuống trước mặt bọn hắn. Tiểu kim hầu rơi xuống đất rất phóng khoáng, tuy nhiên thân thể quá mệt mỏi, nó ngồi xổm ở nơi đó nửa ngày mà không có tỉnh táo lại nổi. Muốn ăn chúng ta bồi bổ thân thể sao? Khương Phàm nắm tàn đao, nếu như tiểu gia hỏa này lấy oán trả ơn, hắn không để ý mà sẽ luyện nó thành huyết đan. Tiểu kim hầu chậm chậm chống người lên, ánh mắt phức tạp nhìn bọn hắn một hồi. Sau đó vung cây gậy trên mặt đất, dùng sức chỉ vào nơi xa. Có ý gì? Khương Phàm thoáng buông lỏng cảnh giác. Giống giống. Hình thể nó trông thì nhỏ nhắn xinh xắn nhưng giọng thì lại rất hùng hậu, nó vung cây gậy nhiều lần chỉ về nơi xa. Nó không phải muốn cảm tạ đấy chứ? Dạ An Nhiên vừa mở miệng, tiểu kim hầu dùng sức gật đầu. Nó có thể nghe hiểu được lời chúng ta nói. Khương Phàm nói xong, tiểu kim hầu lại gật đầu một cái. Giống giống. Tiểu kim hầu nhìn bọn hắn dùng sức vẫy tay, mang theo cây gậy xông vào rừng rậm. Đi xem một chút. Khương Phàm và Dạ An Nhiên trao đổi ánh mắt, sau đó liền đi theo. Tiểu kim hầu nhảy vọt giữa khu rừng, sau khi hấp thu đan dược, thương thế đã dần khôi phục, nó cũng càng ngày càng linh hoạt, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Bên ngoài mấy chục dặm, thế núi chập trùng, cây rừng tươi tốt thô to. Xa xa nhìn lại. Số lượng lớn núi cao nhìn trông giống như thủy triều lao nhanh va chạm vào nhau, vô cùng tráng lệ. Sâu trong những ngọn núi là những cảnh hoang tàn ở khắp nơi, bụi đất mịt mờ, có rất nhiều con khỉ khác tản mát trong phế tích. Hơn 100 vị thiếu niên thiếu nữ phân tán ở xung quanh, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm trước một cửa hang lớn. Trong động rốt cuộc có bao nhiêu con, đều đã giết 2.000 con mà vẫn không hết sao. Trong sơn động khẳng định có động thiên khác. Tiếp tục khôi phục thương thế, chờ một lúc sẽ khởi xướng trận tấn công vòng thứ 3. Thương Hàn Nguyệt và Thái Long mang theo các đệ tử thánh địa đứng ở phía trước, cảnh giác trước cửa hang khổng lồ. Số lượng lớn thí luyện giả đều gặm linh quả, dùng đan dược, điều trị trạng thái chờ đợi một vòng tấn công mới. Sau khi bọn hắn cướp đoạt thi thể thanh bằng thất bại thì đã tập trung vào bọn khỉ cường đại này. Thông qua việc xua đuổi mấy con còn may mắn sống sót cuối cùng cũng đi theo đến nơi này. Ý định của bọn người Thái Long là cướp bảo bối trong lãnh địa của bầy khỉ, không nghĩ tới lại phát hiện một cửa hang như thế. Những con khỉ liên tục không ngừng lao ra từ bên trong. Bọn hắn đã giết hơn 2.000 con mà vẫn không thể nào giết hết.
nhưng càng như vậy, càng nói rõ bên trong có bảo bối tốt. Lúc này, 20 thân ảnh từ trong rừng rậm lao ra, đứng một trên ngọn núi thấp. Thác Bạt Hoàng, ngươi còn có mặt mũi chạy tới đây. Thái Long tức giận, thi thể Thanh Bằng chính là bị Thác Bạt Hoàng cướp đi. Nếu như cạnh tranh bình thường thì hắn không sợ Thác Bạt Hoàng, nhưng lúc đó đang đánh với nhau thì một chi đội ngũ khác của Hồn Thiên Thánh Địa xuất hiện, liên thủ Thác Bạt Hoàng lấy thi thể Thanh Bằng đi. Bảo bối bí cảnh đều là vật vô chủ, ai có năng lực cướp được coi như là của người đó. Nếu như ngươi không phục, cứ tới đoạt. Thác Bạt Hoàng hừ một tiếng, quét mắt nhìn thi thể đầy đất, lại nhìn về cái lỗ lớn rộng hơn 100 mét phía trước kia. Ta còn tưởng rằng lại xuất hiện bảo bối gì, thì ra là một cái động khỉ. Có bảo bối bên trong động khỉ, mời ngươi trước. Hồn Thiên Thánh Địa các ngươi có tận 20 người, không có gì phải sợ. Thái Long giật dây kích thích Thác Bạt Hoàng. Tình huống bên trong như thế nào? Dẫn đội của chi đội ngũ Hồn Thiên Thánh Địa thứ hai là một nữ tử áo tím, mang theo mạng che mặt, che khuất luôn cả người, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết nàng. Quỷ Đao, U Dương Yên. Siêu tuyệt thiên tài đại tân sinh Hồn Thiên Thánh Địa, đã đến thiên khải bí cảnh hơn một năm, cảnh giới từ nhị trọng thiên tăng lên tới tứ trọng thiên. Thương Hàn Nguyệt nói, đây không phải một cái khỉ động bình thường, bên trong hình như là một hầm đá rất sâu rất lớn. Số lượng yêu hầu rất nhiều, đã giết 2000 con rồi nhưng bên trong hẳn là còn. Thực lực yêu hầu rất mạnh, những con khỉ linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên lại xuất hiện tới mười mấy con. Thác Bạt Hoàng nói, không biết là có phải từ nơi khác đến đào hang không? Thái Long khinh thường nói, chúng ta còn không có luân lạc tới tình trạng đào hang, mặc dù bầy khỉ mạnh, nhưng đã tiêu hao 2 lần, hẳn là số lượng không bao nhiêu nữa. Thác Bạt Hoàng khẽ nhíu mày, bất mãn với giọng điệu của Thái Long. Nếu Hồn Thiên Thánh Địa đã đến, chúng ta thử một lần nữa. Một vị thí luyện giả kích động, Hồn Thiên Thánh Địa tới 2 chi đội ngũ, không phải thiên tài thì chính là tinh anh, còn có 4 vị linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Bọn hắn hoàn toàn có thể vọt mạnh một đợt, nói không chừng có thể trực tiếp xiết vào bên trong động. Đã náo đến bây giờ, bọn hắn đều rất muốn nhìn bên trong rốt cuộc là có cái gì, lại sẽ chữ được bao nhiêu bảo bối. Một cái hầm đá có thể giấu mấy ngàn con yêu hầu, không gian bên trong chí ít phải mấy chục dặm. Đáng giá để tìm hiểu. Thác Bạt Hoàng và U Dương Yên đều mang đệ tử của mình đi đến phía trước. Thực lực yêu hầu có thể thông qua màu sắc lông mà phán đoán. Lông màu vàng óng là thực lực mạnh nhất, cơ hồ đều đao thương khó nhập, cây gậy trong tay không gì là không phá được. Lông trắng thì có tốc độ nhanh, móng vuốt có thể xé rách cả sắt, nhất định phải cảnh giác bọn chúng là nguy hiểm nhất. Lông màu đen thì có hình thể khổng lồ, 3 mét đến 5 mét, không giống nhau, có khi còn có cả con 10 mét, thường thì lực lượng bọn chúng rất mạnh, tính tình bạo ngược, số lượng cũng nhiều nhất. Thương Hàn Nguyệt nhắc nhở U Dương Yên và Thác Bạt Hoàng. Tuyệt đối không nên chủ quan, số lượng bọn chúng rất nhiều, lúc điên lên thì không quan tâm cái gì cả. Thái Long cũng nhắc nhở một câu, trước đó hắn thiếu chút nữa bị kéo đi. Chuẩn bị bắt đầu, vòng trùng kích thứ 3, mở rộng giết ra, ta cũng không tin không giết hết khỉ bên trong. Ta xem chừng cũng chỉ 800 đến 1000 con thôi. Những người thí luyện lập tức náo động, có thánh địa đè vào phía trước, bọn hắn có thể buông ra mà giết. Đúng vào lúc này, Tiểu Kim Hầu mang theo Khương Phàm vọt tới nơi này. Vốn muốn dẫn trở về báo ân, không nghĩ tới lại thấy được tình cảnh như vậy. Giống. Tiểu Kim Hầu phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, giọng như lôi đình, rung động cả rừng rậm. À, đây là con khỉ kia sao, sao nó lại chưa chết? Thái Long kinh ngạc, lúc ấy rõ ràng đã tận mắt nhìn thấy nó bị đám tán tu nổi điên kia đánh chết rồi mà. Đường Diễm. Đó là Đường Diễm sao? Ly Hỏa Thánh Địa giải tin tức, Đường Diễm đã cướp được thú nguyên Thanh Bằng. Đôi mắt của những người thí luyện đều nóng lên, chăm chú tiếp cận Đường Diễm. Người cướp được thú nguyên Thanh Bằng. U Dương Yên nhìn về Khương Phàm ở mấy trăm mét bên ngoài. Đây chính là cái tên Đường Diễm kia sao? Nghe nói hắn rất ngông cuồng, ở thành Thiên Khải đã cùng Thái Long giao thủ, sau khi tiến vào bí cảnh còn vô tình sát hại người của Lục gia. Là đang ở trên tay của ta, ngươi muốn sao? Khương Phàm nhìn thi thể yêu hầu đầy đất, lại nhìn những người thí luyện đang tụ trong rừng rậm kia thì đã hiểu được tình huống. Giao thú nguyên Thanh Bằng cho ta, ta thay ngươi giảng hòa với Ly Hỏa Thánh Địa. U Dương Yên đã cướp được thi thể Thanh Bằng,
nếu như lại có được thú nguyên thì sẽ càng hoàn mỹ. Thác Bạt Hoàng nhìn chằm chằm Khương Phàm, đang chuẩn bị tìm hắn, hắn lại tự đưa mình tới cửa. Không cần, tự ta có thể xử lý. Ha ha, tiểu tử cuồng ngạo, ngươi cũng đã biết thực lực Ly Hỏa Thánh Địa. Ta không thể trêu vào Thánh Địa, nhưng ta cũng không sợ Thánh Địa. Tiểu gia hỏa, ngươi sai rồi, ngươi nên sợ Thánh Địa, như thế này ngươi mới có thể sống càng lâu ở Thiên Khải Bí Cảnh. Nói lại lần nữa xem, giao thú nguyên cho ta. Thánh Địa giật đồ, đều danh chính ngôn thuận như thế sao? Ngươi là không cho rồi. Thánh Địa thiên hạ đều là như vậy, hay là mấy kẻ các ngươi đây là những tên bại hoại? Khương Phàm không có một câu tôn kính nào, vừa nói ra đã lập tức chọc giận tất cả đệ tử Thánh Địa. Không biết trời cao đất rộng. U Dương Yên xoay tay phải lại, một thanh hắc đao xuất hiện lơ lửng trong lòng bàn tay, dài nhỏ sắc bén, hắc khí bao xung quanh. Một lời không hợp liền muốn giết ta, Thánh Địa, xác thực đủ thần thánh. Khương Phàm khinh thường cười lạnh. Kiếp sau, nên thông minh một chút. U Dương Yên đẩy tay phải về phía trước, hắc đao oanh động, trong chốc đã vòng quanh sương mù đen kịt, bắn ra 300 mét lao thẳng đến Khương Phàm. T. Đao Hoàng vỗ cánh dâng lên, vĩ đao đỏ hồng chặn hắc đao. Nhưng, cảnh tượng khó tin đã phát sinh. Vĩ đao đang tinh chuẩn chặn đường, trong chốc lát, thanh hắc đao kia lại đột nhiên dừng lại, vĩ đao lại chạm vào không khí. Đao Hoàng sững sờ, hắc đao đình trệ ngắn ngủi lại tiếp tục bạo tạc đánh đến Khương Phàm. Tình huống quỷ dị lại phát sinh ở giây phút này, người ngoài đứng xem lại thấy hình như là không đơn giản như vậy. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến, hắn vội kích thích quyền sáo cưỡng ép chặn đường. Keng! Mặc dù hắc đao bị khống chế nhưng lại phát ra lực lượng kinh người, một tiếng tranh minh hung hăng đánh lui Khương Phàm ra mười mấy mét. Hắc đao tung bay, lại lần nữa phóng thẳng đến mặt Khương Phàm. Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Khương Phàm vung móng vuốt lên, cưỡng ép chặn đường, hắc đao lại va chạm trong chốc nhưng cũng lại đình chỉ lần nữa, chờ đợi Khương Phàm một lúc rồi trong chớp mắt bổ về phía cổ họng của hắn. Khương Phàm kinh hồn cưỡng ép xoay người nhưng vẫn là bị rạch ra một đường. Hắc khí trên hắc đao lưu lại ở vết thương, sau đó nhanh chóng tiến vào trong thân thể. A! À, Khương Phàm bị hất bay ra ngoài, suýt chút nữa đã không đứng vững. Một cảm giác đau nhói truyền khắp toàn thân, không phải là đau đớn trên thân thể, mà là linh hồn. Hắc đao phóng lên trời, treo cao giữa không trung, hắc khí nồng đậm bao quanh. Cho ngươi thêm một cơ hội, giao thú nguyên ra. U Dương Yên đứng tại chỗ, không hề dịch chuyển khỏi nửa bước, lại vẫn có thể khống chế hắc đao bên ngoài mấy trăm mét. Đây là năng lực gì? Dạ An Nhiên kinh ngạc. Linh văn của nàng là loại linh hồn, quỷ đao. Lực lượng linh hồn của nàng vượt xa chúng ta, có thể khống chế vũ khí trong phạm vi 500 mét, hoàn toàn theo ý thức của nàng mà hành động. Đúng rồi, hắc khí trên chuôi đao kia là hồn lực, có thể cắt thương linh hồn. Thương Hàn Nguyệt bỗng nhiên nhắc nhở Khương Phàm. U Dương Yên khẽ nhíu mày. Thương Hàn Nguyệt, người đây là ý gì? Nhắc nhở hắn, đừng không biết sống chết, nên giao thì giao. Thương Hàn Nguyệt lạnh nhạt, đang nhắc nhở Khương Phàm, càng là cảnh cáo Khương Phàm. Đệ tử Thánh Địa rất kiêng kỵ người ngoài ở Thiên Khải Bí Cảnh khiêu khích bọn hắn. Cái này không chỉ là tâm tính cao ngạo, càng là bảo vệ địa vị của bọn hắn. Nếu không, kẻ ngoại lai đều sẽ tùy tiện khiêu khích, bọn hắn làm sao còn có thể hưởng thụ tài nguyên, bọn hắn làm sao còn có thể giữ vững uy nghi của Thánh Địa. Thương Hàn Nguyệt không biết tên Đường Diễm này rốt cuộc nghĩ như thế nào, từ Thái Long đến Diêm Lâu, lại đến U Dương Yên, nhất định phải đắc tội toàn bộ sao. Chuyện của ta. Không tới phiên ngươi tới. U Dương Yên vừa muốn cảnh cáo Thương Hàn Nguyệt, Thác Bạt Hoàng đột nhiên kinh hô. Sư tỷ, Khương Phàm, Đao Hoàng, Kim Hầu đột nhiên xuất kích phóng tới phía hắc đao trên không trung. Liệt diễm, tam trọng kích. Liệt diễm cuồn cuộn phóng lên trời cao nuốt sống hắc đao. Kim viêm vừa bá đạo vừa càng có thánh uy, có thể đốt sạch mảng lớn hồn khí. Muốn chết. U Dương Yên tức giận. Lập tức khống chế hắc đao rời khỏi liệt diễm màu vàng. Nhưng, tiểu kim hầu lại vung cây gậy lên, vung ra cương khí mênh mông oanh kích vào hắc đao. Hắc đao xoay chuyển, mạo hiểm tránh khỏi oanh kích của cây gậy. Đao Hoàng lại theo sát mà tới, vĩ đao tấn công, chảm phá kịch liệt giống như mưa. Tốc độ hắc đao rất nhanh, hung hiểm lại xảo diệu tránh khỏi tổ hợp đột nhiên xuất hiện vây quét này. Oanh! Dạ An Nhiên ở phía dưới vung ra một đạo thổ linh phù.
dẫn dắt thổ nguyên lực bành trướng quăng về phía không trung chỗ tiểu kim hầu đang rơi xuống. Tiểu kim hầu đạp vào linh phù nổ tung, nó gào rít một tiếng, lần nữa bay lên không, lao lên trời oanh kích. Khương Phàm huy động hỏa dực, mãnh mẽ đánh giết. Tốc độ đao hoàng cực nhanh, vĩ đao lại càng nhanh hơn nữa. Ngu xuẩn, U Dương Yên khởi động linh văn, thể hiện ra linh hồn lực mạnh mẽ, khống chế hắc đao nhanh chóng nhấc lên, tránh né vây quét của bọn hắn. Nhưng, ngay lúc này, Khương Phàm hô to một tiếng, trong vòng xoáy liệt diễm sau lưng đột nhiên đánh ra tám trọng quyền loạn kích, cứ như là tám viên thiên thạch, thanh thế to lớn ép hắc đao liên tục né tránh. Đao hoàng dương cánh, tốc độ nhanh đến cực hạn, vĩ đao đánh thẳng đến hắc đao. Ầm ầm, tiểu kim hầu đã rơi xuống lần thứ năm, thổ linh phù dưới chân lại lần nữa nổ tung, nó lấy đà phóng lên mấy chục mét, dùng cây gậy quét ngang, cương khí mãnh liệt như là một cơn lốc cuồn cuộn giữa thiên khung. Muốn chết sao? Sắc mặt U Dương Yên căng cứng trước một giây bị bao vây, hắc đao kịch liệt xoay tròn, trong chốc lát đã vung ra minh mông hồn khí màu đen hóa thành vô số đao lăn lộn bắn loạn. A, à, Khương Phàm, tiểu kim hầu, đao hoàng đều bị trúng hồn đao. Thân thể không hề có tổn hại nhưng linh hồn lại giống như bị bổ ra. Cơn đau đớn kinh khủng khiến cho bọn hắn gào lên thảm thiết. Nhưng, lúc U Dương Yên đang lộ ra nụ cười lạnh, thời điểm tất cả mọi người đang ngẩng đầu chú ý bầu trời loạn chiến, Dạ An Nhiên đã lặng lẽ ngưng tụ hơn 10 đạo phong linh phù cướp đoạt cuồng phong mãnh liệt ở xung quanh rừng rậm. Phong linh chú gào thét xoay tròn bay lên hơn 100 mét trên không, liên tiếp cuốn đến chỗ Khương Phàm và Đao Hoàng. Bọn hắn đang bị rơi xuống lại lần nữa bay lên không. Sắc mặt U Dương Yên trầm xuống, lập tức khống chế rút hắc đao ra, phóng tới không trung. Thế nhưng, U Dương Yên đột nhiên đã hiểu bí mật của đám hỗn đản này. Thời điểm hắc đao lần nữa bay lên không, vừa vặn vượt ra khỏi cực hạn khống chế của nàng. T. Đao Hoàng bạo kích đánh đến hắc đao. U Dương Yên cực lực khống chế rút hắc đao về đến, nhưng lại bởi vì khoảng cách xa xôi nên lực khống chế đã yếu đi rất nhiều. Keng. Vĩ đao thiêu đốt lên hỏa diễm đánh vào trên hắc đao. Một tiếng tranh minh, hắc đao run rẩy, minh mông hồn khí giải tán ra một mảng lớn. A. À, U Dương Yên phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, nàng ôm đầu suýt chút nữa quỳ xuống. Hắc đao gào thét xoay chuyển phóng tới không trung, triệt để cắt đứt liên hệ với U Dương Yên. Khương Phàm cố chịu đựng linh hồn đau nhức, vững vàng khống chế hỏa dực mà phóng lên trời cao, bắt hắc đao lại. Đại thừa thánh văn thức tỉnh toàn diện, chu tước trong khí hải lao thẳng lên trời gáy to, kim viêm mãnh liệt phóng xuất ra ngoài, nuốt sống hắc đao, đốt cháy cả hồn khí, nung khô không còn gì. A, à, U Dương Yên đau đớn kêu thảm, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt nhăn nhó. Dừng tay, dừng tay. Các đệ tử hồn thiên thánh địa tức giận gào thét, hận không thể lao đến không trung. Những người thí luyện cho đến lúc này mới phản ứng được vấn đề, bọn họ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái tên Đường Diễm này thật đáng sợ. Chính là vừa rồi Thương Hàn Nguyệt đã nhắc nhở như vậy, nói phạm vi khống chế là 500 mét, ngay cả bọn hắn cũng đều không có quá chú ý. Vậy mà tên Đường Diễm này nắm lấy cơ hội, dùng bạo kích hỗn loạn mà kéo hắc đao ra khỏi phạm vi khống chế của U Dương Yên. Thương Hàn Nguyệt khẽ nhíu mày, ngay cả nàng cũng đều không ngờ tới, sau khi tên Khương Phàm này nghe được cảnh cáo của mình, không phải sợ sệt, không phải thu liễm mà bắt lấy mấy chữ để chờ đợi phản kích. Bắt lấy tên kia, Thác Bạt Hoàng đang muốn thét lên ra lệnh các đệ tử bắt lấy Dạ An Nhiên. Nhưng lúc Tiểu Kim Hầu rơi xuống, một khắc này, Dạ An Nhiên lại nhấc lên cuồng phong quấn lấy hai người bọn họ xông về phía trước cửa hang. Bọn người Thác Bạt Hoàng muốn chặn đường nhưng đã chậm. Dạ An Nhiên rơi xuống trước cửa động, Tiểu Kim Hầu lập tức dựng đứng lông toàn thân, vừa giữ tợn lại đáng sợ, nó phát ra một tiếng gào thét như lôi đình. Giống, tiếng giống to rõ, rung động cả rừng cây. Phía sau cửa hang kịch liệt lay động, lít nha lít nhít yêu hầu gáy to vọt ra. Bọn chúng đứng chật ních cửa hang và đất trống trước mặt, số lượng có tới hơn ngàn con, mà tiếng líu díu liên miên vẫn còn trong động, rõ ràng là còn có rất nhiều. Có 8 con có bộ lông màu vàng óng, còn có 3 con khỉ lông đen mười mấy thước. Hống hống hống. Tiểu Kim Hầu nhảy tung tăng, giải thích tình huống cho bầy khỉ phía sau. Đường Diễm, trả hồn đao lại. Nếu không, toàn bộ lửa giận của hồn thiên thánh địa sẽ để cho mình ngươi tiếp nhận. Thác Bạt Hoàng không lo được bầy khỉ mà chỉ vào không trung giận dữ mắng mỏ.
Khương Phàm thờ ơ, vùng hỏa rực rừng ở không trung, liệt diễm toàn thân không ngừng liên tục hội tụ ở hai tay, nung khô lấy đao thể màu đen, xua tan lấy hồn khí không ngừng nhấc lên ở bên trong. A à, U Dương Yên đau đớn nằm dạp trên mặt đất, toàn thân không cầm được mà run run. Thanh đao này là vũ khí mạnh nhất của nàng, lại còn có liên hệ với linh hồn và linh văn của nàng. Một khi hắc đao bị phá hủy, linh hồn và linh văn của nàng đều sẽ bị trọng thương. Đường Diễm, lập tức dừng tay cho ta. Khiêu khích thánh địa, người đảm đương không nổi, gia tộc, tông môn sau lưng người cũng đều không chịu đựng nổi. Thái Long chỉ lên trời gầm thét, mặc dù không quen nhìn hồn thiên thánh địa, nhưng càng chịu không được thí luyện giả không để thánh địa vào mắt. Ta nghe nói, sau khi hắn giết Lục Gia đám người kia thì sau đó lại giết hai hộ giả ngũ trọng thiên bên cạnh Diêm Lâu. Gia hỏa này không sợ chết, càng không hiểu nặng nhẹ, các ngươi tốt nhất đừng kích thích hắn. Thương Hàn Nguyệt lắc đầu, nói cho Thác Bạt Hoàng nghe. Vừa rồi nếu không phải do ngươi thì hắn cũng sẽ không lấy đi đao của sư tỷ. Thác Bạt Hoàng quay qua chất vấn Thương Hàn Nguyệt. Sư tỷ, Thác Bạt Hoàng đang ở bên trong bầy khỉ cố lui ra lại, đến bên cạnh bảo vệ U Dương Yên. Khương Phàm đứng ngạo nghễ giữa bầu trời, đưa tay cảnh cáo đệ tử thánh địa đang hỗn chiến phía dưới. Ta, không gây chuyện, nhưng ta tuyệt đối không sợ phiền phức, càng không sợ thánh địa các ngươi. Các ngươi hoặc trực tiếp giết chết ta, nếu không đánh chết ta thì phải làm tốt chuẩn bị bị ta giết chết. Ta không sợ phiền phức, càng không sợ chết, cho dù chết, trước khi chết cũng sẽ phun cho các ngươi một mặt máu. M. Thanh Phách Lối lại mang theo khí tức sát phạt truyền khắp chiến trường hỗn loạn, lập tức kích thích tất cả các đệ tử thánh địa. Cuồng ngạo, Thái Long gầm thét. Cương khí cuồn cuộn đẩy lui bầy khỉ xung quanh. Chiến ý ngập trời. Toàn thân hắn sôi trào lên kim quang, phóng lên tận trời lao thẳng tới Khương Phàm. Bắp thịt, xương cốt toàn thân đều bị kim quang chiếu thấu, trở nên cứng cáp hơn. Khương Phàm cũng lao xuống, liệt diễm cuồn cuộn, tốc độ càng lúc càng nhanh, ánh mắt sáng tỏ gắt gao tiếp cận Thái Long. Khai thiên thức, thánh văn lan tràn bò đầy gương mặt cộng minh cùng linh nguyên trong khí hải. Kinh mạch phát sáng, huyết khí lao nhanh, linh hồn khuấy động toàn thân như phát ra tiếng hò hét chân thực. Hai tay Khương Phàm phồng lên, lực lượng tăng vọt mấy lần, đao khí màu tím như lôi đỉnh quét sạch tàn đao nặng nề càng sinh ra cộng minh với huyết nhục toàn thân và cả linh văn cùng linh hồn. Ầm ầm, Thái Long, Khương Phàm cách nhau 50 mét đón đầu chạm vào nhau. Hai bóng người, hai nguồn năng lượng khác nhau, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đánh ra ngoài vài trăm mét. Tàn đao của Khương Phàm mang uy lực khai thiên, bổ vào trên nắm tay Thái Long. Cực cảnh 100.000 cân của Thái Long mang theo uy lực băng sơn liệt địa, đỡ lấy uy lực của tàn đao. Sau một khắc, Thái Long run rẩy toàn thân, nắm đấm cũng bị hung hăng xốc lên, toàn thân nhanh chóng xoay chuyển rơi xuống phía dưới. Hai tay Khương Phàm máu me đầm đìa cũng cố gắng khống chế thân thể, lại lao xuống lần nữa, đuổi giết Thái Long. Oanh! Thái Long va chạm mặt đất. Đá vụn và bụi đất bay mịt mù, một con khỉ xui xẻo cũng bị hắn đập chết. Giống. Thái Long tức giận, tay phải máu thịt be bét lại càng kích thích cuồng tính trong hắn. Kim quang dưới chân sôi trào trải rộng ra pháp trận lộng lẫy, xiềng xích màu vàng lại lần nữa xuất hiện, mỗi sợi đều dài đến mười mấy mét, từng sợi đều cuồng kích, từng sợi đều sắc bén thấu xương. Khương Phàm từ đối diện phóng tới, liệt diễm kim liên vần quanh toàn thân, vừa rơi xuống đất, trong chốc lát. Kim liên nở rộ kích động đến xiềng xích, hỏa rực sau lưng cũng huy động đẩy hắn lao thẳng tới Thái Long. Bành bành bành. Một trận ác chiến kịch liệt, điên cuồng va chạm. Hai người hỗn chiến lại dẹp tan ra mấy trăm mét. Thái Long điên cuồng, Khương Phàm cũng không kém. Hai người chiến đến sôi trào. Nắm đấm va chạm móng vuốt, cương khí chấn động liệt diễm. Chỉ vài phút ngắn ngủi đã có trên trăm quyền bạo kích. Hai tay Khương Phàm không có việc gì. Nhưng thân thể không có áo giáp bảo vệ lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào, nội tạng đều rướm máu, lực lượng hai tay lại càng ngày càng yếu. Thái Long thì bị kim viêm thánh hỏa đánh bay loạn, máu thịt be bét, nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến đau đớn, ngược lại càng đau càng điên cuồng. À, Thái Long giống như man thú phát cuồng, sau khi đình trệ trong phút chốc hắn lại tiếp tục bạo kích tới, vậy mà chỉ trong thời gian nháy mắt này. Bằng vào cực cảnh cơ thể hắn đã có thể bạo phát ra hơn 20 quyền, toàn bộ đều đánh vào hai tay đang chặn đánh của Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, bị đánh bay ra ngoài, hai tay hoàn toàn mất đi cảm giác.
Nếu như đổi lại là những người khác, không có hai tay dẫn dắt, linh lực trong kinh mạch rất khó hình thành võ pháp, cơ bản chẳng khác nào bị phế đi. Nhưng, linh văn của Khương Phàm lại không phải linh văn bình thường mà là thánh phẩm thú linh văn, lại là đại thừa thánh phẩm. Bành! Khương Phàm rơi xuống đất, vừa ngẩng đầu linh văn đã nhanh chóng lay động linh lực toàn thân, phóng xuất ra ngọn lửa màu vàng mãnh liệt. Một con hỏa mãng dữ tợn ngay lập tức từ trong liệt diễm nhào ra ngoài, nó dài đến 8 mét, sinh động như thật. Mặc dù Thái Long đã có thể đánh ra 20 quyền tuyệt luân, nhưng vì bị nghiền ép tiềm lực nên hắn cũng đang kịch liệt thở hổn hển, tuyệt đối không nghĩ tới, đường diễm, vừa chạm đất đã có thể phản kích lại, hai tay đã phế đi lại còn có thể phóng thích võ pháp. Hắn vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị liệt diễm cự mãng cuốn về phía không trung. A, mở ra a. Thái Long vừa hét lớn vừa cố gắng đẩy lui hỏa mãng, giống như đang xé rách một con mãnh thú, nhìn qua vô cùng rung động lòng người. Khương Phàm rũ cục hai tay xuống nhìn chằm chằm về phía không trung, linh văn lần nữa dẫn dắt liệt diễm ngưng tụ võ pháp. Một thanh hỏa thương thành hình, kim quang lấp lóe như hỏa thương thực thụ ngay lập tức bạo kích. Thái Long điên cuồng xé rách hỏa mãng lại bị chấn động tới vết thương toàn thân, phản ứng hơi chậm. Hỏa thương lao tới đánh vào ngực hắn. Một trận bạo tạc mãnh liệt, Thái Long bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Đứng lên, chẳng phải ngươi muốn khiêu chiến sao, đã hài lòng chưa? Khương Phàm huy động hỏa dược đuổi tới phía trước, đại thừa thánh văn chói mắt điều động liệt diễm, hóa thành cự tượng quyền đánh về phía Thái Long. Thống khoái, thống khoái. Thái Long rơi xuống đất. Lên tiếng hét to, xiềng xích màu vàng cũng gào thét loạn động. Ầm ầm, cự tượng quyền bị xiềng xích xoắn nát gây ra bạo tạc mãnh liệt, quét sạch hơn 100 mét, đẩy lui thân hình hùng tráng của Thái Long, lân giáp toàn thân cũng nổ tung bay lên. Khương Phàm lao vào hỏa triều phóng thẳng tới Thái Long, hắn nhấc người lên, quét ngang đùi phải, liệt diễm cuồn cuộn vờn quanh phối hợp với giày tấn công Thái Long. Đến đây đi, gương mặt Thái Long dữ tợn. Tia sáng toàn thân trong nháy mắt đã trở nên ảm đạm, kim giác trên trán lại bộc phát cường quang, khí tức hủy diệt tràn ngập, trong chớp mắt, trụ ánh sáng màu vàng xuyên thủng liệt diễm đánh về phía Khương Phàm. Khương Phàm lại dự đoán được Thái Long phải dùng đến sát chiêu. Tên man thú này đã sắp nỏ mạnh hết đà, tâm tính cao ngạo không cho phép hắn lui lại, chỉ có thể liều chết phản kích. Cho nên, Khương Phàm nâng chân phải đánh nổ liệt diễm. Đồng thời huy động hỏa dược hung hiểm tránh khỏi đòn đả kích chí mạng. Tiếp theo, tại thời khắc Khương Phàm đứng chính diện Thái Long, kim viêm thánh văn trên trán đã lập tức nở rộ như một con chu tước trùng sinh trên trán hắn, đang cộng minh cùng linh nguyên trong khí hải. Mãnh hổ! Khương Phàm thấp giọng nói ra, dựa vào linh văn thôi động linh lực toàn thân, nắm toàn bộ liệt diễm đang sôi trào trong tay. Kim quang nở rộ như ánh mặt trời, mãnh hổ đang thai nghén trong ngọn lửa dữ dội. Uy mãnh, thần tuấn. Khương Phàm thuần thục nhất là mãnh hổ quyền một khi phóng thích ra càng thắng ở tốc độ. Giờ này khắc này, vừa vặn dùng cho tuyệt sát, nắm chắc cục diện. Mãnh hổ gào thét, đạp động liệt diễm bổ nhào đến Thái Long. Thái Long nóng nảy, hung hãn, tia sáng trên trán lại nhanh chóng ảm đạm trở lại thân thể, hắn muốn ngưng tụ kim giáp bảo vệ, càng phải trùng kích pháp trận dưới chân, phóng thích xiềng xích. Nhưng, đã chậm. Ầm ầm, Thái Long run rẩy, huyết nhục văng tung tóe. Giống như một con yêu hổ liệt diễm đánh giết chân thực, đánh Thái Long bay ra đến 10 mét. Giống, hai con khỉ lông trắng như thiểm điện vọt tới, vung lên móng vuốt bén nhọn về phía Thái Long. Cút ngay, một tên đệ tử linh kiếp thánh địa cưỡng ép chặn đường, cả hai tay tạo ra vòng xoáy kim loại, sau một khắc, đao kiếm phóng ra chém nát con khỉ lông trắng. Linh kiếp thánh địa, rút lui. Đệ tử kia ôm lấy Thái Long đã hôn mê, mười mấy vòng xoáy dâng lên xung quanh nổ tung, hàng trăm thanh đao thương tán loạn lao về phía trước điên cuồng chém giết. Mười mấy con khỉ, còn có hai tên thí luyện giả, vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ như vậy mà bị xoắn nát. Tên đệ tử này thừa cơ giết ra khỏi vòng chiến. Các đệ tử linh kiếp thánh địa thấy cảnh này, sắc mặt lập tức kinh hãi, bọn hắn nhanh chóng thoát khỏi bầy khỉ, tụ tập qua phía Thái Long. Nhưng bởi vì rút lui quá vội vàng, trong đó hai tên đệ tử bị con khỉ lông trắng tốc độ cực nhanh tiếp cận, sau khi kịch liệt ngăn cản đã cưỡng bức vây bắt lại. Rất nhiều con khỉ lông đen phóng tới giết bọn hắn. Đáng chết, rút lui. Thác Bạt Hoàng cũng không nguyện ý dây dưa, kêu gọi đệ tử thánh địa rút lui. Biến cố phát sinh rất đột nhiên, nhiều người không rõ tình huống,
dù vẫn chưa hiểu thấu nhưng hai đại thánh địa liên tiếp triệt để rút lui, Thương Hàn Nguyệt cũng đủ quả quyết, trước tiên theo sát tránh thoát khỏi bầy khỉ, rút lui khỏi chiến trường. Rút lui, rút lui, rút lui. Những người thí luyện cũng không dám lại ham chiến, kéo thành đàn rút lui hết, rời khỏi chiến trường. Giống. Bầy khỉ phát ra từng tiếng gào thét đinh tai nhức óc, âm thanh chấn động khắp dãy núi, khiến cho linh điểu và mãnh thú khác kinh hãi. Nếu như không phải bọn người Thương Hàn Nguyệt ổn định nhanh, rằng co mạnh mẽ, nói không chừng bầy khỉ đã đuổi bắt được bọn hắn. Đường Diễm, chọc giận thánh địa, hậu quả do ngươi hoàn toàn gánh chịu. Không đến mấy ngày, ngươi sẽ tự mình cảm nhận được ý nghĩa câu nói này. Thác Bạt Hoàng đứng ở đằng xa, chỉ về phía Khương Phàm. Ngươi là đệ tử thánh địa, nhưng ngươi đại biểu không được thánh địa. Ta chỉ chọc giận ngươi, cũng không phải hồn thiên thánh địa. Ta cũng không tin tất cả những người trong hồn thiên thánh địa đều ngu xuẩn, ngang ngược, càn rỡ tự cho là đúng như thế, cũng bởi vì cái lòng tự trọng đáng thương không chịu chút ủy khuất này của ngươi mà muốn dùng toàn lực lượng thánh địa diệt toàn tộc ta. Nếu thật là như thế, các ngươi cứ gọi hỗn đản thánh địa đi. Giọng Khương Phàm vang như lôi đình, quanh quẩn khắp dãy núi, đánh trả bén nhọn nhất cho Thác Bạt Hoàng. Chỉ là phần bất kính với thánh địa trong giọng nói kia để cho tất cả thí luyện giả hít một ngụm khí lạnh. Bọn hắn chưa từng thấy có người đối kháng thánh địa như vậy, cái này không phải điên cuồng, đây quả thực là tìm đường chết. Tốt, rất tốt, ngươi nói lời này coi như đã khiêu khích toàn bộ đệ tử thánh địa trong Thiên Khải bí cảnh. Trong vòng 10 ngày, nếu như ngươi còn sống, Thác Bạt Hoàng ta sẽ tự tay giao đầu mình cho ngươi. Chúng ta đi. Thác Bạt Hoàng mang theo các đệ tử lui đến trong rừng rậm, nhưng các đệ tử hồn thiên thánh địa đều quay đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Linh kiếp thánh địa chúng ta sẽ không bởi vì sự khiêu khích của ngươi mà hãm hại tộc nhân ngươi, truy cứu thế lực sau lưng ngươi. Nhưng, ngươi sẽ ở trong Thiên Khải bí cảnh này tiếp nhận liên thủ chế tài của các đệ tử thánh địa chúng ta. Ngươi, nên chuẩn bị sẵn sàng. Đệ tử linh kiếp thánh địa ôm Thái Long đang hôn mê bất tỉnh lui vào trong rừng rậm. Thương Hàn Nguyệt muốn nhắc nhở thái độ Khương Phàm một chút, nhưng nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của hắn thì vẫn không nói thêm gì, lập tức mang theo đệ tử biến mất trong rừng rậm. Bọn hắn sẽ còn trở lại, chúng ta nên rời khỏi đây. Dạ An Nhiên đã ở lâu cùng Khương Phàm, nên hình như lá gan cũng đều được rèn luyện. Giờ khắc này nàng vậy mà lại không hề e ngại, ngược lại đang bắt đầu cân nhắc phải làm sao phản kích. Trước tiên phải giải quyết Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm ăn mấy khỏa đan dược, chuẩn bị rời khỏi thì Tiểu Kim Hầu lại bắt hắn lại, dùng sức chỉ trong động. Không cần, ta cứu ngươi cũng không phải muốn ngươi báo đáp. Nếu như chúng ta ở lại nơi này, chờ đến khi đám đệ tử thánh địa trở lại thì sẽ liên lụy các ngươi. Khương Phàm mỉm cười xua tay từ chối. Trận hỗn chiến vừa rồi mặc dù rất ngắn ngủi nhưng bầy khỉ lại chết thảm đến mấy trăm con. Mà đệ tử thánh địa và những người thí luyện lại không có tới đủ 20 người. Đây là vì bầy khỉ chiếm ưu thế số lượng mà thôi. Chuyện này không chỉ nói rõ các đệ tử thánh địa cường đại mà ngay cả những người thí luyện mang theo ngọc phù đến đây cũng đều là những cường giả tinh nhuệ được đại tông gia tộc bồi dưỡng. Bất luận là võ pháp, vũ khí hay là linh văn cũng đều vô cùng cường đại. Nếu như lại tập kết càng nhiều người tới đây thì bầy khỉ chưa hẳn gánh vác được. Giống, giống giống. Tiểu Kim Hầu lại nắm kéo Khương Phàm, dùng sức túm vào trong động. Mấy con Tiểu Kim Hầu khác cũng giữ chặt Dạ An Nhiên, mời bọn họ đi đến ngồi một chút. Vậy thì ngồi một chút, ăn chút trái cây rồi chúng ta sẽ đi. Thịnh tình không thể từ chối, Khương Phàm và Dạ An Nhiên chỉ có thể đi theo vào. Nhưng, khi bọn hắn đi đến hang đá lại phát hiện bên trong so với bên ngoài còn rộng rãi hơn mấy lần. Từng sợi dây leo tráng kiện lan tràn vách đá, treo đầy nhiều loại linh quả, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Nhưng trong này không có một con khỉ con. Cho đến khi bầy khỉ xốc dây leo các nơi lên mới lộ ra 8 cái cửa hang, trong đó cũng là thềm đá rộng rãi kéo dài dưới mặt đất. Bọn hắn dọc theo thềm đá đi xuống dưới mấy trăm mét, cảnh tượng lại trở nên sáng hơn. Cột đá như núi, thác nước lao nhanh, dòng sông uốn lượn, rừng rậm tươi tốt. Còn có cổ thụ ngàn năm chống lên những tán cây khổng lồ làm cho người ta thật rung động, giống như là từng tòa núi nhỏ. Linh điểu bay lượn, dược ra tỏa hương. Nơi này chính là một thế giới độc lập dưới đất. Có hàng vạn con khỉ đang nhảy tới nhảy lui ở các nơi. Thật may mà bọn người Thương Hàn Nguyệt không giết đến đây. Khương Phàm âm thầm hít một hơi,
nếu quả thật đám người kia giết đến chỉ sợ đều muốn quỳ xuống. Thiên khải bí cảnh quả nhiên rất thần kỳ, chỗ như vậy có khả năng còn sẽ có không ít. Dạ An Nhiên nhớ tới quy mô 50 vạn dặm của bí cảnh, nàng vô cùng rung động lại chờ mong. Bầy khỉ mang theo bọn người Khương Phàm đi đến rừng rậm dưới mặt đất, mang đến một hang đá do số lượng lớn bầy khỉ đóng giữ. Trong thạch động treo đầy dây đằng già màu vàng, răng ở khắp nơi, bao trùm toàn bộ đỉnh động. Phía trên dây đằng già kết lấy từng quả trái cây kỳ lạ, ánh sáng chói mắt, vô cùng xinh đẹp. Mấy con tiểu kim hầu đang cẩn thận kiểm tra trái cây, nhìn thấy có trái nứt ra liền lấy xuống, phóng tới trên bệ đá cổ lão phía trước, ép ra chất lỏng màu vàng óng. Hống hống hống. Tiểu kim hầu kiêu ngạo giới thiệu cho Khương Phàm cái gì đó. Khương Phàm lại hoàn toàn nghe không hiểu. Tiểu kim hầu đưa bọn hắn đến trên bệ đá, ở giữa có cái ao, bên trong tất cả đều là chất lỏng màu vàng, sóng nước lấp loáng, tản ra mùi thơm nồng đậm. Đồ tốt! Linh hồn đan hoàng đột nhiên lên tiếng. Thiên linh quả, phạt mao tẩy tủy, cường kiện thể phách, bình thường mà nói thì phải trăm năm thai nghén, trăm năm trưởng thành, trăm năm thành thục. Thiên linh quả là vật liệu quan trọng nhất để luyện chế kim cương đan, đúng rồi, kim cương đan thuộc về đan dược ngũ phẩm. Một viên có thể để cho ngươi trong thời gian ngắn tăng vọt lực lượng, đối với thú linh văn và luyện thể giả mà nói là hiệu quả tốt nhất. Trong ao chính là kim thân dịch, là tinh hoa của thiên linh quả, nhìn quy mô này, cái ao kim thân dịch này chí ít đã trữ trên hàng vạn năm. Đến ngâm một chút đi, chí ít có thể để lực lượng của ngươi tăng cường mấy vạn cân. Linh hồn đan hoàng giới thiệu xong để toàn thân Khương Phàm dâng lên từng cơn phấn khích. Tăng cường mấy vạn cân. Hắn liều mạng nhiều năm như vậy, tăng thêm kích thích thú linh văn mà lực lượng mới có được 70.000 cân. Ở nơi này ngâm một chút thì có thể tăng cường mấy vạn. Đồ tốt, đừng lãng phí. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở thúc giục Khương Phàm. Lúc này tiểu kim hầu bắt đầu lôi kéo Khương Phàm và Dạ An Nhiên, ra hiệu bọn hắn cởi y phục ra, đi đến ngâm một chút. Cái này hình như là kim thân dịch, có thể cường kiện thể phách, ngâm một chút có thể gia tăng lực lượng mấy vạn cân. Khương Phàm giới thiệu cho Dạ An Nhiên. Cơ hội tốt, chớ lãng phí. Ngâm một chút chứ, cùng ta ngâm ở một chỗ. Dạ An Nhiên khóc không ra nước mắt, hỗn tiểu tử này không có nghĩ mình như nữ hài tử sao. Giống giống. Tiểu kim hầu thúc giục bọn hắn, đây là lễ ngộ cao nhất của bầy khỉ. Có tư cách ngâm vào bên trong chỉ có bộ tộc tiểu kim hầu bọn hắn thôi. Ta không cần tăng cường lực lượng, ngươi ngâm đi. Dạ An Nhiên lắc đầu cự tuyệt, bước nhanh rời khỏi hang đá. Vậy ta không khách khí. Khương Phàm cởi y phục ra, trực tiếp nhảy vào. Nhưng, một tiếng đau đớn kêu rên quanh quẩn hang đá. Toàn thân Khương Phàm trở nên cứng ngắc, đau đến suýt chút nữa thì nhảy ra lại. Năng lượng bên trong kim thân dịch vô cùng bá đạo. Sau khi chạm đến thân thể Khương Phàm liền thẩm thấu vào trong da thịt. Cảm giác này, đơn giản giống như muốn hòa tan hắn. Khương Phàm gắt gao cắn chặt răng, ngừng thở, cả người chìm trong kim thân dịch. Cơ hội như thế này cũng không phải tùy tiện liền có thể đụng phải. Đau nhức điểm thì đau nhức. Có thể chịu được. Khương Phàm triển khai hai tay, chìm ở đáy ao, tiếp nhận kim thân dịch tẩy lễ tàn khốc. Đau nhức càng ngày càng mãnh liệt, từ da đến thịt. Lại đến mạch máu, sau đó chính là xương cốt, thậm chí bắt đầu thẩm thấu đến nội tạng. Khương Phàm đau đến mức toàn thân đều đang run rẩy, suýt chút nữa thì bất tỉnh đi. Tiền bối, kịp thời nhắc nhở ta, ngàn vạn lần không thể để cho ta hôn mê. Khương Phàm đoán chừng tiểu kim hầu sẽ chỉ để hắn đến lần này, tận dụng thời cơ, nhất định phải nắm bắt lấy, rèn luyện đến cực hạn. Ta phát hiện nội tu công quyết của ngươi có chút ý tứ. Ngươi có thể thử một chút. Linh hồn đan hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Khương Phàm nhìn xuống đau nhức, vận chuyển đại diệu thiên kinh, một cỗ khí tức mãnh liệt chấn mở thôn phệ từ toàn thân, năng lượng kim thân dịch bên trong được dẫn dắt, mãnh liệt mà xông vào mạch máu, thậm chí kích thích tới nội tạng. A! À, Khương Phàm trừng trừng hai mắt. Tiểu kim hầu đứng trên bệ đá nhìn kim chỉ đang ục ục nổi lên. Vừa mới bắt đầu còn rất bình tĩnh, từ từ thì nó bắt đầu bất an. Kim thân dịch quả thật có thể cường kiện thể phách, là bảo dược bộ tộc kim hầu bọn hắn truyền thừa. Nhưng, có rất ít người có được tư cách được mời đến bên trong, sau khi bước vào thì nhiều nhất kiên chỉ được mười mấy phút liền đi ra. Thế nhưng, lần này lại giống như không giống lắm. Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua. Khương Phàm chìm ở đáy ao,
sau khi thích ứng đau khổ kịch liệt đã bắt đầu dẫn dắt năng lượng đặc biệt của kim thân dịch đánh thẳng vào mạch máu toàn thân. Để Khương Phàm phấn chấn, thậm chí mừng như điên chính là việc đại diệu thiên kinh yên lặng lại có thay đổi. Chẳng lẽ, muốn thăng hoa đến tam trọng thiên rồi? Trước đó Khương Phàm dùng trọn vẹn 5 năm mới để đại diệu thiên kinh thăng hoa đến nhị trọng thiên, từ khi đó vẫn duy trì như thế. Hôm nay lại có thay đổi sao? Kim thân dịch quả nhiên đồ tốt. Sau một tiếng, cuối cùng Khương Phàm cũng đi ra từ trong kim trì, toàn thân lóe ra kim quang cứ như kinh mạch, mạch máu đều nhuộm thành màu vàng, cơ bắp căng cứng bởi vì kim quang mà càng chói sáng, như có thể trực tiếp cảm nhận được năng lượng phun trào bên trong. Tuy nhiên bên ngoài lại tụ tập rất nhiều tiểu kim, số lượng có tới hơn 30 con, tất cả đều dùng ánh mắt quái lạ nhìn hắn. Cảm ơn sự tiếp đãi, cảm ơn, cảm ơn. Khương Phàm chân thành nói lời cảm ơn. Lần này tới quá đáng giá. Hắn không thể xác định cụ thể mình đã tăng cường bao nhiêu lực lượng, chỉ cảm thấy toàn thân nóng hổi, lực lượng lan rộng khắp cơ thể. Nhất là đại diệu thiên kinh đã thay đổi, mặc dù không thể đột phá nhưng đã hơi thăng hoa, cũng đủ để cho hắn phấn chấn, kích động. Tiểu Kim Hầu đưa Khương Phàm đến nơi này nằm nhoài bên cạnh ao, nhìn chằm chằm một hồi lâu, sau đó nó đứng dậy khoa tay với bầy khỉ phía dưới một chút, biến mất. Một đoạn lớn như vậy, mặt bầy khỉ lông vàng đều co quắp mấy lần, ánh mắt là lạ nhìn về phía Khương Phàm. Khương Phàm mặc lại y phục, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bọn chúng. Có phải ta dùng thời gian quá dài hay không? Sau khi Khương Phàm xông vào thiên khải bí cảnh không bao lâu, Thành Bát Bảo đã làm xong toàn diện, cũng chuẩn bị phát tin tức tổ chức đại hội đấu giá, truyền khắp La Phủ Sơn Mạch, đưa tới chờ mong cực lớn. Đây là trận chiến đầu tiên của Nạp Lan gia tộc khi tiến vào La Phù Sơn Mạch. Có thể được La Phù tán thành hay không, có thể cùng ngũ đại chợ đen đối kháng hay không thì trình độ phấn khích của hội đấu giá này cực kỳ quan trọng. Bọn hắn tin tưởng Nạp Lan gia khẳng định sẽ mang ra đầy đủ linh bảo, quà tặng cho La Phù. Cửu Nguyên Lương, cơ hội của ngươi tới rồi. Sau khi cửu công chúa nhận được tin tức, vào nửa đêm rạng sáng đã bí mật bái phỏng Thiên Cương Tông. Ngươi vẫn chưa rời khỏi La Phù Sơn Mạch sao? Cửu Nguyên Lương quái lạ nhìn tiểu công chúa đột nhiên xuất hiện trước mặt, tin tức hôm nay vừa mới truyền ra, vậy mà nàng đã tới. Ngươi hẳn là nên hỏi, là cơ hội gì? Cửu công chúa che chắn cực kỳ kỹ lưỡng, không chỉ thay đổi dung mạo mà còn mang theo mặt nạ. Nàng đã sinh sống 5 tháng trong núi rừng đáng chết này, đối với Cẩm Y Ngọc Thực, ở cung điện được người hầu hạ thì tình huống bây giờ mà nói, đây quả thực là dày vò. Tuy nhiên khổ đợi 5 tháng, rốt cuộc cũng chờ đến cơ hội. Nạp Lan gia lại muốn tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, còn cho phép người khác mang bảo bối tới đấu giá mà không lấy tiền thù lao. Ngươi muốn dùng hội đấu giá dẫn dụ Khương Hồng Võ xuất hiện. Đừng ngây thơ, ta đã tra được tin tức, 5 vị trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông đã trực tiếp đến Thiên Sư Tông, mục đích rất có thể là đang trợ giúp Khương Hồng Võ đột phá. Tông chủ Ngọc Đỉnh Tông mỗi tháng sẽ còn tự mình đi đến Thiên Sư Tông một lần. Coi như bây giờ Khương Hồng Võ không đột phá thì cũng sắp đột phá rồi, hắn sẽ không dễ dàng đi ra. Cửu Nguyên Lương lắc đầu, muốn dùng đại hội đấu giá để dẫn Khương Hồng Võ ra, ngươi phải dùng đến bảo bối bao lớn đây. Thực lực sinh tử cảnh thay đổi không phải mấy lão già Ngọc Đỉnh Tông muốn ổn định liền có thể ổn định. Nếu Ngọc Đỉnh Tông có thể có năng lực này, chẳng phải La Phù đời đời đều có thể xuất hiện niết bàn cảnh rồi sao? Đừng nói Ngọc Đỉnh Tông. Xem như Đan Quốc cũng không thể nào bảo đảm sinh tử cảnh thuận lợi đột phá. Mặc dù Khương Hồng Võ là thánh văn, nhưng dựa theo tình huống bây giờ, hy vọng nhiều nhất là 6 phần. Cửu công chúa hừ lạnh, sinh tử cảnh sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Nhìn chung lịch sử Hoàng Triều có mấy người tiến vào niết bàn cảnh. Thánh linh văn chết thảm tại sinh tử cảnh, chỗ nào cũng có. Trong tay ngươi có cái gì? Cửu Nguyên Lương đột nhiên ngồi thẳng người. Chăm chú tiếp cận cửu công chúa. Đan dược, thiên nhân đan. Đáy mắt cửu công chúa hiện lên một tia tinh mang. Thiên nhân đan. Cửu Nguyên Lương cũng đều chưa nghe qua. Thiên nhân đan, lục phẩm đan dược, bởi vì kỳ đặc tính khác biệt, thanh danh thẳng bức thất phẩm thánh đan. Tài liệu luyện chế cực kỳ đặc biệt, cũng vô cùng hiếm thấy, mà cần số lượng lớn thánh huyết làm thuốc dẫn. Muốn luyện chế thành công, càng cần hơn 5 loại thánh hỏa cùng nhau khống chế. Có tư cách lại có năng lực luyện chế thiên nhân đan, chỉ có thánh địa luyện đan chân chính, ly hỏa thánh địa. Kỳ thật đây cũng là lần đầu tiên cửu công chúa nghe nói tới thiên nhân đan,
nhưng chỉ là nghe giới thiệu liền để nàng cảm nhận được sự phi phàm của đan dược. Ngươi nói thánh địa bắt Khương Hồng Võ, là Ly Hỏa thánh địa. Cửu Nguyên Lương hít một ngụm khí lạnh, hoàng thất đúng là hung ác thật, lại lôi kéo được thánh địa nhúng tay. Thánh địa ra tay, Khương Hồng Võ chắc chắn chết không thể nghi ngờ được. Thiên nhân đan của Ly Hỏa thánh địa có thể ở một mức độ nào đó ổn định sự dao động thực lực, dược hiệu cường đại bên trong càng có thể cải thiện thể chất, cường thịnh linh văn. Dựa theo những gì bọn hắn nói, một viên thiên nhân đan có thể đảm bảo thánh văn sinh tử cảnh có 8 phần cơ hội đột phá. 8 phần, trừ phi là trong số mạng đáng chết, còn không cơ bản đều có thể thuận lợi đột phá. Cửu công chúa cũng có chút rung động, thánh địa chính là thánh địa, vậy mà lại có thể nghiên cứu ra loại đan dược này. Tuy nhiên vật liệu luyện thiên nhân đan rất khó có được, Ly Hỏa thánh địa muốn luyện chế một viên thiên nhân đan đều phải chuẩn bị đến 8 năm, 10 năm. Mà khi mỗi một viên xuất hiện, nhất định sẽ khiến cho nội bộ thánh địa tranh đoạt kịch liệt. Quá quý giá. Ly Hỏa thánh địa nguyện ý lấy ra thiên nhân đan, dẫn dụ Khương Hồng Võ xuất hiện sao? Cửu Nguyên Lương kích động lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Ly Hỏa thánh địa đang muốn làm gì? Hoàng thất cho bọn hắn điều kiện gì để phối hợp bắt Khương Hồng Võ? Một tháng trước thiên nhân đan đã được đưa đến, bây giờ do người của thánh địa tự mình bảo vệ. Cửu công chúa khẳng định nói. Người của Ly Hỏa thánh địa lấy ra thiên nhân đan cũng là hạ quyết tâm, nếu như không phải cân nhắc đến hiệu quả của đan dược truyền kỳ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Trước đó suy đoán sau khi Nạp Lan gia xây xong thành bát bảo sẽ tổ chức đại hội đấu giá, quả nhiên là như mong muốn. Cần ta làm gì? Cửu Nguyên Lương vẫn còn có chút cảnh giác. Người dùng danh nghĩa Thiên Cương Tông, đem đan dược đưa đến đại hội đấu giá. Liền nói là các người hy vọng có thể được Thiên Sư Tông tha thứ, viên đan dược kia là các người vạn dặm bôn ba, đến Ly Hỏa Thánh Địa tại Hoang Mãng Nguyên cầu được. Nhưng, Thiên Cương Tông các người đã dùng lấy hết bảo bối siêu tập được từ cổ thành dưới đất mới để Ly Hỏa Thánh Địa đồng ý đổi lại viên đan dược kia. Cho nên các người cần phải để toàn La Phù chứng kiến mình giao đến cho trong tay Khương Hồng Võ. Để tránh, Khương Hồng Võ, chơi xấu, ngoài ra còn phải biểu đạt một câu thật hàm xúc. Chỉ cần Thiên Sư Tông tiếp nhận, đã nói lên rằng bọn hắn chấp nhận Thiên Cương Tông các ngươi lấy lòng, tha thứ sai lầm các ngươi phạm phải. Loại chuyện này, cũng cần có càng nhiều người chứng kiến thì mới có thể tiến hành. Tóm lại phát huy trí tuệ của ngươi, để Thiên Sư Tông buông lỏng cảnh giác để Khương Hồng Võ rời khỏi Thiên Sư Tông. Cửu công chúa cẩn thận giảng giải để tránh ra hỏa này khiến cho Thiên Sư Tông hoài nghi. Cửu Nguyên Lương trầm tư nhẹ gật đầu. Sau đó thì sao, ai tới bắt? Lúc nào bắt? Chỉ cần Khương Hồng Võ rời khỏi Thiên Sư Tông, Ly Hỏa Thánh Địa không cần chờ hắn đến thành bát bảo liền sẽ tự mình đến bắt. Cửu công chúa nói đến đây, hai tay trong tay áo không nhịn được nắm chặt. Khương Hồng Võ ơi Khương Hồng Võ, đến khi ngươi rơi xuống trong tay Thánh Địa, chờ đợi ngươi chính là tra tấn tàn khốc nhất. Ngươi, sẽ bị luyện chết tươi. Nếu như thiên nhân đan quả thật có hiệu quả tốt như vậy, chỉ sợ hoàng thất các ngươi bỏ ra cái giá không nhỏ nhỉ. Khương Hồng Võ nóng lòng đột phá, cũng xác thực có khả năng bị dẫn ra. Nhưng, sau khi dẫn ra thì sao? Cửu Nguyên Lương còn rất trẻ, không có đa mưu túc trí như vậy, nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn đưa đan dược cho Thiên Sư Tông. Hắn dẫn Khương Hồng Võ ra. Thiên Sư Tông có thể tha cho bọn hắn sao? Trước có cấu kết Hoàng Triều, sau lại cấu kết Ly Hỏa Thánh Địa, phần tội này ác đủ để cho bọn hắn vạn kiếp bất phục. Đừng nói Thiên Sư Tông. Ngọc Đỉnh Tông đều có thể bị chọc giận, tổ chức đại hội 18 tông, chính thức phán quyết Thiên Cương Tông bọn hắn. Ha ha, Cửu công chúa muốn hại chúng ta sao? Sắc mặt Cửu Nguyên Lương âm trầm lại, con quỷ nhỏ này tuổi không lớn lắm nhưng tâm tư cũng đủ ác độc, cái này không phải giày vò Thiên Sư Tông mà muốn thuận tiện tống táng luôn Thiên Cương Tông bọn hắn. Người cứ bảo là mình bị lợi dụng, người có ý tốt đến cầu đan, không nghĩ tới Ly Hỏa Thánh Địa vậy mà lại có chủ ý khác. Mặc dù thế này sẽ mang đến cho các ngươi chút áp lực, nhưng khi Khương Hồng Võ bị bắt, người của Khương gia và Thiên Sư Tông sẽ không có quá nhiều tinh lực gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi chỉ cần lại kiên trì thêm mấy tháng, chờ đến khi Hoàng Triều phản kích La Phù, các tông thương vong thảm trọng, không có người nào sẽ lại để ý tới các ngươi, Ngọc Đỉnh Tông càng sẽ không lại dễ dàng chế tài các ngươi để làm cho yếu đi thực lực tổng hợp của La Phù. Mặc dù Cửu công chúa nói như vậy nhưng căn bản không hề bận tâm đến sống chết của Thiên Cương Tông. Cửu Nguyên Lương hừ một tiếng. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt quá,
ta nói là bị lợi dụng thì bọn hắn liền tin rồi. Mà hoàng triều phản kích còn phải hơn nửa năm, các tông vẫn có nhiều thời gian chế tài chúng ta. Vậy ý của cửu tông chủ là, không phối hợp, nếu như Khương Hồng Võ không chết, Thiên Sư Tông không bị mất đi tinh lực thì sẽ từng bước chỉnh hợp lực lượng La Phù, đối kháng với Hoàng Thất. Nếu như bọn hắn thật có thể chống đỡ, Thiên Cương Tông sẽ mãi mãi không có ngày nổi danh. Điểm này ngươi đều rõ ràng hơn so với ai khác, xử lý Khương Hồng Võ, đối với ngươi và ta hai bên đều có lợi. Cửu công chúa nói xong, thoáng hạ giọng. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi chuyện này thành công, thiên nhân đan thuộc về ngươi. Ngươi xác định, đáy mắt Cửu Nguyên Lương sáng rực lên. Chỉ cần có thể bắt lấy Khương Hồng Võ, đan dược sẽ thuộc về ngươi. Cửu công chúa nói rất khẳng định, chỉ là ánh mắt có chút lạnh lẽo. Loại bảo bối này, há có thể thuộc về ngươi đơn giản như vậy. Cửu Nguyên Lương chau mày, xác thực đã động tâm, nhưng... quá mạo hiểm. Cửu công chúa không nói thêm lời nào, nàng yên lặng chờ đợi Cửu Nguyên Lương quyết định. Thật lâu. Cửu Nguyên Lương cắn răng nói. Ta phối hợp với các ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Hắn không thèm đếm xỉa gì nữa. Vì để thay đổi hiện trạng tông môn, cũng vì thiên nhân đan, làm thôi. Nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Đến lúc đó để Ly Hỏa Thánh Địa phối hợp ta diễn kịch, chế giễu ta bị gài bẫy. Đơn giản, ta thay Ly Hỏa Thánh Địa đồng ý. Còn có, ta muốn Ly Hỏa Thánh Địa tự tay viết thư, cam đoan thiên nhân đan sau đó sẽ thuộc về ta. Cái này cũng không thành vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải phối hợp thật tốt, tuyệt đối không thể liên lụy đến Hoàng Thất, càng không thể lộ ra vấn đề. Cửu Nguyên Lương hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ cần không bị người khác chỉ trích là bọn hắn cấu kết Ly Hỏa Thánh Địa, Ngọc Đỉnh Tông sẽ không có lý do chế tài bọn hắn. Tịch Nhan đâu, ngươi đã tìm được chưa? Cửu công chúa đứng dậy, nơi này không nên ở lâu. Tịch Nhan không ở Thánh Nữ Tông, hình như không có trở về. Đệ tử của chúng ta đã tìm dòng dã 3 tháng mới phát hiện được tung tích nàng. Thành Bát Bảo mới. Các ngươi muốn đấu giá đan dược. Nạp Lan Thanh Lạc sáng sớm đột nhiên bái phỏng tông chủ mới của Thiên Cương Tông, Cửu Nguyên Lương nên đã tự mình tiếp đãi. Viên đan dược kia thật ra là cho Thiên Sư Tông, lễ vật dành cho Khương Hồng Võ. Nhưng nó quá quý giá, chúng ta không thể cứ tùy tiện giao ra như vậy. Cho nên, ha ha, chúng ta muốn dùng phương thức bán đấu giá, mời toàn La Phủ chứng kiến. Để Thiên Sư Tông hài lòng, cũng để cho toàn La Phủ nhìn thấy chúng ta có thành ý nhận sai lầm. Cửu Nguyên Lương thể hiện vô cùng khách khí, chẳng những không có cao ngạo là thánh linh văn, cũng không có uy nghiêm của một tông. Nạp Lan Thanh Lạc ngược lại cũng không cảm thấy kỳ lạ khi Cửu Nguyên Lương khiêm tốn, trong mấy tháng này, người người kêu đánh Thiên Cương Tông, toàn bộ quặng mỏ tinh thạch bị cướp đi, rất nhiều đệ tử trong tông đều chủ động rời khỏi. Nếu như không phải có chút nội tình, tông môn bình thường đều khó mà duy trì tu luyện được. Nếu vị này tông chủ mới này kiêu ngạo chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu tan sạch sẽ. Nạp Lan Thanh là cảm thấy kỳ lạ là Cửu Nguyên Lương có được đan dược gì mà lại phải cần toàn La Phủ chứng kiến. Cửu tông chủ, người hẳn là rõ ràng ân oán giữa Thiên Sư Tông và Thiên Cương Tông, đây cũng không phải là một hai viên đan dược là có thể bù đắp. Đây không phải đan dược bình thường, là đan dược mà Thiên Cương Tông chúng ta lặn lội đường xa 3 vạn dặm mới tìm kiếm được. Là đan dược mà Thiên Cương Tông chúng ta vận dụng 8 chí bảo chấn tông mới đổi được. Cửu Nguyên Lương thoáng hạ giọng. Nghiêm túc nói, đây là một viên đan dược có thể bảo đảm Khương Hồng Võ thuận lợi tiến vào niết bàn cảnh. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn chằm chằm Cửu Nguyên Lương. Cửu tông chủ đang nói đùa sao? Trên đời nào có đan dược nào 100% bảo đảm bình ổn vượt qua sinh tử cảnh? Không thể tính 100%, nhưng tối thiểu có thể có 80%, còn lại những cái kia, phải xem ý trời. Cửu Nguyên Lương cẩn thận khống chế khuôn biểu hiện trên mặt mình, cũng khống chế tâm tình mình. Trước khi tới đây cửu công chúa đã lặp đi lặp lại nhắc nhở qua nhất thiết phải cẩn thận ứng phó, linh văn nạp lan ra không chỉ có thể nhìn trộm năng lượng bảo vật mà còn có thể phỏng đoán lòng người. Xin hỏi cửu tông chủ, viên đan dược này của ngươi là gì, lại là từ nơi nào cầu được? Nạp Lan Thanh Lạc vẫn chưa tin có thể có loại đan dược này, cho dù là có, cũng không thể nào bị Cửu Nguyên Lương đạt được. Đan dược tên là Thiên Nhân Đan, đến từ Ly Hỏa Thánh Địa. Cửu Nguyên Lương vừa nói ra lời này, gương mặt Nạp Lan Thanh Lạc rốt cuộc cũng có chút phản ứng.
Tình cảnh Thiên Cương Tông chúng ta các ngươi so với ai khác đều rất rõ ràng. Chúng ta đã phạm sai lầm, nhưng chúng ta rất muốn tìm cách cứu vãn, nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến Khương Hồng Võ. Đan Quốc chắc chắn sẽ không hỗ trợ, cũng chưa chắc có thể giúp một tay, cho nên. Đại trưởng lão đã nhắc đến Ly Hỏa Thánh Địa. Chúng ta đau khổ cầu xin 3 tháng, dùng hết tất cả tài nguyên có thể dùng rốt cuộc cũng được Ly Hỏa Thánh Địa ban ân. Cửu Nguyên Lương biểu hiện rất thành khẩn, thể hiện, ngữ khí đều là trên đường đi tới đây luyện đi luyện lại. Ta có thể nhìn không? Các ngươi không chỉ có thể nhìn mà còn có thể xin mời Ngọc Đỉnh Tông tới kiểm tra. Nhưng chúng ta nhất định phải đợi đến đấu giá hội mới có thể chuyển giao đan dược, xin hiểu tâm tình của chúng ta. Ngươi chờ một lát. Nạp Lan Thanh Lạc bước nhanh rời khỏi, nếu quả thật có thể có loại đan dược này, Khương Hồng Võ đột phá cơ bản liền có hy vọng. Mà, bọn hắn còn có thể giữ được viên đan dược truyền kỳ kia, không cần cho Đan Quốc. Cửu Nguyên Lương thở phào một hơi ngồi ở trên ghế. Trong phòng rất an tĩnh, chỉ còn lại có hắn, còn có. Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh ngồi ở trên xe lăn, rất an tĩnh, rất ôn hòa, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngươi là, Nạp Lan Thanh Cảnh. Cửu Nguyên Lương nhìn thiếu niên trước mặt. Nghe nói Nạp Lan Sóc có 3 hài tử. Trưởng tử Nạp Lan Thanh Xuyên đang bị nhốt, nhị nữ Nạp Lan Thanh Lạc, chủ quản mọi việc trong gia tộc. Tam tử Nạp Lan Thanh Cảnh là một phế vật. Cửu Tông Chủ, hân hạnh được gặp mặt. Nạp Lan Thanh Cảnh mỉm cười gật đầu. Thành Bát Bảo xây dựng rất không tệ, nghe nói là ngươi giám sát. Để Cửu Tông Chủ khen tặng. Phế nhân như ta cũng cảm thấy mình có khả năng. Cửu Nguyên Lương nhẹ gật đầu, không nói thêm lời nào. Lấy thân phận của hắn, có thể chào hỏi cùng một tên phế nhân không có thức tỉnh linh văn nhưng không cần thiết phải nói thêm nữa. Nạp Lan Thanh Cảnh lẳng lặng mà nhìn Cửu Nguyên Lương, hoàn toàn bình tĩnh lạnh nhạt như trước đây. Cửu Nguyên Lương không hề để tâm đến Nạp Lan Thanh Cảnh, hắn vẫn ngồi ở chỗ đó hồi tưởng đến biểu hiện của mình, cũng lo lắng săn giết hành động Khương Hồng Võ. Khương Hồng Võ hẳn sẽ không chịu đựng được mê hoặc của đan dược, sẽ rời khỏi Thiên Sư Tông. Coi như bọn người Khương Hồng Võ có hoài nghi thì cũng sẽ cho rằng, nguy hiểm là sẽ ở đại hội đấu giá, hoặc là sau khi kết thúc. Nhưng Ly Hỏa Thánh Địa làm việc khôn khéo lại to gan, bọn họ sẽ mai phục ở ngoài Thiên Sư Tông, chỉ cần Khương Hồng Võ rời khỏi tông môn thì có thể trực tiếp bắt lấy. Mà, với thực lực Ly Hỏa Thánh Địa, chỉ cần ra tay, tuyệt đối không thất bại, Thiên Sư Tông không ngăn được. Huyết ngục càng không đáng chú ý. Cửu Nguyên Lương lo lắng chính là sau khi Khương Hồng Võ bị cướp đi thì mình phải ứng phó như thế nào. Nếu muốn giải thích rõ, thì tình cảm phải biểu đạt đúng chỗ. Mấu chốt là làm sao mang thiên nhân đan ra thành bát bảo đây. Có viên đan dược kia, tương lai coi như Thiên Cương Tông thật không thể cứu vãn được nữa, nhưng mình mang theo đan dược chạy trốn cũng có thể vào ngày nào đó trong tương lai có thể tiến lên Niết Bàn Cảnh. Niết Bàn Cảnh. Cảnh giới trong truyền thuyết, cảnh giới chân chính phát sinh thay đổi to lớn. Bước vào Niết Bàn Cảnh, mới được tính là đã rời khỏi thân thể phàm trần, mở ra thân thể mới. Bước vào Niết Bàn Cảnh, mới có thể vượt lên trên chúng sinh, ngay cả tuổi thọ cũng đều sẽ kéo dài. Cửu Tông Chủ, đợi lâu. Lúc Nạp Lan Thanh Lạc mang theo người của Ngọc Đỉnh Tông đến nơi này đã là đêm khuya. Người mang tới đan dược từ Ly Hỏa Thánh Địa. Tông chủ Ngọc Đỉnh Tông Quý Khải Minh tự mình đến nơi đây. Vô cùng xác thực, Cửu Nguyên Lương vội vàng đứng dậy hành lễ, không dám lãnh đạm chút nào. Ngươi cũng đã biết thiên nhân đan quý giá đến cỡ nào. Ta chính là biết nó quý giá nên mới không tiếc mọi thứ mà cầu đến. Thiên nhân đan chừng 10 năm mới có thể hoàn thành một viên, nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa cạnh tranh kịch liệt, làm sao có thể cho ngươi. Tông chủ Ngọc Đỉnh Tông là đại tông luyện đan tại La Phù. Đương nhiên hiểu Ly Hỏa Thánh Địa, càng hiểu rõ hơn các loại đan dược đặc thù ở nơi đó. Thiên nhân đan là một trong những đan dược đặc biệt nhất. Không dối gạt quý tông chủ, ta đã lấy toàn bộ bảo bối lấy được từ cổ thành dưới đất của Thiên Cương Tông giao cho Ly Hỏa Thánh Địa. Toàn bộ, tình cảnh của Thiên Cương Tông chúng ta, ngài cũng đều hiểu. Chúng ta muốn thay đổi mối quan hệ tốt với Thiên Sư Tông, còn muốn cho toàn La Phù nhìn thấy thành ý của chúng ta, biện pháp duy nhất. Chính là trợ giúp Khương Hồng Võ tiến vào Niết Bàn Cảnh. Để Khương Hồng Võ, để Thiên Sư Tông đều cảm kích chúng ta, vì thế chúng ta không tiếc tất cả. Đôi mắt Cửu Nguyên Lương sáng tỏ, giọng thành khẩn. Lấy đan dược ra. Quý Khải Minh vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng nếu quả như thật là thiên nhân đan,
lại phối hợp quốc quân Đan Quốc, Khương Hồng Võ đột phá sẽ không có bất kỳ lo lắng gì. Ngài có thể cẩn thận kiểm tra. Cửu Nguyên Lương bưng hộp gấm giống như bưng lấy tuyệt thế chân bảo, cẩn thận từng ly từng tí giao đến trong tay Quý Khải Minh. Quý Khải Minh mở hộp gấm lên, cẩn thận quan sát đan dược. Kích cỡ thiên nhân đan chỉ tương đương ngón cái, lại giống như một đứa trẻ đang cuộn mình. Đây là hình thái chuyên môn mà Ly Hỏa Thánh Địa chế tạo riêng. Toàn thân như ngọc sáng long lanh, từ trong ra ngoài lóe ra 5 màu sắc khác nhau. Đây cũng là vì thời điểm luyện chế sử dụng 5 loại thánh hỏa khác nhau. Nhìn đứa trẻ này sinh động như thật, thần bí lại nghiêm túc, giống như không phải viên thuốc, mà là một sinh mạng đang thai nghén. Quý Khải Minh nhẹ gật đầu, ngoại hình xác thực là giống thiên nhân đan. Thật sự là thiên nhân đan. Nạp Lan Thanh Lạc nhìn thấy tông chủ Ngọc Đỉnh Tông gật đầu, lông mày xinh đẹp lập tức nhướng lên, cái tên Cửu Nguyên Lương này thật bản lãnh, thật đúng là đã cầu được. Quý Khải Minh nhẹ nhàng phẩy phẩy tay dẫn mùi thuốc vào khoang mũi, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận. Mặc dù hắn không thực sự được gặp qua nhưng với kinh nghiệm của hắn, có thể ngửi ra được vật liệu bên trong. Thật lâu, Quý Khải Minh chậm rãi gật đầu. Đúng là thiên nhân đan. Xem ra Ly Hỏa Thánh Địa xác thực không có gạt ta. Cửu Nguyên Lương cũng làm bộ thở phào. Ngươi khẳng định muốn cho Khương Hồng Võ. Quý Khải Minh cũng động tâm, nhưng coi như hắn nghiên cứu ra cách phối thì cũng không có đủ vật liệu. Lại coi như có đủ tự vật liệu thì cũng tụ không 5 loại thánh hỏa. Loại đan dược này, loại đan thuật này quả thật không có duyên với mình. Chúng ta muốn tại lúc đang đấu giá trên đại hội mới giao cho Khương Hồng Võ. Chúng ta càng phải ở trước mặt mọi người biểu đạt lòng biết ơn với Khương Hồng Võ. Mục đích của Cửu Nguyên Lương rất rõ ràng, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, để Khương Hồng Võ tha thứ cho bọn hắn. Khương Hồng Võ tha thứ, chẳng khác nào Thiên Sư Tông cũng sẽ tha thứ. Thậm chí trong mắt số ít người, chuyện này chẳng khác gì là bọn hắn muốn cùng Thiên Sư Tông liên minh. Cứ như vậy, liền có thể làm dịu tình cảnh Thiên Cương Tông cực lớn. Đương nhiên, đây chỉ là Cửu Nguyên Lương hy vọng bọn người Nạp Lan Thanh Lạc có thể hiểu được vấn đề. Không biết là vô tình hay cố ý mà Nạp Lan Thanh Lạc lại nhìn Nạp Lan Thanh Cảnh. Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nhẹ đến không thể nhận ra. Nạp Lan Thanh Lạc đã hiểu. Đại hội đấu giá sau 8 ngày nữa bắt đầu, trong vòng 30 ngày chia ra 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là công khai đấu giá, trong vòng 20 ngày, giai đoạn thứ 2 là tinh phẩm giám bảo, trong vòng 5 ngày, giai đoạn thứ 3. Mới là chúng ta thay mặt các nơi để đấu giá. Cựu tông chủ, người có thể trở về trước, chờ sau khi giai đoạn thứ 3 bắt đầu, chúng ta sẽ đấu giá thiên nhân đan đầu tiên. Cựu Nguyên Lương hài lòng gật đầu. Như vậy rất tốt, mặc dù không thể đấu giá ngay lập tức, nhưng cũng đã chờ 5 tháng rồi, không ngại thêm 1 tháng này nữa. Khuôn mặt nghiêm túc của Quý Khải Minh lộ ra mấy phần nụ cười. Cựu tông chủ, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Ta hy vọng có thể mang thiên nhân đan mang về Ngọc Đỉnh Tông, nghiên cứu mấy ngày, nhưng ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến đan dược, càng sẽ không đổi ý nuốt riêng. Cái này, Quý Khải Minh ta lấy tín nghĩa Ngọc Đỉnh Tông cam đoan, tuyệt đối không nói ý riêng, chỉ là hy vọng có thể nhìn kỹ loại đan dược này. Ta đương nhiên tin tưởng Quý Tông Chủ, chỉ là 3 ngày, ta chỉ giữ lại 3 ngày, thời gian vừa đến sẽ tự mình đưa về. Quý Khải Minh khó mà đụng phải đan dược cấp bậc như vậy, quả thật đã động tâm. Cửu Nguyên Lương do dự mãi, mỉm cười nói. Ta hiểu tâm tình của Quý Tông Chủ, loại đan dược này đối với luyện đan sư mà nói là quá mê người, như vậy đi, ngài có thể giữ 10 ngày, 10 ngày sau, xin Quý Tông Chủ tự mình đưa về. Ha ha, tốt tốt tốt, nhất định, nhất định. Quý Khải Minh cởi mở cười to, lần đầu tiên mới thấy gia hỏa này thuận mắt một chút. Thiên Cương Tông chúng ta đã phạm sai lầm, nhưng chúng ta đều biết sai, chân thành hy vọng có thể được các tông thông cảm. Cửu Nguyên Lương cho thấy tư thái rất thích hợp. Ha ha, Quý Khải Minh lại chỉ cười cười, không có tỏ thái độ. Chờ sau khi tông chủ Ngọc Đỉnh Tông và Cửu Nguyên Lương đều rời khỏi. Nạp Lan Thanh Lạc khôi phục thanh lãnh cùng nghiêm túc như thường ngày. Hắn mục đích gì? Nạp Lan Thanh Cảnh lắc đầu nói. Không có có ý tốt, trong lòng của hắn. Có sát ý. Cửu Nguyên Lương bị đổ nước vào não rồi sao? Thiên Cương Tông đều đã như thế này, hắn còn dám tới trêu chọc Khương Hồng Võ. Nạp Lan Thanh Lạc biết hỗn đản này có ý khác. Nạp Lan Thanh Cảnh nói. Ta vừa mới khôi phục linh văn,
nhìn không thấu được tất cả, nhưng mục đích của hắn hẳn là giết Khương Hồng Võ, còn có một loại. Một loại gì? Một loại cảm giác ta không nói được, giống như là khát vọng. Nạp Lan Thanh Cảnh chậm rãi lắc đầu, sát ý, khát vọng, chỉ có thể xác định được hai điểm. Nếu như cảnh giới của mình cao thêm chút nữa, có lẽ có thể theo dõi càng nhiều rõ ràng hơn. Thiên nhân đan hẳn là thật, nếu như có thể tự nhiên lấy được là tốt nhất. Để ở lại đây, ta về Thiên Sư Tông một chuyến. Nạp Lan Thanh Lạc nghiêm túc suy nghĩ sau đó rời khỏi thành Bát Bảo, trở lại Thiên Sư Tông thương lượng với Dạ Thiên Lan và báo với phụ thân mình. Nạp Lan Sóc và Dạ Thiên Lan đều ngoài ý muốn và càng cảnh giác. Tuyệt đối không nghĩ tới, Thiên Cương Tông đều đã như vậy rồi mà còn vọng tưởng tính toán bọn hắn. Tuy nhiên thiên nhân đan quả thực rất quan trọng, bọn hắn cần hỏi thăm ý kiến Khương Hồng Võ. Thiên nhân đan, không cần, Thiên Cương Tông không có có ý tốt, càng không thể muốn. Thời gian Hoàng Triều phản kích còn lại hơn nửa năm, ta có lòng tin sẽ đột phá. Khương Hồng Võ quả quyết từ chối. Nếu như Ngọc Đỉnh Tông liên thủ với Đan Quốc, cũng không thể hỗ trợ hắn tiến vào Niết Bàn Cảnh. Đó chính là vấn đề của chính hắn. Hắn không cần lại bất chấp nguy hiểm chơi đùa cùng Thiên Cương Tông. Dạ Thiên Lan và Nạp Lan Sóc trao đổi ánh mắt, đều lộ ra mấy phần ý cười. Khương Vương, thật quả quyết lại khôn khéo. Vừa rồi bọn hắn còn lo lắng Khương Hồng Võ bị kích thích, sẽ mạo hiểm thăm dò Thiên Cương Tông. Không nghĩ tới người ta lại trực tiếp cự tuyệt. Nhưng thiên nhân đan đều đã đưa tới cửa, có thể lấy thì vẫn là phải lấy. Ta không cần, Dạ Tông Chủ có thể dùng. Khương Hồng Võ lại nhắc nhở một câu. Bọn hắn đồng ý, nhưng phải chờ tới vòng thứ ba của hội đấu giá, thời gian đoán chừng phải kéo tới một tháng. Cửu Nguyên Lương trở lại tông môn, đến mật thất tìm cửu công chúa đang chờ ở chỗ này. Không thể sớm hơn nữa sao? Cửu công chúa thật sự đã đợi trong rừng sâu núi thẳm này đủ rồi. Ta không dám nhiều lời, tránh cho bọn hắn nghi ngờ. Một tháng mà thôi, rất nhanh. Cửu Nguyên Lương ngược lại cũng không gấp, vừa vặn cẩn thận cân nhắc, đến lúc đó làm sao đối phó, lại thế nào bảo toàn được đan dược. Đưa đan dược cho ta trước. Cửu công chúa muốn rời khỏi, không dám ở Thiên Cương Tông lâu. Lòng người trong tông môn này đã tan rã, không chừng có trưởng lão hay đệ tử thuộc về Thiên Sư Tông. Nếu như phát hiện ra nàng, chẳng mấy chốc Thiên Sư Tông sẽ biết. Chờ đợi nàng sẽ là sự săn giết của huyết ngục. Ta đã đưa thiên nhân đan cho Quý Khải Minh. Cái gì, ngươi điên rồi. Đừng kích động, Quý Khải Minh liên tục thỉnh cầu, ta đã đồng ý để hắn giữ 10 ngày. Đây cũng là cơ hội để ta thể hiện thái độ để bọn hắn có thể nhìn thấy rằng ta rất có thành ý nhận sai, cũng nói rõ có thể tuyệt đối yên tâm với phẩm chất đan dược. Khương Hồng Võ sẽ càng không lo lắng. Cửu Nguyên Lương mang nụ cười nhạt trên mặt. Mục đích chủ yếu hơn chính là giữ gìn mối quan hệ với Quý Khải Minh, sau đó Ngọc Đỉnh Tông càng dễ dàng tin tưởng hắn là bị Ly Hỏa Thánh Địa lừa. Cửu Tông Chủ, ta nhắc nhở ngươi một câu, lần hành động này là hoàng thất chúng ta, Ly Hỏa Thánh Địa, còn có Thiên Cương Tông các ngươi cùng nhau hợp tác. Đừng lại tự tiện quyết định, nếu không, xảy ra vấn đề, sẽ không ai có thể cứu ngươi. Cửu Công Chúa sao có thể không rõ ràng tính toán của Cửu Nguyên Lương, nhưng, cho cũng đã cho rồi. Không thể lại đòi về. Cửu Nguyên Lương cười nhạt nói. Ta phân rõ nặng nhẹ. Phân phó đệ tử trong tông các ngươi tiếp tục quan sát kỹ tịch nhan, đến lúc đó chúng ta sẽ bắt lại. Cửu công chúa thoáng chỉnh lại mặt nạ, được thị vệ bảo vệ rời khỏi mật thất. Hừ. Cửu Nguyên Lương ngồi một mình trong mật thất một hồi, cười ra tiếng. Thiên nhân đan sẽ là của ta thôi. Ngọc Đỉnh Tông. Quý Khải Minh mang theo đan dược trở lại trong tông. Đi thẳng đến tầng ngầm dưới mặt đất. Đây là nơi thần thánh nhất trong Ngọc Đỉnh Tông, nơi có 13 đỉnh lô phi phàm đứng đó. Đều là từ xưa đến nay truyền thừa xuống, hỏa diễm trong đỉnh lô, quanh năm không ngừng cháy. Mỗi cái đều có lưu ấn ký thánh văn. Thiên nhân đan. Quý Khải Minh mở hộp gấm cẩn thận từng ly từng tí nâng ra. Vừa kích động, lại có mấy phần kính sợ. Đối với luyện đan sư bọn hắn mà nói. Ý nghĩa đan dược không chỉ tạo nên tinh hoa mà còn là tâm huyết của bọn hắn, là biểu tượng thực lực của bọn hắn. Về phía Quý Khải Minh, có thể luyện chế đan dược đều lô hỏa thuần thanh sao, hắn chờ mong mình có thể bước tới đan thuật cao thâm hơn, càng có thể tạo ra đan dược phi phàm. Sao người luyện đan cần tay nghề rất cao mới có để chỉnh lửa thành màu xanh? Tả những kẻ có kỹ thuật cực kỳ điêu luyện trong một lĩnh vực nào đó.
Thiên nhân đan, đan dược đỉnh phong trong lục phẩm tương đương với thánh phẩm đan dược. Đây là thứ hắn khát vọng mà không thể hoàn thành, thậm chí, cả đời cũng khó mà gặp được một lần. Tiểu Minh, lấy được đồ tốt rồi sao? Một giọng nói già nua đột nhiên quanh quẩn trong đám cháy dưới mặt đất trống trải. Lão Tổ! Quý Khải Minh vội vàng đứng lên, hành lễ với lão nhân đi ra từ trong bóng đen. Là đan dược gì, mùi thơm không tệ. Lão nhân mặt mũi đầy vết nhăn nheo, lưng còng, dáng vẻ già nua đều có chút dọa người. Quý Khải Minh dở khóc dở cười, ngài đây là nghe vị mới đến sao? Tuy nhiên trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng trên mặt cũng không dám có bất kỳ biểu hiện bất kính nào. Bẩm lão tổ, đây là đan dược của Ly Hỏa Thánh Địa, Thiên Nhân Đan. Ồ, lão nhân kinh ngạc nhìn thẳng mắt Quý Khải Minh. Ngươi và Ly Hỏa Thánh Địa cấu kết qua lại, đây chính là tối kỵ, Thánh Địa một phương, bảo vệ địa vực một phương cũng độc thuộc Thánh Địa một phương. Ngọc Đỉnh Tông là tôn chủ La Phù. Nếu như kết giao mật thiết với Ly Hỏa Thánh Địa thì tương đương với việc đánh vào mặt Vô Hồi Thánh Địa. Quý Khải Minh vội vàng nói. Lão Tổ, ngài hiểu lầm rồi, sao ta có thể đắc tội Vô Hồi Thánh Địa? Đây là Thiên Cương Tông vì muốn được Thiên Sư Tông thông cảm nên đã đến Ly Hỏa Thánh Địa cầu. Được đan dược. Ly Hỏa Thánh Địa lúc nào lại hào phóng như vậy, Thiên Nhân Đan nói cho liền cho. Ta không rõ bọn hắn làm thế nào mà có được, nhưng hẳn là Thiên Nhân Đan không sai được. Làm sao đến trên tay ngươi? Bọn hắn muốn trên hội đấu giá của Nạp Lan gia, ngay trước mặt toàn La Phù giao cho Khương Hồng Võ. Thời gian tới hội đấu giá còn sớm, nên ta mượn để thưởng thức mấy ngày, sau đó lại cho người đưa về. Quý Khải Minh mặc dù được tôn làm tông chủ Ngọc Đỉnh Tông, lại là đại tông sư được tôn trọng nhất La Phù, người người tôn sùng, người người ủng hộ, nhưng ở trước mặt lão nhân, hắn lại khiêm tốn giống như hài tử. Trên thực tế, lấy tuổi tác lão nhân để tính, hắn đúng là hài tử. Thân phận của ông ấy càng là bí mật sâu nhất của Ngọc Đỉnh Tông. Thiên Nhân Đan đã gần với thánh phẩm đan dược, Ly Hỏa Thánh Địa nhất định sẽ không giao ra. Lão nhân cầm đan dược lên, cẩn thận lật tới lật lui. Ta đã kiểm tra qua, hẳn là không sai được. Quý Khải Minh vẫn có chút lòng tin này, mặc dù Thiên Nhân Đan tương đương với thánh phẩm đan dược, nhưng cuối vẫn không phải. Đó chính là có ý đồ khác, ngươi không tiếp xúc qua với Ly Hỏa Thánh Địa, không hiểu rõ bọn hắn. Mặc dù lão nhân nói như vậy, nhưng cũng không cho rằng chuyện lớn, nắm chặt đan dược tiện tay nhét vào trong túi. Ta nghiên cứu mấy ngày. Cái này, Quý Khải Minh dở khóc dở cười, vừa mới mang về còn chưa có nhìn vài lần nữa. Không vui sao, vậy cho ngươi. Không cần, ngài cứ từ từ nghiên cứu, ta đã tranh thủ được thời gian 10 ngày. 10 ngày, đầy đủ. Lão nhân cất Thiên Nhân Đan đi, thân thể còng lưng đi đến trong bóng tối. Trong bóng tối rất nhanh đã truyền ra vài tiếng cười âm trầm để cho người ta dùng mình. Ta tiếp Ly Hỏa Thánh Địa 7 lần cũng đều không thể mời được Thiên Nhân Đan đến, không nghĩ tới, cứ như vậy mà lại rơi xuống trên tay của ta. Ha ha, có chuyện gì thì đi làm đi. Quý Khải Minh kinh ngạc, lão tổ vậy mà đã tiếp qua Ly Hỏa Thánh Địa. Tuy nhiên, với tạo nghệ đan thuật của lão tổ, thật đúng là khả năng hiểu thấu đáo thành phần dược liệu của Thiên Nhân Đan. Nhưng hiểu thấu đáo thành phần là một chuyện, muốn luyện chế ra đan dược mới thì càng quan trọng hơn chính là hỏa diễm, nhiệt độ, thứ tự luyện hóa dược liệu cùng với dung hợp lực khống chế thành hình. Ai? Quý Khải Minh thở dài, thôi, để lão tổ nghiên cứu vậy. Đúng rồi. Lão nhân lại từ trong bóng đen đi ra. Trong Thiên Sư Tông có một tiểu gia hỏa tên là Khương Phàm. Ngài còn biết hắn sao, là thánh phẩm thú linh văn, con rể Dạ Thiên Lan. Quý Khải Minh lại có chút xoay người, kính sợ từ trong ra ngoài. Hắn còn ở Thiên Sư Tông không? Ta nghe nói là đang luyện đan, nhưng không có gặp qua. Không có mời đến Ngọc Đỉnh Tông chúng ta đến chỉ đạo sao? Ngài không biết rồi, tiểu tử kia quá bướng bỉnh, ngay cả thánh địa cũng đều không đi, đừng nói Ngọc Đỉnh Tông chúng ta. Quý Khải Minh nhắc tới Khương Phàm thì lắc đầu. Đều không nhớ nổi là đã bao nhiêu lần ám chỉ nhắc nhở, kết quả tiểu tử kia lại giả bộ hồ đồ, từ đầu đến cuối cũng không từng tới bái phỏng Ngọc Đỉnh Tông. Qua mấy ngày nữa mời hắn tới một chuyến, ta có việc tìm hắn, còn nữa, chúng ta chính là La Phù, đừng để cho Lang gia Hoàng Triều lặp đi lặp lại khi dễ nhục mạ chúng ta như thế. Nếu Thiên Cương Tông và Thượng Thanh Tông đều phế đi,
Ngọc Đỉnh Tông sẽ phải gánh vác trách nhiệm giữ gìn tôn nghiêm của La Phù. Lão nhân nói xong lại biến mất vào trong bóng đen. Cho lão già ta, có chút khí phách. Quý Khải Minh trầm mặc một lát lại hành lễ với bóng đen, cung kính bảo đảm nói. Ta hiểu được, nửa năm sau Hoàng Thất Lang gia phản kích La Phù, Ngọc Đỉnh Tông ta sẽ triệu tập các tông, chợ đen, tổ chức sát thủ tại La Phù, toàn diện phản kích. Thiên Khải bí cảnh. Bên trong hầm đá, sau khi Khương Phàm cẩn thận cảm nhận lực lượng thì vui mừng phát hiện quả thật đã tăng mấy vạn cân, tới gần cực cảnh 100.000. Cực cảnh 100.000 là cực hạn lực lượng, muốn chân chính đột phá hơn thì cần rèn luyện cường độ cao, càng cần cơ duyên đặc thù hơn. Khương Phàm vô cùng hài lòng, nếu như lại đối đầu cận chiến với cái tên cuồng nhân Thái Long kia, hắn có lòng tin sẽ hoàn toàn áp chế. Hoàn cảnh nơi này xem ra không tệ, chúng ta có thể lại đợi mấy ngày hay không? Khương Phàm mỉm cười nhìn bầy khỉ vây xung quanh. Giống giống. Bầy khỉ vây quanh hắn, dùng sức lắc đầu. Tên nhân loại này quá độc ác, vậy mà lại tiêu hao số lượng tích lũy hơn ngàn năm của bọn chúng. Chỉ đợi hai ngày. Giống giống. Một ngày cũng được, ta nghỉ ngơi một chút. Giống giống. Cứ như vậy, Khương Phàm và Dạ An Nhiên bị, dịu dàng, mời ra khỏi hầm đá. Hầm đá tổng cộng có 3 cửa ra vào, đám yêu hầu mang theo bọn hắn đến một chỗ xa nhất. Tìm kiếm Diêm Lâu, đó là uy hiếp lớn nhất. Toàn thân Khương Phàm khuấy động lên lực lượng mênh mông, từ xương cốt đến máu thịt đều tản ra sóng nhiệt. Chúng ta có thể tìm bọn người Chu Thanh Thọ trước tiên. Nếu như Diêm Lâu tập kết đội ngũ ly hỏa thánh địa khác, nhân số quá nhiều, hai chúng ta không ứng phó được. Dạ An Nhiên nhắc nhở Khương Phàm. Hai người bọn họ mặc dù đều là thánh văn, nhưng người của thánh địa tuyệt đối không phải Lục gia có thể so sánh, mà Khương Phàm lại rất thích mạo hiểm, nhất là thích liều mạng. Chiến đấu như vậy kiểu gì cũng sẽ mang theo vài phần vận khí, chẳng may vận khí không có ở đây, vô cùng có khả năng sẽ chết trong nháy mắt. Một tên thì trọng úy thiên lang gì đó đang bị hồn thiên thánh địa truy sát. Một tên thì uống nước tắm con gái người ta, bị vô hồi thánh địa truy nã. Hai tên cực phẩm kia nói không chừng đã trốn ở nơi nào rồi, muốn tìm đến bọn hắn, khó đây. Vậy không bằng chúng náo ra chút thanh thế, để bọn hắn chủ động tới. Khương Phàm lắc đầu, hai tên cực phẩm này chơi điên rồi, tìm bọn hắn rất khó. Bọn hắn hẳn có năng lực tự vệ, cũng không biết Huyền Nhi như thế nào. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, Thương Châu Võ Viện vậy mà lại bồi dưỡng được hai người mới như thế. Chúng ta đi đường vòng tới cửa vào đầu tiên của hang động này, nơi đó hẳn là sẽ tụ tập rất nhiều người, chờ sau khi ta ra ngoài sẽ săn giết ta. Rất có thể Ly Hỏa Thánh Địa cũng sẽ ở gần đó. Nếu như chỉ có mấy người bọn Diêm Lâu, chúng ta sẽ tìm cơ hội ra tay, nếu như còn có những kẻ khác, chúng ta nên tránh trước một thời gian. Khương Phàm phóng tới trong rừng rậm. Mặc dù hắn rất muốn ngược chết tên hỗn đản kia, nhưng còn không đến mức quá xúc động. Giờ khắc này, không chỉ có người của Ly Hỏa Thánh Địa đang tiềm phục ở gần đó, Thái Long hẳn cũng đã khôi phục tốt mang theo người của Linh Kiếp Thánh Địa núp trong bóng tối. U Dương Yên, Thác Bạt Hoàng, còn có Thương Hàn Nguyệt cũng đều đang gần đó. Nhưng ai cũng không hề lộ diện, cũng đều cách rất xa, rất bí mật. Những người thí luyện trước đó cũng đều trở về, đang mong đợi còn có thể lại giết vào hầm đá, đánh cướp bảo bối bên trong. Chờ một chút. Thời điểm cách cửa hang đầu tiên hơn 30 dặm, Khương Phàm ngoài ý muốn đã phát giác được có nguy hiểm. Cái sự cảnh giác này là bản năng lắng đọng đến từ những trận huyết luyện ở Đại Hoang, cũng tới từ mẫn cảm của thú linh văn. Xung quanh đều là núi cao, cây rừng tươi tốt, thâm thúy lại lờ mờ, còn có mê vụ phiêu đãng thản nhiên. Nhìn rất bình thường, nhưng khi bọn hắn mới vừa dừng lại, mê vụ liền nhanh chóng dày đặc, từ bốn phương tám hướng che mất bọn hắn. Có mai phục. Dạ An Nhiên lui đến bên cạnh Đao Hoàng, phối hợp cảnh giác xung quanh. Sẽ là ai? Khương Phàm kích thích linh văn, sẵn sàng tập kích. Khương Phàm, vội vã đi đâu vậy? Có phải ngươi quên còn có một người bằng hữu, tên Hoa Vị Ương hay không? Một thanh âm thanh lãnh quanh quẩn ở trong sương mù. Là ngươi, có đảm lượng một mình mà phục kích ta. Khương Phàm vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng lại tiếp tục quanh quẩn trong sương mù. Vị cô nương này cũng không phải có một mình. Giọng nói lạnh lùng xuất hiện tiếp trong sương mù. Cũng không phải hai người. Ngươi nên vui mừng đi, còn có một người khác đây. Ha ha, mà hình như cũng không ít đâu.
một âm thanh liên tiếp xuất hiện ở trong sương mù nhưng lại lơ lửng không cố định. Dạ An Nhiên nói nhỏ. Không nên đánh giá thấp vốn liếng của một nữ tử xinh đẹp, nếu như Hoa Vị Ương bỏ đi tôn nghiêm, nàng có thể tụ tập được rất nhiều giúp đỡ. Ta đoán được ngươi sẽ từ nơi khác đào hang rời khỏi, tuy nhiên tốc độ của ngươi so với ta nghĩ lại nhanh hơn. Ngươi muốn di đường vòng phục kích những tên đệ tử kia thánh địa đúng không? Ha ha, bọn hắn hình như không thông minh bằng Hoa Vị Ương ta, vậy mà lại ngu ngốc chờ ở nơi đó. Nghĩ như thế nào đây? Là cảm giác ngươi sẽ mang theo bầy khỉ lao ra? Hay cảm giác ngươi sẽ tự mình đi ra đầu hàng? Thánh địa ơi thánh địa, cao ngạo đã quen, không thích ứng được khi bị người khác khiêu khích. Giọng của Hoa Vị Ương bay tới bay lui trong sương mù, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Cô vào Thanh Đồng tiểu tháp đi. Khương Phàm đã sẵn sàng tiếp đón kẻ địch. Mê vụ rất quỷ dị, cho hắn một cảm giác rất nặng nề, giống như không phải đứng trong sương mù, mà chìm ở đáy hồ. Chê ta vướng bận sao? Dạ An Nhiên ngưng tụ ra hai đạo thủy linh phù, vừa vặn có thể tụ tập thủy nguyên lực. Khương Phàm, người hẳn là nên cảm ơn ta, không cần lại đứng trước truy sát của thánh địa. Ngươi, sắp chết ở trên tay Hoa Vị Ương ta. Hoa Vị Ương hét một tiếng ra sát lệnh. Giết hắn cho ta. Ầm ầm. Mê vụ nồng đậm đột nhiên nở rộ ánh sáng, chiếu thấu mỗi một góc, không đợi hai người một thú Khương Phàm đã hiểu xảy ra chuyện gì, mê vụ lại bất chợt biến thành thủy triều cuồn cuộn, trong nháy mắt nuốt sống bọn hắn. Thủy triều mênh mông kịch liệt, phạm vi trải rộng hơn 10 dặm núi, cao tới 60 mét. Khương Phàm, Dạ An Nhiên, Đao Hoàng đều vội vàng không kịp chuẩn bị nên bị hung hăng cuốn ra ngoài, giống như bị đột nhiên ném tới dưới đáy một con sông to lớn đang cuộn trào mãnh liệt. Số lượng lớn cây cối đều bị sông ngã ở hai bên trái ngã phải, những tảng đá to lớn nặng nề đều bị kịch liệt nhấc lên. Siêu siêu siêu, sâu trong thủy triều, lít nha lít nhít giọt nước màu lam đang trùng kích, giống như kim nhọn cứng rắn, những nơi nó đi qua đều xuyên thủng hết thảy. Một ngọn núi đá bị đánh thủng hàng trăm ngàn lỗ, mấy cây già bị vỡ nát. Số lượng giọt nước cực kỳ khổng lồ, đi ngang qua thủy triều cuồn cuộn. Toàn thân Khương Phàm căng cứng như sắt thép ngạnh kháng bạo kích của những giọt nước cường bạo kia, cũng cưỡng ép mà khống chế được nhấc người lên, ở sâu trong thủy triều sông về Dạ An Nhiên. Thân thể Dạ An Nhiên nhỏ yếu, trước tiên đã bị thủy triều làm mất đi khống chế, linh phù tán loạn, kịch liệt dao động. Hàng loạt giọt nước màu lam nổ bắn phóng tới nàng. Phốc phốc, Dạ An Nhiên bị hung hăng đánh xuyên, hơn 10 vết thương khiến nàng đau đến há mồm kêu thảm nhưng lại bị thủy triều chảy ngược, sặc đến suýt chút nữa đã ngất đi. Thời điểm khi bị càng nhiều giọt nước đánh tới, Khương Phàm đã kịp thời vọt tới, ôm chặt lấy nàng kéo vào trong ngực. Bành bành bành, từng giọt nước oanh kích, đánh đến Khương Phàm sôi trào khí huyết. Dạ An Nhiên giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Gắt gao ôm chặt hắn. Chúng ta đi. Khuôn mặt Khương Phàm căng cứng, dực văn sau lưng phát sáng, không để ý thủy triều bao phủ, hắn cưỡng ép phóng xuất ra hỏa dực mãnh liệt. Nhiệt độ kim viêm thánh hỏa cực cao, xung quanh lập tức nhấc lên lít nha lít nhít bọt khí, dưới đáy nước cơ hồ muốn có một khoảng trống. Khương Phàm vỗ cánh phóng lên tận trời. Nhưng vào thời khắc này, từng luồng oanh minh kịch liệt lại bạo hưởng ở bên ngoài thủy triều. Cho dù cách thủy triều nặng nề nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần uy năng kia. Ba đạo lôi điện va chạm vào thủy triều hỗn loạn, không ngừng tiếp tục. Thủy triều và lôi điện hai nhanh chóng cộng hưởng với nhau, cảnh tượng khủng bố. Thủy thế cường thịnh, lôi điện tăng vọt. Cả hai gặp nhau chính là một trận va chạm kinh diễm. Toàn bộ thủy triều đều bộc phát ra cường quang chói mắt. Khương Phàm vừa cưỡng ép thu Dạ An Nhiên vào Thanh Đồng tiểu tháp. Không đợi vọt tới mặt nước, lôi điện kinh khủng đã mượn thủy thế nuốt sống hắn. Cho dù là có cơ thể cứng rắn nhưng cũng phải bị đốt cháy khét. Cây cối bị nuốt hết càng trực tiếp biến thành than, lại thêm bị thủy triều phá tan. Ngay cả Đao Hoàng cũng đều không thể kịp thời chạy đi, bị lôi điện nuốt hết, nó đau đớn kêu rên. Chúng ta đến từ Thập Vạn Đại Sơn. Tiếng gào thét to rõ quanh quẩn khắp dãy núi. Tám vị thí luyện giả phân tán ở các đỉnh núi cao xung quanh. Ba người khống chế thủy triều, ba người khống chế lôi điện, hai người còn lại thì đợi sau khi lôi điện tản ra liền nhanh chóng đạp trên thủy triều cất bước phóng tới, xông về phía Khương Phàm. Trên trán một người lấp lóe ba giọt băng tinh. Trên trán một người là đầu lâu kim sự uy mãnh. Gương mặt Khương Phàm dữ tợn,
toàn thân cuồn cuộn liệt diễm đốt cháy thủy triều xung quanh phóng thẳng đến mặt nước. Nhưng lúc sắp xô ra, một khắc này, ba vị cường giả thủy văn nơi xa cùng hô to lên, đứng cách mấy trăm mét cưỡng ép khống chế thủy triều xung quanh Khương Phàm, kịch liệt hội tụ, xoay thẳng lên trời. Cực hàn phong ấn. Nam tử tam tinh linh văn phóng tới từ mặt nước đụng đầu với cơn lốc thủy triều. Ầm ầm. Lít nha lít nhít băng tinh xung quanh kịch liệt xoay tròn va chạm với thủy triều, sau đó nhanh chóng đông kết lại. Một cây trụ băng rộng 10 mét cao hơn 50 mét xoay tròn thành hình, cưỡng bức đông cứng Khương Phàm ở bên trong. Ha ha, đông cứng rồi. Ngươi cũng không giỏi gì. Đến lượt các ngươi. Nam tử băng tinh liên tiếp ngưng tụ ra thêm nhiều băng tinh, tiếp tục đông kết băng trụ. Giống. Nam tử kim sư phóng tới, bên trong miệng rộng phát ra tiếng sư tử gầm hùng hậu, sau đó hoàn toàn biến thành một con sư tử, hai tay hai chân cũng thay đổi thành móng vuốt sư tử, hiện ra kim quang sáng chói. Toàn thân đao hoàng máu me đầm đìa, nó phá tan thủy triều vừa muốn vỗ cánh thoát thân, nhưng, nam tử kim sư lai bất chợt lao tới, móng vuốt tráng kiện khuấy động lực lượng nặng nề đập vào trên đầu đao hoàng. Đao hoàng bị lôi điện đánh đến toàn thân đau nhức kịch liệt. Ý thức cũng đều có chút hôn mê, nó vội vàng không kịp chuẩn bị nên đã bị đánh bay, đầu cũng giống như muốn nát. Đùng! Nam tử kim sư lại một phát bắt được cái đuôi đao hoàng, tránh khỏi vị trí vĩ đao sắc bén, bóp lấy phía trước, lực lượng cường đại bóp nát lân phiến nơi đó. Đao hoàng bừng tỉnh, nó giận dữ phản kích. Nam tử kim sư lại vung đao hoàng lên, hung hăng ném vào không trung. Đến lượt các ngươi, giải quyết con yêu xà này trước, cùng lúc ra tay. Sáu người phân tán ở các nơi cao giọng hô to, ánh mắt nóng bỏng, linh văn nở rộ trên trán phát ra ánh sáng chói mắt. Ba người nhấc lên thủy triều, hóa thành mấy ngàn giọt nước bắn ra lên trời cao. Ba người khác thì ngưng tụ ra lôi trụ tráng kiện, mỗi cái đều có tới nửa mét, giống như là từng thanh trường mâu tráng kiện bằng lôi điện, phóng thẳng đến chỗ đao hoàng. T. Đao hoàng cưỡng ép khống chế thân thể, phóng lên tận trời, hung hiểm tránh khỏi đả kích chí mạng. Nhưng, tốc độ lôi chiều quá nhanh, một cú va chạm mãnh liệt nổ lên lôi điện đầy trời, nuốt sống đao hoàng vừa mới bay lên không tránh khỏi, những giọt nước kết hợp trong phạm vi cực lớn cũng theo sát đánh đến. Đao hoàng đau đớn gào thét, máu me khắp người, nó chưa bao giờ chật vật qua như vậy, nhưng tốc độ cũng không hề giảm, mang theo lôi chiều thủy chiều xông về không trung. Nhưng, một cái bát ngọc trống rỗng xuất hiện ở trên không, nhanh chóng phóng đại, từ lớn chừng bàn tay. Đảo mắt lại to như một căn phòng móc ngược xuống phía đao hoàng. Chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, nếu để cho ngươi chạy trốn há không phải trò cười sao? Yêu xà, vào hóa sinh bát của ta đi, đền mạng cho độc sư đi. Hoa vị ương đứng ở nơi xa khống chế, thủy triều cuồn cuộn trong bát ngọc, tiếng ù ù điếc tai nhức óc vang vọng trời cao, giống như có một mảng đại dương mênh mông đang lao nhanh. Đao hoàng kinh hãi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Nó phát giác được có một lực lượng thôn phệ kinh người đang hút về phía mình. Ầm ầm, bát ngọc xoay tròn, một vòng xoáy mãnh liệt xuất hiện ở bên trong giống như đại dương mênh mông xuất hiện một vòng xoáy lỗ đen, lực lượng kinh khủng xé rách tràn ngập thiên địa, trước tiên là bao phủ đao hoàng, sau đó cũng bao phủ lôi chiều, giọt nước còn chưa có tản ra ở phía dưới. Mặt đất trong phạm vi hơn ngàn mét cũng bắt đầu sụp đổ, số lượng lớn đá vụn theo thủy chiều bay tán loạn giữa trời. Đao hoàng cực lực giãy giụa nhưng vẫn là không khống chế nổi thân thể, nó bị một lực lượng vô hình hút mạnh nó kéo về phía không trung. Ha ha, tiểu cô nương thật thông minh, cái gì cũng đều dự liệu đến. Nam tử băng tinh rất bội phục, từ lúc bắt đầu phục kích đến vận dụng thế công, đều là do tiểu cô nương xinh đẹp kia tổ chức. Trận liên hoàn vây giết này vừa tinh diệu lại đặc sắc. Tiếp theo, chính là ngươi, nghe nói ngươi đã cầm thú nguyên thanh bằng đi. Nam tử băng tinh vừa muốn lộ ra nụ cười với trụ băng thì lại bỗng nhiên biến sắc. Ầm ầm, băng trụ bị kim quang hừng hực chiếu thấu, tiếp đó ầm vang sụp đổ, khí lãng mãnh liệt nương theo lấy liệt diễm nóng hổi cuồn cuộn hơn trăm mét. A, nam tử băng tinh bị khối băng tạc nứt vỡ nát cả mặt, ngọn lửa màu vàng óng nóng hổi dính ở trên thân, kịch liệt thiêu đốt, hắn đau đớn kêu thê lương thảm thiết. Một tòa đỉnh lô nguy nga sôi trào ngọn lửa màu vàng óng. Rung động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là cái gì? Bọn hắn quá sợ hãi, chưa từng thấy qua loại đỉnh lô này, càng chưa có cảm nhận qua uy thế như vậy, cứ như linh hồn đều hứng chịu phải áp bách. Đỉnh lô nguy nga khổng lồ tỏa ra kim quang chói mắt giống như là ánh mặt trời, vang động kịch liệt.
Cố chịu đựng. Khương Phàm nắm đỉnh lô trong tay phóng tới bát ngọc. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh mặc dù nặng nề khổng lồ, nhưng bởi vì đã cùng Khương Phàm dung hợp nên được khống chế tùy tiện, hỏa diễm mãnh liệt nhanh chóng xuất hiện ở không trung. Tê tê. Đao Hoàng kêu gào, nó điên cuồng rung lắc muốn tránh thoát lực lượng thôn vệ của bát ngọc. Cản bọn họ lại, chỉ cần một lát. Hoa Vị Ương cực lực khống chế hóa sinh bát, hình thành lực lượng thôn vệ mãnh liệt hơn, cưỡng ép xé rách Đao Hoàng. Đao Hoàng kịch liệt giãy giụa, lại giống như bị lít nha lít nhít cái móc ôm lấy toàn thân, không bị khống chế đi lên trên. Ngươi không trốn thoát. Nam tử Linh Văn Băng Tinh nhìn xuống đau nhức, lập tức muốn đuổi tới. Nhưng, ngươi cũng đi không được. Bên trong băng trụ tán loạn đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ mỹ lệ thanh xuân, hai tay nâng một viên thú nguyên to lớn. Số lượng lớn phong linh chú vần quanh, tỏa ra tia sáng. Muốn thú nguyên, ngươi cũng xứng sao. Thú nguyên thanh bằng sáng hừng hực, cuồng phong màu xanh mãnh liệt bao quanh, thổi tóc dài và y phục thiếu nữ bay lên, cũng thổi lên những vũng bùn bốn phía vùng núi. Phong nguyên lực giữa thiên địa đều giống như được vương hoàng triệu hoán, từ khắp nơi bao phủ tới. Tràng diện kia mãnh liệt đến kinh người. Ngươi, không chết. Nam tử băng tinh lập tức rút lui về phía sau, hắn phóng xuất ra võ pháp băng tinh. Phong linh chú. Dạ An Nhiên vung lên năm đạo phong linh chú. Dẫn dắt năng lượng thú nguyên thanh bằng nhanh chóng hướng về phía trước bắn tới, gió mạnh gào thét, từng tia sáng xanh nổ tung giống như mười mấy con thanh bằng đang nhào về phía nam tử băng tinh. Nam tử vừa tập kết băng tinh thả ra ngoài liền bị gió mạnh gào thét xua tan, ngay sau đó lại kéo đến nuốt sống hắn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, từng tia lôi đình nổ bắn ra xuyên thủng hư ảnh thanh bằng trong phong triều, lôi triều và cuồng phong nổ tan đầy trời. Nam tử băng tinh quả quyết lui lại. Dạ An Nhiên cũng có chút sợ hãi thán phục lực lượng của phong linh chú, nàng trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong thú nguyên, lại như mang theo một chút uy thế của thanh bằng. Một kích này, hoàn toàn có thể đạt tới tứ trọng thiên. Tán. Dạ An Nhiên lập tức tản ra toàn bộ phong linh chú bao quanh thú nguyên thanh bằng, thả ra xung quanh bên ngoài. Ầm ầm. Hơn 10 đạo phong linh chú giống như mười mấy con thanh bằng đang vỗ cánh, mang theo cuồng phong mãnh liệt xoáy nát núi đá, xé rách cây rừng. Cuồng phong bạo động một phạm vi hơn 500 mét. Không chỉ khiến nam tử băng tinh lần nữa bị tung bay, ngay cả nam tử kim sư ngũ trọng thiên cũng đều bị cuốn đi về nơi xa. Cùng lúc đó, Khương Phàm kéo lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh tựa như đang kéo lấy một vầng mặt trời hung hăng đánh tới phía bát ngọc. Khương Phàm, người đừng vọng tưởng. Hoa Vị Ương hét lớn, quả quyết bỏ đao hoàng ra, nhanh chóng nắm bát ngọc trong tay lao tới phía Khương Phàm cùng đỉnh lô, muốn thu sạch bọn hắn. Nhưng, nàng đã đánh giá cao bát ngọc của mình. Mặc dù uy lực bát ngọc quả thực rất lớn, nhưng đỉnh lô lại là càng mạnh hơn. Một tiếng vang vọng kịch liệt long trời lở đất, bát ngọc bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Khí tức thôn vệ bị mất khống chế, từ bên trong vẩy ra số lượng lớn tia sáng. Trong chốc lát, tia sáng lại biến thành thủy triều lao nhanh, che phủ hơn 10 dặm bầu trời, từ mấy trăm mét trên không hung hăng ép về rừng rậm hỗn loạn phía dưới. Mẹ ơi! Đám người phía dưới bỗng nhiên biến sắc. Ầm ầm, ngọn núi lay động, mặt đất oanh minh, vô số cây rừng bị va chạm nặng nề đè sập xuống. Một trận vang động kinh thiên động địa để cho các cường giả, mãnh thú trong phạm vi 30 đến 50 dặm đều nhao nhao chú ý tới. Khương Phàm cũng đều khiếp sợ uy lực của chiếc bát ngọc này, chỉ là chấn động rớt xuống một tia sáng vậy mà hình thành thủy triều với quy mô thế này. Bên trong thật chẳng lẽ có chứa một đại dương mênh mông? Nhưng, trong lúc Khương Phàm đang thán phục thì phía dưới, Đao Hoàng, Dạ An Nhiên, cùng bọn người Hoa Vị Ương đều bị thủy triều rơi xuống hung hăng nuốt hết. Trận thủy triều này lớn bao nhiêu thì uy lực va chạm hung ác bấy nhiêu. Nơi đó đang xảy ra chuyện gì? Bọn người Diêm Lâu liên tiếp từ các nơi ẩn thân xuất hiện ngắm nhìn triều cường nơi xa nuốt hết cả dãy núi. Khương Phàm từ trên trời giáng xuống ngồi xổm ở đỉnh núi, ánh mắt bén nhọn vẫn đang nhìn thủy triều tán loạn. Oanh! Nam tử kim sư lao ra thủy triều đầu tiên, nhanh chóng bắt lấy cái cây đang trôi nổi bên cạnh kịch liệt thở dốc. Khương Phàm không để ý đến hắn, bởi vì ngay cách đó một nam tử khác không xa, Đao Hoàng máu me khắp người đang vọt ra. Tiểu gia hỏa đã thực sự bị chọc giận. Sỉ nhục, sỉ nhục. Con mắt đỏ hồng của nó tập trung vào nam tử kim sư, nó vỗ cánh gáy to, kéo lấy vĩ đao thật dài bổ nhào qua. Ánh sáng trên vĩ đao càng ngày càng hừng hực.
như có thể hòa tan được không gian, từng luồng hồng quang bắt đầu từ phần đuôi theo thứ tự kéo về phía trước, lướt qua mỗi một phiến lân giáp thẳng đến trên đầu nó. Giống. Nam tử kim sư thuận theo cây cối lẻn đến trên núi đá phía trước, hắn nhìn về phía đao hoàng phát ra tiếng gầm thét. Đao hoàng gào thét phóng tới, một cỗ liệt diễm phun ra ngoài đánh thẳng tới nam tử kim sư. Từng sợi lông tóc trên nam tử kim sư đều dựng thẳng, trong chốc lát đã kích phát ra mấy trăm cây, từng chiếc như kiếm cứng cỏi, bắn lên trời cao, chặn đánh liệt diễm đang đập vào mặt. Ầm ầm, liệt diễm bôn tập, nhiệt độ kinh người, tình thế lại càng mãnh liệt. Nam tử kim sư kiêu ngạo cho rằng lông tóc cứng cáp của mình có thể tiêu diệt được đòn tấn công kia. Cái gì? Nam tử quá sợ hãi, hắn vội vàng nâng móng vuốt lên chặn đánh, cùng với âm thanh oanh minh mãnh liệt, thân thể lập tức mất khống chế mà ngã lại xuống dưới thủy triều. Đao hoàng tiếp tục bổ nhào tới, vĩ đao bạo tạc chém về phía nam tử kia. Một con yêu xà nho nhỏ cũng dám khiêu chiến ta. Nam tử gầm thét. Móng vuốt tráng kiện nở rộ tia sáng khuấy động lực bạo tạc mạnh mẽ. Hắn là ngũ phẩm thú linh văn, có thể so với thiên tài lục phẩm linh văn. Hắn là ngũ trọng thiên, móng vuốt có thể đập nát núi đá. Keng! Phốc phốc! Vĩ đao phách chạm rạch móng vuốt nam tử ra. A! À, nam tử gào lên đau đớn, khó có thể tin được mà nhìn hai nửa móng vuốt của mình, đây chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của kim sư thú văn cơ mà. Coi chừng! Một tên nam tử lôi văn mới vừa từ nơi xa xông ra, lo lắng hô to. Sau khi đánh một kích, đao hoàng lại bay lên, vĩ đao lần nữa chạm mạnh, giống như là một tia kinh lôi màu đỏ từ trên trời giáng xuống đánh thẳng đến mặt nam tử. Nam tử lập tức muốn né tránh, nhưng nam tử lôi văn bảo coi chừng không phải đao hoàng, mà là. Phía sau cách đó không xa, Dạ An Nhiên đứng ở trong tán cây tươi tốt, theo cây cối trôi nổi mà nàng đã nhanh chóng tới gần. Bia đá phát sáng ở sau lưng, tràn ngập cổ lão lại thần bí đầy khí thế. Dạ An Nhiên nhanh chóng ký kết ra tự phù cổ lão, sau một tiếng quát, chữ cổ nhanh chóng to lên, xuyên thấu qua bia đá, cướp đoạt mênh mông nguyên lực ở xung quanh. Thủy nguyên lực, phong nguyên lực, lôi nguyên lực các loại mãnh liệt kéo tới. Chữ cổ nổ tung, hóa thành hình người dẫn dắt năng lượng mãnh liệt bạo tạc về phía trước. Nam tử kim sư vừa rồi muốn chìm xuống mặt nước. Chữ cổ đã lao thẳng đến mặt hồ, lập tức nổ mạnh tạo ra thủy triều dâng lên mạnh mẽ, nam tử bị nhấc lên về phía đối diện. Xong. Trong lòng nam tử kim sư hoảng hốt, vĩ đao vừa vặn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đã chém đầu hắn. Đao hoàng lướt qua mặt nước, phóng tới chỗ Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên mang theo bia đá và thú nguyên, thuận thế phóng lên trên thân đao hoàng, ánh mắt sáng tỏ khóa chặt tên nam tử lôi văn kia. Một tên cũng không để lại, giết. T. Đao hoàng rít gào, lân giáp toàn thân đều nổi lên ánh hồng, tốc độ càng nhanh đến cực hạn. Dạ An Nhiên không ngừng ngưng tụ phong linh văn bao quanh thú nguyên thanh bằng, cuồng phong mạnh mẽ gào thét. Những người khác đã chết hết rồi sao? Đi ra ngay đi. Nam tử lôi văn quá sợ hãi, hắn lo lắng tìm kiếm đồng bạn của mình. Khương Phàm không chú ý tới trận chém giết. Sau khi ánh mắt tìm kiếm khắp các nơi thì cũng đã tập trung vào nơi xa. Sau khi Hoa Vị Ương bị thủy triều nuốt sống cũng không hề bối rối, mà tìm kiếm được Hóa Sinh Bát đã rơi xuống, sau đó lại tiếp tục chìm ở đáy nước, thừa dịp thủy triều trùng kích mà thoát khỏi đó. Nàng rõ ràng đã bố trí xong hết, nhất cử vây giết Khương Phàm. Mà khoảng cách nơi này lại rất gần cửa hang, còn có thể giao Khương Phàm cho thánh địa. Không chỉ có thể gây dựng mối quan hệ với cùng thánh địa mà còn có thể nói rõ thân phận Khương Phàm cho bọn hắn, mượn lực lượng thánh địa xử lý Thiên Sư Tông. Không nghĩ tới, đều đã sắp xếp hết như vậy rồi mà vẫn không thể nào vây bắt được Khương Phàm. Cự đỉnh kia lại còn có thể phá băng trụ, phá tan cả Hóa Sinh Bát. Chẳng lẽ là bảo bối Thiên Sư Tông từ lấy được từ cổ thành dưới đất? Vì sao lại chưa từng nghe nói qua? Mấy tên ngu xuẩn này sợ là sống không được. Lại tìm những người khác thôi. Hoa Vị Ương có thể mê hoặc mấy tên này, lại còn có thể mê hoặc càng nhiều. Lần sau, ít nhất phải bảo đảm có hai cường giả cảnh giới ngũ trọng thiên. Hoặc là, trực tiếp liên thủ cùng thánh địa nào đó. Hoa Vị Ương đang lén lút đi dưới đáy nước, thủy triều đục ngầu xung quanh đột nhiên bị ánh sáng chiếu thành màu hồng. Một thanh hỏa thương màu vàng từ trên trời giáng xuống, xông vào thủy triều thẳng đến chỗ Hoa Vị Ương. Đáng chết! Hoa Vị Ương lập tức phung Hóa Sinh Bát ra, cưỡng ép huy động tia sáng bên trong.
một vòng xoáy thôn vệ mãnh liệt quét ra nuốt hết kim thương, càng nuốt hết dòng thủy triều đang lao nhanh xung quanh. Bên trong hóa sinh bát xác thực có tồn tại một vùng biển mênh mông, theo dò xét, phạm vi tương đương đại dương vạn dặm. Một khi đại dương này xoay tròn, hình thành lực lượng thôn vệ, thì quá kinh khủng. Chỉ là, bây giờ Hoa Vị Ương vẫn không thể phát huy ra được một phần vạn lực lượng của hóa sinh bát. Dù vậy, để ứng phó linh nguyên cảnh bình thường vẫn rất dư xài. Khương Phàm, đến đây. Hoa Vị Ương kéo hóa sinh bát về phía không trung. Một mảng tia sáng hoa mỹ đang nhanh chóng tới gần. Nhưng, không đúng. Đây không phải là võ pháp, mà là một con thải điệp khổng lồ. Hỗn đản. Sắc mặt Hoa Vị Ương hơi biến, cũng biết đã hỏng rồi. Ta, đến rồi. Khương Phàm rơi xuống sau lưng Hoa Vị Ương, tàn đao đánh về phía trước một kích. Cánh tay tinh tế đang cầm hóa sinh bát theo đó mà rơi xuống đất. À, tay của ta à. Hoa Vị Ương kêu thảm lui lại, hoảng sợ nhìn Khương Phàm đang đằng đằng sát khí. Đây là bảo khí gì? Khương Phàm nhặt hóa sinh bát lên, thứ này vậy mà lại có thể chống đỡ được cửu hoàng luyện thiên đỉnh va chạm. Một sợi tia sáng lại có thể vẩy xuống vài thập lý hà triều sông lớn 10 lý. Hóa sinh bát, bất luận núi đá hay là sinh linh, đi đến đều không còn hài cốt, thần hồn câu diệt. Hoa Vị Ương đau đến sắc mặt trắng bệch. Thân thể nhỏ yếu không nhịn được mà run run. Từ đâu lấy được? Cổ thành dưới mặt đất. Làm sao giải trừ liên hệ với ngươi? Giết ta! Hoa Vị Ương vừa mở miệng, Khương Phàm đã mang theo đao bổ tới. Nó là của ca ca ta. Chủ nhân thật sự là ca ca ta, Hoa Vị Yêu. Ta chỉ có quyền sử dụng. Hoa Vị Ương cao giọng thét lên. Khương Phàm cưỡng ép dừng tàn đao lại trước mặt Hoa Vị Ương. Ngàn lần là sự thật, nếu như nó chân chính thuộc về ta, ta vừa ra tay đã có thể thủ toàn bộ các ngươi đi vào, không cần phiền toái như vậy. Hoa Vị Ương hoảng sợ nhìn lưỡi đao đang ở gần ngay trước mắt. Tạm thời tin ngươi, chờ đến khi bắt được Hoa Vị Yêu, chúng ta lại kiểm tra, đi đến chỗ đệ ngươi trước đi. Ta vốn định dẫn ngươi đi ra, không nghĩ tới ngươi lại tự đưa mình tới cửa. Cái bẫy này không tệ, nhưng ngươi đã đánh giá cao chính mình rồi. Khương Phàm thu Hoa Vị Ương vào tầng thứ hai của Thanh Đồng Tiểu Tháp, cũng bỏ hóa sinh bát vào tầng đầu tiên. Nhị tỷ, sao tỷ cũng vào đây rồi? Hoa Vị Lạc khó có thể tin được mà nhìn nhị tỷ mới bị ném vào đây. Không sao cả, đừng lo lắng. Đại ca ngươi vẫn còn ở bên ngoài. Hoa Vị Ương kéo mảnh vải trên đầu xuống, cuốn lấy cổ tay. Có đan dược không? Không có. Hoa Vị Lạc lắc đầu, đừng nói đan dược. Ngay cả nước uống cũng đều không có. Vậy tay ta phải làm sao bây giờ? Hoa Vị Ương đau đến mặt tái nhợt, cũng có chút sợ hãi. Nếu như chỉ liệu trễ, chỉ sợ cả đời mình đều sẽ phải tàn tật. Nhị tỷ, tỷ cố nhịn thêm, chờ đại ca giết Khương Phàm, chúng ta có thể đi ra. Hoa Vị Lạc rất có lòng tin với đại ca mình, chỉ cần cùng Khương Phàm chạm mặt là có thể khống chế Khương Phàm lại. Không cần chờ đại ca. Khương Phàm sống không được mấy ngày nữa. Hoa Vị Ương cắn răng nói. Là sao, bây giờ các ngươi ở đâu? Hoa Vị Lạc hoàn toàn không biết gì với tình huống bên ngoài cả. Ở một bí cảnh thần kỳ, bên ngoài có rất nhiều đệ tử thánh địa. Khương Phàm không biết sống chết, đã khiêu khích tam đại thánh địa, hắn sống không lâu nữa đâu. Chờ Khương Phàm vừa chết, chúng ta có thể sống sót đi ra. Hoa Vị Ương ngồi dựa vào cạnh góc. Chờ ngày Khương Phàm bị giết. Đao Hoàng mang theo Dạ An Nhiên trở về. Tám tên thí luyện giả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị xử lý xong. Đường Diễm. Thái Long đuổi tới trước nhất, cách rất xa đã thấy hỏa rực màu vàng của Khương Phàm. Hắn đang làm gì ở đó? Làm sao lại náo ra thanh thế lớn như vậy? Thương Hàn Nguyệt theo sát đuổi tới, nhìn vũng bùn khắp các dãy núi, biểu hiện cũng trở nên cổ quái. Gia hỏa này một ngày không phát điên thì toàn thân không dễ chịu sao? Còn có, hắn lại xuất hiện từ đâu, không phải đã vào hầm đá sao? Người thật đúng là không ít. Khương Phàm đã nhìn thấy Thái Long, Thương Hàn Nguyệt, thấy được Thác Bạt Hoàng, U Dương Yên, cũng nhìn thấy Diêm Lâu. Bọn tử đệ thánh địa này quả nhiên đều tụ tại nơi đó. Diêm Lâu tìm được trợ thủ tới rồi. Dạ An Nhiên đứng trên lưng Đao Hoàng. Thấy được ở giữa đám kia có một cái đội ngũ hất lên đấu bổng màu đen.
Ngoại trừ bọn người Diêm Lâu ra thì cũng có thêm 10 người khác nữa, hẳn là đội ngũ khác của Ly Hỏa Thánh Địa. Đấu không lại rồi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Khương Phàm triển khai hỏa dực bay lên không, mang theo Đao Hoàng và Dạ An Nhiên rời khỏi đó. Đó chính là đường diễm. Nam tử bên cạnh Diêm Lâu xốc lên áo choàng, nhìn qua phía Khương Phàm đang đi xa. Hắn tự xưng là đường diễm, nhưng hẳn không phải là tên thật. Nữ hài nên cạnh hắn, còn có con yêu xà kia, đều thật không đơn giản. Diêm Lâu nhìn bọn người Thái Long, Thác Bạt Hoàng ở xung quanh các ngọn núi phía xa một chút. Một đám ngu xuẩn, không phải nói ngăn đường diễm trong hầm đá sao, làm sao lại xuất hiện ở bên ngoài. Có thể lấy cảnh giới tam trọng thiên sát hại đệ tử ngũ trọng thiên của thánh địa chúng ta, xác thực không đơn giản. Nam tử nhếch miệng hiện lên nụ cười độc ác. Ta không thể để cho hắn còn sống mà đi ra khỏi thiên khải bí cảnh được. Diêm Lâu chưa từng nghĩ đến sẽ gặp được đối thủ như vậy ở thiên khải bí cảnh, càng không nghĩ tới lại có người có thể chọc giận hắn. Bây giờ hắn đã không đơn giản muốn Thú Nguyên và Đỉnh Lô nữa, hai đệ tử ngũ trọng thiên bị giết ở trước mặt hắn, nếu như không thể báo thù, chắc chắn sẽ bị Ly Hỏa Thánh Địa chất vấn. Còn ảnh hưởng đến xếp hạng thiên tài của hắn trong Ly Hỏa Thánh Địa. Diêm Lâu sư đệ yên tâm, ngươi và ta hợp tác, hắn không có chỗ để thể trốn được. Nam tử này là đệ tử thiên tài trong Ly Hỏa Thánh Địa, Lục Dũng. Mặc dù hắn không phải thánh linh văn tôn quý lại kiêu ngạo, nhưng song hỏa văn đặc biệt, thiên phú lại để hắn trổ hết tài năng quần anh hội tụ trong Ly Hỏa Thánh Địa, có được địa vị rất cao. Bắt được đường diễm, Thú Nguyên thuộc về ngươi, tương trợ lần này ta sẽ nhớ kỹ. Diêm Lâu bình thường không có quan hệ đặc biệt gì với Lục Dũng, nhưng không có khoảng cách gì quá lớn cả, thiên khải bí cảnh cũng chỉ có một đội ngũ Ly Hỏa Thánh Địa hắn mà thôi. Chúng ta làm sao bây giờ? Các đệ tử hai bên trái phải Thái Long âm trầm sắc mặt, thánh phẩm thú văn thì thôi, lại còn là thú văn loài chim, linh nguyên cảnh đã có thể bay, bọn hắn làm sao đuổi được? Nghĩ cách dẫn hắn xuất hiện. Cái ngày mà Thái Long bị đánh trọng thương, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, hắn muốn lại đánh một trận cùng với đường diễm, triệt để thống khoái đánh một trận. Mặc dù hắn đã chạy, nhưng nói không chừng sẽ rời không đi quá xa khỏi vùng rừng này. Nghĩ cách dẫn dắt hắn sẽ xuất hiện ngay. Ánh mắt U Dương Yên giá lạnh, nàng dùng sức nắm chặt nắm đấm. Lịch luyện ở bí cảnh một năm qua, từ đầu đến cuối rất thuận lợi, không hề có người nào khiêu khích nàng. Người khác nhìn thấy nàng cũng đều sẽ chủ động tránh lui. Không nghĩ tới khi đang chuẩn bị muốn rời khỏi vậy mà lại đụng phải cái tên gia hỏa không biết sống chết. Không chỉ không kính sợ thiên tài thánh địa là nàng đây, mà hắn còn thiêu hủy hồn đao của nàng. Cơn giận này không được phát tiết ra, nàng tuyệt đối không rời khỏi thiên khải bí cảnh. Nhưng, thời điểm tất cả thánh địa đang chuẩn bị làm sao dẫn dụ Khương Phàm thì ở bầu trời xa xa đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Giống như là thiên thần rèn sắt, chấn thiên động địa, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Bọn người Thái Long đều vô ý thức mà rụt cổ một cái. Thanh âm quá vang dội. Từng vết nứt to lớn đang lan tràn vạn mét giữa bầu trời, ai nhìn thấy cũng đều phải giật mình, chấn vỡ tầng mây đầy trời, nhưng vết nứt cũng chỉ đảo mắt đã nhanh chóng khép lại, khôi phục tình trạng bình thường. Nhưng, ngay thời khắc vết nứt hoàn toàn khép lại, nơi đó vậy mà rịn ra một giọt máu tươi. Từ trên trời giáng xuống. Máu tươi vừa giáng lâm đã phát ra huyết quang vô tận, chiếu đỏ trăm dặm trên không, như mặt trời trong mây đen. Rung động lại tráng lệ. Máu tươi khuấy động khí tức sinh mệnh kinh người, giống như có một sinh mạng đang kịch liệt lắc lư. Thánh huyết. Ở khắp các dãy núi, tất cả cường giả và mãnh thú đều tại thời khắc này gắt gao tập trung vào giọt máu tươi đang rơi kia. Tiếng nổ vừa rồi kia vô cùng có khả năng là trận chém giết đến từ trên bầu trời, đả kích cường liệt, bắn tung tóe ra máu tươi, thẩm thấu xuống dưới đây. Có thể đánh rách tả tơi bầu trời như vậy khẳng định chính là như thế. Nói cách khác, đó là một giọt thánh huyết. Một giọt máu tươi vừa rồi rời khỏi thánh thể. Đây mới là cơ duyên quý giá nhất tại thiên khải bí cảnh. Người sẽ không biết lúc nào nó sẽ xuất hiện, càng sẽ không biết sẽ xuất hiện ở chỗ nào. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hết thảy đều dựa vào vận khí. Bọn hắn kích động, ánh mắt đầy tham lam, sau một khắc, toàn bộ đều muốn tiến lên. Nhưng, huyết quang đầy trời lại bỗng nhiên biến mất, mênh mông sinh mệnh đang lay động cũng hoàn toàn không thấy nữa. Bọn hắn thấy rõ có một thân ảnh đang huy động hỏa dực lao lên mấy ngàn thước,
giơ cao lên một bảo vật màu xanh, lấy đi giọt thánh huyết kia. Trùng hợp như vậy sao? Khương Phàm cũng đều thật bất ngờ, trên đỉnh đầu vậy mà lại rơi xuống thánh huyết. Vậy còn do dự cái gì? Lấy thôi. Đây chính là thánh huyết sao? Dạ An Nhiên cũng rất kích động, vận khí tốt như vậy sao? Trời ban điềm lành rồi. Thánh huyết, hoạt bát thánh huyết, đối với linh nguyên cảnh chúng ta bây giờ mà nói là nó quý giá hơn bất cứ thứ gì. Linh anh cảnh không hàng phục được thánh huyết, mà linh nguyên cảnh cao giai cơ bản đều từ 18 tuổi trở lên, thân thể hoàn toàn phát triển, tác dụng của thánh huyết không lớn. Duy chỉ có linh nguyên cảnh sơ kỳ, thân thể đang nhanh chóng trưởng thành, nếu như có thể đạt được một giọt thánh huyết, có thể cải thiện thể chất cực lớn, càng có thể kích phát tiềm lực, rất nhiều chỗ tốt, nhất là đối với trưởng thành tương lai rất có ích lợi. Khương Phàm lấy được ký ức, cơ bản đều là tín niệm của kiếp trước, cũng là gánh vác sứ mạng. Những thứ vụn vặt khác rất ít, cũng rất nát. Bởi vì thiên khải bí cảnh có quan hệ với thiên hậu, cho nên có mấy đoạn ký ức, trong đó có thánh huyết. Ngươi vừa vặn cũng có thể dùng để đột phá. Dạ An Nhiên mỉm cười, tới thật là kịp thời, đầu tiên là kim thân dịch, bây giờ lại là thánh huyết này, Khương Phàm hẳn có thể đột phá tiến vào tứ trọng thiên. Ta dùng kim thân dịch, giọt thánh huyết này cho cô. Khương Phàm sao có thể có bảo bối gì cũng đều muốn. Mà, bất luận là linh văn hay là chiến đấu, Dạ An Nhiên đều cường đại hơn xa so với hắn dự đoán. Duy chỉ có thể chất là kém một chút, thánh huyết vừa vặn dùng để cải thiện tình huống của nàng. Cho ta. Dạ An Nhiên đương nhiên chờ mong, chỉ là tìm nơi luyện nó thôi. Khương Phàm vừa cười vừa nói với Đao Hoàng đang u oán nhìn hắn. Nếu như lại tìm được thì cho ngươi. T. Đao Hoàng dương cánh, kích động run run người. Đường Diễm. Một tiếng gào thét như lôi đình nổ tung ở đỉnh núi phía xa. Hai mắt Thái Long sung huyết, gắt gao tiếp cận không trung. Thánh huyết. Dựa vào cái gì lại rơi xuống trên đầu tên hỗn đản kia? Đường Diễm, để lại thánh huyết. Bọn người Thác Bạt Hoàng sao động. Trước tiên đã chịu ra nhiều loại mãnh cầm, hoặc phóng thích vũ khí cường hãn phóng tới không trung muốn đuổi bắt Khương Phàm. Vận khí gia hỏa này quá tốt rồi. Thương Hàn Nguyệt đều bình tĩnh không được nữa, cũng lập tức mang theo người của Vô Hồi Thánh Địa đuổi tới. Giống. Mãnh thú dưới dãy núi gào thét, linh cầm các nơi bay lên không. Đám yêu thú trong rừng rậm đều sao động, từ bốn phương tám hướng nhào về phía Khương Phàm. Chạy! Khương Phàm huy động hỏa dực vội vàng chạy trốn. Bầu trời hay rừng rậm đều vô cùng náo nhiệt. Tiếng thú giống chim gáy, con nào cũng đều sao động cả. Thánh huyết đối với nhân loại có tác dụng thì đối với mãnh thú mà nói thì càng hữu hiệu, nếu như có thể dùng được mấy giọt thì có thể thay xương đổi thịt, huyết mạch cũng thay đổi lớn. Giống! Chủy chiều nhấc lên! Một cái miệng khổng lồ phá tan mặt sông, miệng đầy răng nanh răng nhọn, phóng lên trời gầm thét. Cái miệng lớn chừng 30, 50 mét, huyết khí tùm. Răng lại dài đến 2-3 mét, trắng như tuyết rất khiếp người. Toàn thân quái vật lóe ra hào quang màu tím, nháy mắt nở rộ, cường thịnh chói mắt, lại trong chốc lát ảm đạm đi, ngay sau đó lại mở miệng lớn ra lần nữa, bên trong chợt xông ra một tia lôi chiều màu tím, nổ bắn ra 3.000 mét lên trời cao. Ngọa tào. Khương Phàm kêu lên đầy sợ hãi, vội vàng tránh khỏi. Lôi chiều đánh sát hắn và Đao Hoàng, phóng mạnh về phía trời cao, năng lượng vô cùng khủng bố. Oanh! Một con cự viên rời lên một ngọn núi đá, gầm thét quăng về phía không trung. Núi đá nặng đến 100 vạn tấn, cứ thế mà lên bay lên 300 mét, khắp nơi đều rung động. Một con liệt diễm hùng sư lao thẳng lên vách núi, nhấc lên liệt diễm cuồn cuộn. Hóa thành hơn 10 đạo liệt diễm luân bàn, vòng tròn, giống như là thiên thạch phóng tới trời cao. Một con linh hồ kêu gào giữa rừng rậm, cây cối xung quanh trong nháy mắt đã vỡ nát, hình thành lít nha lít nhít đao nhọn phóng lên tận trời, phạm vi vô cùng khổng lồ. Bay lên, bay lên! Khương Phàm nhanh chóng bay vụt lên cao hơn, thôi động thánh văn khống chế hỏa dực, dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Nhưng mãnh cầm linh điểu đến từ bầu trời lại càng cường đại. Chúng nó từ bốn phương tám hướng bay lên không, triển khai chặn đánh. Đừng có ngừng lại, lao ra. Dạ An Nhiên, phối hợp với Đao Hoàng. Khương Phàm khuấy động liệt diễm toàn thân, hai tay biến thành chu tước chảo, nhanh chóng lao vùn vụt. Giống. Một con thiết bối sư thú đập vào mặt. Tốc độ Khương Phàm không giảm, cứ thế mà đối diện chạm vào nhau,
móng vuốt căng cứng một tay bóp lấy cái đầu như sắt thép kia, dùng sức bóp nát, hỏa dược chấn. Động xoay tròn lên cao, hất thi thể ra, tiếp tục hướng về phía trước. Một đám hàn phong tước hình thể nhỏ nhắn xinh xắn lại nhanh như thiểm điện, số lượng kinh người. Bọn chúng cùng gáy to lên, phát ra luồng không khí lạnh đến thấu xương, nuốt sống Khương Phàm ở phía đối diện. Kim Liên, mở. Khương Phàm quét ngang móng vuốt bạo tạc, xé rách hàn phong tước, linh văn khống chế liệt diễm nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành hỏa liên màu vàng mười mấy thước nở rộ giữa trời, phá tan luồng không khí lạnh, đốt sạch mấy chục con hàn phong tước ở xung quanh. Thu. Một con huyền ưng từ trên trời giáng xuống, hình thể cực kỳ to lớn, dương cánh 20 mét, móng vuốt tráng kiện giống như là cối xay hung hăng chộp tới Khương Phàm. Khương Phàm ngưng tụ liệt diễm ở tay trái, hóa thành tinh thuẫn ngạnh kháng, đồng thời tay phải cũng chịu ra tàn đao, kích thích đao khí màu tím đánh một kích. Ầm ầm. Huyền ưng bị cưỡng ép đánh bay, nhưng ngay sau đó từng cột sáng màu vàng đánh ra từ cặp mắt của nó như chớp giật oanh kích đến Khương Phàm. Khương Phàm vung đánh hai cánh, xoay tròn bay lên không, mạo hiểm xuyên qua cột sáng, vung lên tàn đao lao thẳng đến huyền ưng. Nhưng, một con kim cương anh vũ lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh đụng vào Khương Phàm. Con vẹt dài đến 2 mét, toàn thân lấp lóe ánh sáng đẹp mắt, va chạm mãnh liệt mang đến lực lượng kinh người, giống như là một tòa núi đá đang đánh vào Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, bị hung hăng đụng bay hơn 30 mét. Kim cương anh vũ gáy to. Toàn thân bay lên hơn 10 thanh lông nhọn, giống như là lợi kiếm, xé rách cả không gian, bổ về phía Khương Phàm. Khương Phàm chấn động liệt diễm, cưỡng ép ổn định, sau đó lập tức bay lên không tránh khỏi tất cả lông nhọn, muốn thừa cơ vồ tới giết huyền ưng. Bá đao! Toàn thân Khương Phàm sôi trào huyết khí, hài cốt phát ra nhiệt lượng, da thịt nóng hổi, lực lượng mênh mông hội tụ vào hai tay đánh ra lực lượng 100.000 cân. Trong chớp mắt, hai tay phát huy kích thích quyền sáo và bao cổ tay phối hợp với tàn đao giết ra. Huyền ưng gáy to, huy động hai cánh chim nhanh chóng đánh giết tới, dùng móng vuốt tráng kiện chặn đánh. Nhưng, trong nháy mắt va chạm, âm vang tranh minh. Móng vuốt bị chấn vỡ nát, tàn đao thì lại không trở ngại, trực tiếp đánh lên người huyền ưng, máu chảy đầy trời. Ngay sau đó, đao thứ hai, đao thứ ba, toàn bộ đao khí kinh khủng đều bổ trên thân huyền ưng. Cứ thế mà bổ con mãnh cầm to lớn này ra. Kim cương anh vũ kinh hãi, hốt hoảng chạy trốn. Một bên khác, đao hoàng cũng nhanh chóng đánh giết, phối hợp Dạ An Nhiên mở đường máu. Khương Phàm, nhanh đi. Dạ An Nhiên lo lắng hô to. Khương Phàm ăn vào một viên thuốc, theo sát đuổi theo. Đuổi theo mau, đừng để hắn chạy trốn. Bọn người Thái Long ở dưới dãy núi phóng tới truy kích giữa không trung. Chiến ý tăng vọt, lại vô cùng sốt ruột. Tốc độ của bọn hắn, thật sự có chút theo không kịp. Không cần ham chiến, không cần dây dưa, giết giết giết. Khương Phàm phối hợp cùng Đao Hoàng, liệt diễm cuồn cuộn ở sau lưng hình thành vòng xoáy nóng bỏng giống như ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi trên trời cao, kim quang vô biên. Một con kim xí điêu khổng lồ đang chạm mặt tới, kim quang mãnh liệt ở xung quanh hóa thành đao mang ở phía sau, cùng với từng tiếng vang lớn điếc tai. Toàn bộ đều bạo kích. Ta tới xử lý con này. Các ngươi, bên phải. Khương Phàm không lùi không tránh, hắn gầm thét lao về phía trước, vòng xoáy liệt diễm oanh minh, tám trọng quyền bạo kích trong nháy mắt, ngang nhiên nghênh kích đao mang. Ầm ầm. Liệt diễm và kim quang nổ tung, trải rộng ra mấy chục mét. Mấy trọng quyền xông phá đao mang, đánh vào trên thân kim xí điêu. Lông vũ bay lên, hài cốt vỡ vụn mà bị đánh bay. Tốc độ Khương Phàm không giảm, hắn nhanh chóng đã cùng kim điêu đối diện chạm vào nhau, tàn đao bạo phát đao mang trực tiếp bổ nó ra. Đao hoàng nơi đó càng thống khoái hơn, nó kịch liệt chém giết ba con mãnh cầm muốn chặn đánh. Nhanh, nhanh nhanh nhanh, tuyệt đối không nên bị bao vây. Dạ An Nhiên không ngừng phóng thích phong linh chú, dẫn dắt lực lượng thú nguyên thanh bằng, hình thành gió lốc mãnh liệt, phối hợp với đao hoàng. Bọn hắn ở chỗ này giết kịch liệt. Nhưng lại càng có nhiều mãnh cầm đang từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, nếu như không thể giết ra ngoài, bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Vây bắt hắn, nhanh vây lại ngay, bọn xả điều các ngươi, nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh, phụ mẫu nó, có cánh thì nhanh bay ra đi. Đám người Thái Long lo lắng nhìn chằm chằm bầu trời phương xa, chỉ cần tiểu tử kia bị ngăn lại, hoặc là hẳn phải chết, hoặc là chủ động bỏ qua thánh huyết.
Đến lúc đó bầu trời tránh không được một trận hỗn chiến, bọn hắn sẽ còn có cơ hội. Ngăn lại, ngăn lại. Thương Hàn Nguyệt dừng ở nửa đường, khẩn trương nhìn chằm chằm vòng vây đang thành hình. Đao Hoàng, theo sát ta, nghe lệnh ta. Sau khi Khương Phàm liên tiếp đánh giết hai con mãnh cầm, toàn thân đã đẫm máu, hắn nhanh chóng vọt tới phía trước nhất, gắt gao nhìn chằm chằm vài con hung cầm đang tới gần. Chỉ cần xông phá nơi này liền xem như có thể giết ra ngoài. Đao Hoàng theo sát phía sau, liệt diễm tử vĩ đao lan tràn, hội tụ tới đầu của nó. Sau một lát, vài con hung cầm gào thét phóng tới. Đao Hoàng, đang lúc này, lên. Khương Phàm đột nhiên bay lên càng cao, lao nhanh lên mấy chục mét, gầm lên giận dữ, dùng toàn lực phung hóa sinh bát ra, ngay sau đó cửu hoàng luyện thiên đỉnh lại xuất hiện, bị hắn kéo lấy đánh về phía trước một kích. Ầm ầm, tiếng oanh minh kịch liệt vang vọng trời cao, tia sáng mãnh liệt lại lần nữa nở rộ. Số lượng lớn mãnh cầm bị chấn động đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cứ trước tiên đón lấy tia sáng mà xông lên không trung, chúng nó muốn chặn đánh Khương Phàm lại. Nhưng tia sáng vừa mới xuất hiện đã hóa thành hà, sông triều, thủy triều, lao nhanh. Lần này bởi vì hóa sinh bát không có nói trước mà bị tỉnh lại, tia sáng vẩy ra cũng không nhiều, nhưng vẫn trong lúc thoáng qua đã có thể trải rộng ra hơn 10 dặm, ép đám hung cầm vội vàng không kịp chuẩn bị kia xuống. Sáu con hung cầm kêu rên đau đớn, bị lực lượng thủy triều nặng nề đè ép nhanh chóng rơi xuống. Lao ra! Khương Phàm liên tiếp lấy đi cửu hoàng luyện thiên đỉnh và hóa sinh bát. Mang theo Đao Hoàng xông ra khỏi vòng vây. Số lượng lớn mãnh cầm, linh điểu thay phiên nhau gáy to, chăm chú đuổi theo ở phía sau. Xong. Bọn người Thái Long méo mặt, vòng vây không có bao lại được, tiểu hỗn tử này cơ bản coi như đã chạy được. Vũ khí trong tay hắn là cái gì? Linh nguyên cảnh có thể thúc đẩy ra uy lực như thế sao? Thương Hàn Nguyệt kinh ngạc, mặc dù thiên hạ có rất nhiều bảo khí. Nhưng muốn phóng xuất ra lực lượng hoàn chỉnh thì cần cảnh giới và linh lực cường đại. Linh nguyên cảnh sơ kỳ, có rất ít ai vận dụng bảo khí, cũng bởi vì nó không chỉ tiêu hao linh lực cực lớn, mà hiệu quả chưa chắc mạnh. Đuổi theo ngay, không thể để cho hắn chạy. Thái Long tức giận, càng không phục. Rốt cuộc ai là người của thánh địa? Tiến vào mấy ngày nay, làm sao tất cả đều là hỗn tiểu tử này đang biểu diễn? Còn bọn hắn đều trở thành người chứng kiến. Khương Phàm mang theo Đao Hoàng lao vùn vụt hơn trăm dặm, rốt cuộc cũng hất ra khỏi sự đuổi bắt của mãnh cầm. Nơi này không tệ, chạy xa như vậy, bọn hắn hẳn là không đuổi kịp. Khương Phàm tìm tới một chỗ u cốc yên lặng, giao thánh huyết cho Dạ An Nhiên. Chúng ta trông chừng cho cô. Thánh huyết chỉ là một giọt, nhưng lại tràn ngập khí tức sinh mệnh bành trướng như cự thú. Dạ An Nhiên cũng không già mồm. Tiếp nhận thánh huyết bắt đầu luyện hóa hấp thu. Khương Phàm mang theo Đao Hoàng canh giữ ở bên ngoài, cảnh giác rừng rậm tươi tốt. Đao Hoàng có chút bực bội, không ngừng vung lấy vĩ đao, phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình. Nó đối với biểu hiện của mình mấy ngày nay rất bất mãn, liên tiếp mấy trận chém giết đều bị áp chế, còn suýt nữa mất mạng. Hình như đã lâu không cho ngươi ăn huyết đan. Khương Phàm ngược lại rất hài lòng với biểu hiện của Đao Hoàng, cũng rất chờ mong. Ngoại trừ vĩ đao, lại còn có thể phun lửa, nhiệt độ hỏa diễm còn rất cao. Nếu như lại bồi dưỡng một chút, nói không chừng có thể kích phát ra càng nhiều lực lượng mạnh hơn. Chỉ sau chốc lát, Đao Hoàng đột nhiên trở nên bất an, nhìn về phía bầu trời rít gào lên. Thế nào? Khương Phàm xuyên qua tán cây rậm rạp, cảnh giác nhìn bầu trời. Một con cự điểu màu vàng đang bay lượn giữa bầu trời, toàn thân đều được ánh sáng bao phủ, tốc độ rất nhanh. Không thấy rõ bộ dáng. Còn có 5 con lôi ưng lóe ra lôi quang chói mắt, đang theo sát ở phía sau. T. Đao Hoàng kêu rít, nhiều lần lui lại trốn đến sau lưng Khương Phàm. Khương Phàm kinh ngạc nhìn nó, tiểu gia hỏa này từ khi sinh ra đến bây giờ vẫn đều rất dũng cảm, rất kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó sợ sệt như thế. Một tiếng gáy rõ to vang vọng giữa trời, con cự điểu màu vàng kia xoay một lát lại chợt lao xuống phía bọn hắn nơi này. Khương Phàm rốt cuộc cũng thấy rõ ràng bộ dáng con cự điểu này, nó giống như hoàng kim đổ bê tông, phát ra ánh sáng chói mắt, khí tức vô cùng khủng bố, có một loại khí khái duy ngã độc tôn, bế nghệ tứ phương. Khương Phàm cũng đều cảm nhận được áp lực. Băng điểu, kim xí đại bằng. Gương mặt Khương Phàm có phản ứng, thiên khải bí cảnh tại sao lại có thể có được huyết mạch thánh thú cỡ này chứ?
Trách không được Đao Hoàng lại e ngại, đây là áp chế tử huyết mạch. Kim Sí Đại Bằng là thiên địch của mãng xà, thậm chí là giao long. Lại có khí thức của rồng. Kim Sí Đại Bằng miệng nói tiếng người, non nớt, nhưng lại có uy thế mãnh liệt, con mắt giống như một vòng xoáy màu vàng, có thể thôn phệ linh hồn của con người. Đao Hoàng rít lên, tránh sau lưng Khương Phàm run lẩy bẩy. Thánh huyết! Trên lưng Kim Sí Đại Bằng còn có một thiếu niên đang đứng đấy, nhìn u cốc trước mặt. Hắn chỉ mặc y phục màu đen đơn giản, nhưng cũng không che giấu được khí thế anh tư hơn người, ngũ quan anh tuấn góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén thâm thúy không tự chủ mang đến cho người ta một cảm giác áp bách. Khương Phàm nhẹ nhàng an ủi Đao Hoàng, cảnh giác nam tử có thể khống chế kim bằng này, cũng cảnh giác lôi ưng bay ở không trung xoay quanh, trên lưng những con lôi ưng kia hình như cũng đều có người đứng đấy. Bên trong là thánh huyết. Lúc này nam tử mới nhìn về hướng Khương Phàm. Ngươi là đệ tử thánh địa, lại chuẩn bị cứng rắn đoạt lấy. Khương Phàm cảm nhận được áp bách, nhưng cũng không có lùi bước. Dạ An Nhiên vừa mới bắt đầu dung hợp, đây chính là thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cho phép quấy rầy. T. Đao Hoàng đột nhiên phát ra tiếng rít, nó vậy mà lại quật cường đè xuống loại huyết mạch uy hiếp kia, đón nhận ánh mắt Kim Sí Đại Bằng. Kim Sí Đại Bằng có chút ngoài ý muốn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đao Hoàng. Nếu như người nguyện ý dâng ra, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngữ khí nam tử rất lãnh đạm, không phải không cần, mà khinh thường trắng trợn cướp đoạt. Huống chi, thánh huyết đã bắt đầu bị hấp thu, đạt được cũng vô dụng. Thánh huyết không dễ có, chúng ta không muốn tặng người. Khương Phàm không hề buông lỏng cảnh giác. Những đệ tử thánh địa này từng kẻ đều cao ngạo cường thế, không biết xấu hổ làm cho người khác giận sôi. Không cần khẩn trương, ta chỉ đi ngang qua, muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Nói, nghe nói vùng địa vực này, từng rơi xuống thanh bằng. Là vài ngày trước, là bị ai đạt được rồi. Lúc đó có vô hồi thánh địa, hồn thiên thánh địa, linh kiếp thánh địa, và ly hỏa thánh địa, thi thể thanh bằng hẳn là ở trong tay bọn họ. Thanh bằng trong thi thể có thú nguyên. Hình như là có, nhưng bị ngũ thải độc điệp cướp đi. Nam tử không tiếp tục hỏi, khống chế Kim Sí Đại Bằng rời khỏi, tuy nhiên nam tử bỗng nhiên lại ngăn kim bằng lại, ở giữa không trung quan sát Khương Phàm. Ngươi là Thánh Linh Văn. Đúng. Ngươi thuộc về Thánh Địa. Thánh Linh Văn hình như không phải chỉ có ở Thánh Địa. Hình như ngươi có chút thành kiến đối với Thánh Địa. Ta không có thành kiến đối với Thánh Địa. Ta rất có ý kiến đối với những kẻ đầu óc ngu si, ngu xuẩn không coi ai ra gì. Ha ha, xem ra ngươi đã chịu phải ủy khuất. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của nam tử lộ ra nụ cười thản nhiên. Thánh địa thiên hạ bảo vệ dân chúng thiên hạ, được người trong thiên hạ kính sợ. Nhưng có một số thiên tài thánh địa thuở nhỏ đã được tôn sùng, kiêu ngạo tự phụ, không coi ai ra gì, cũng xác thực rất đáng giận. Khương Phàm nhìn nam tử trên lưng Kim Sí Đại Bằng. Thoáng buông lỏng cảnh giác, rốt cuộc cũng đụng phải một đệ tử thánh địa coi như là người bình thường. Nếu có ai mạo phạm ngươi thì nhớ tới ân tình bảo vệ của thánh địa, không cần so đo quá nhiều. Đương nhiên, nếu như xác thực quá phận, lạm sát tàn sát, ngươi nếu có thể giết, giết là được. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải gánh chịu nổi hậu quả. Nam tử ra hiệu Kim Sí Đại Bằng rời khỏi. Ta tên Tô Triệt, đến từ đại diễn thánh địa. Có áp lực sao? Mạnh hơn ta đó. Khương Phàm nắm Đao Hoàng ở bên, thở phào một hơi. Không chỉ có Kim Sí Đại Bằng gây áp lực cho Đao Hoàng, mà cái tên Tô Triệt này cũng cho hắn một loại áp lực không nói được. Thiên tài thánh địa tốn hao bồi dưỡng mấy năm, xác thực quả thực có rất nhiều ưu thế nếu so với người vừa mới tu luyện 1-2 năm như hắn. Điểm này, hắn thừa nhận, nhưng, hắn lại có rất nhiều tiềm lực, thứ hắn cần chỉ là thời gian. Trong u cốc, Dạ An Nhiên đã nhận ra phía ngoài có vấn đề nhưng nàng tin tưởng Khương Phàm có thể thay nàng ứng phó các chuyện ngoài ý muốn, tiếp tục luyện hóa hấp thu lực lượng thánh huyết. Khí tức sinh mệnh khuấy động toàn thân, kéo dài đánh thẳng vào máu thịt, xương cốt nàng. Toàn thân nàng nóng hổi cứ như hóa thân thành luyện lô. Nhưng cũng không phải là đau đớn, mà thư sướng không cách nào nói rõ. Huyết nhục đang thăng hoa. Mỗi một tế bào đều đang phát sáng, đang thay đổi mạnh. Bên trong thánh huyết ẩn chứa lực lượng đặc biệt, cũng mang theo chỉ dẫn của thánh văn, rơi xuống khí hải, thấm vào lấy thiên thư linh nguyên. Dạ An Nhiên rõ ràng cảm nhận được cảnh giới mình đang đột phá.
đây đáng để vui mừng, nhưng nàng càng xem trọng hơn là thân thể cũng đang có thay đổi. Không chỉ là tăng cường lấy thể chất, càng là khai phá tiềm lực. Giọt thánh huyết này, nhất định sẽ cho tương lai nàng khả năng vô hạn. Lúc Dạ An Nhiên đi ra U Cốc, hai mắt Khương Phàm liền tỏa sáng, ánh mắt, khí chất, rõ ràng không giống với lúc trước. Da thịt vốn đã trắng trẻo, bây giờ lại hiện ra huỳnh quang. Nàng tựa như tinh linh từ trong rừng rậm đi ra, mỹ lệ đến rung động lòng người, lại có khí tức kỳ ảo linh hoạt, tự nhiên kỳ diệu. Có người nào khen rằng cô rất xinh đẹp hay không? Khương Phàm đột nhiên xuất ra một câu ca ngợi, vậy mà lại để Dạ An Nhiên có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mặc dù câu ca ngợi này đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng cũng khá khó khăn. Dạ An Nhiên khẽ nhếch môi cười khẽ, vừa muốn khiêm tốn, nhưng Khương Phàm lại thêm tiếp một câu. Xinh đẹp cũng vô dụng, thế giới này chính là kẻ mạnh làm vua. Đi, cùng thử xem thánh huyết mang đến cho cô thay đổi gì một chút. Có phải là quá trình phát triển của tên tiểu tử này bị thiếu hụt cái gì hay không? Dạ An Nhiên im lặng, làm sao lại đụng phải cực phẩm như thế chứ? Nhanh đi, đuổi theo. Khương Phàm đứng trong rừng rậm cao giọng la lên. Bên ngoài mấy chục dặm có một cánh rừng thần kỳ. Năm tòa kiếm phong nguy nga đột ngột nhảy lên lao thẳng vào mây xanh, mỗi tòa đều cao chừng 2-3 ngàn mét, hùng vĩ kỳ lạ lại bao la. Kiếm phong cách xa nhau hơn ngàn mét, ngọn núi lại va chạm vào nhau giữa không trung, hòa làm một thể. Xa xa nhìn lại, giống như cự trảo của hoang thú đang móc ngược. Cho dù khắp nơi trong rừng rậm có thể thấy được núi cao kỳ lạ, nhưng năm tòa núi cao này cũng lộ ra càng đặc biệt. Trên núi cây xanh tốt tươi, thác nước lao nhanh, có linh quả kỳ lạ nở rộ tia sáng hoa mỹ, cũng có hơn mấy ngàn vạn linh cầm xây tổ nghỉ lại. Núi cao bao phủ xuống không gian càng tươi đẹp, những sợi đằng già lan tràn, phồn hoa như gấm, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập thấm vào ruột gan. Nhưng nơi này không phải vùng đất vô chủ, mà là thuộc về Vô Hồi Thánh Địa. Ta oan uổng quá, ta thật không biết nơi này là lãnh địa của Vô Hồi Thánh Địa các ngươi. Lúc ta vào đây cũng không ai nói cho ta biết bên trong Thiên Khải Bí Cảnh còn có lãnh địa của Thánh Địa các ngươi. Chu Thanh Thọ bị trói gô, nằm trên mặt đất kêu khóc. Im miệng. Sáu nữ hài nhi xinh đẹp đang chìm nghiêm mặt ngồi ở cách đó không xa. Dày vò 2 tháng, cuối cùng cũng bắt được cái đồ lưu manh uống nước tắm này trở lại. Thế nhưng, xử trí như thế nào đây? Chúng ta có chuyện gì thì cứ thương lượng, tuyệt đối đừng đánh. Ta là người tốt, ta thật sự là người tốt, từ nhỏ đến lớn, ta cũng không có giết qua con gì cả. Lúc 3 tuổi, ta không cẩn thận giẫm chết một con côn trùng, ta khóc 10 ngày 10 đêm. 5 tuổi, ta nhìn thấy một con chó chết, cũng khó chịu, cũng đau đớn, ta tự tay đem nó đi chôn, đốt giấy để tang, khóc 3 ngày. Còn có, lúc 8 tuổi, người khác đưa ta một con thú nhỏ. Ta thực sự không đành lòng ăn, liền để nuôi, bây giờ là thân như phụ tử đó nha. Chu Thanh Thọ một tay nước mũi một tay nước mắt, không thèm đếm xỉa, bảo toàn tính mạng mới là quan trọng. Lại không im miệng, ta thiến ngươi. Na Yêu tức giận nhìn tên hỗn đản này. Linh tuyền dưới mặt đất vô cùng quý giá, vì để giữ vững tinh khiết và hiệu quả, cách mỗi 2 năm mới có thể mở ra một lần. Trong thánh địa cũng cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Lần này vốn là bị Thương Hàn Nguyệt đạt được, nhưng bị sư tôn Na Yêu quấy dậy đòi hỏi, quả thực là đã giao tư cách cho nàng. Sau khi Na Yêu tiến vào bí cảnh, một mực cố gắng tu luyện, điều trị thân thể, cho đến khi 2 tháng sau mới ngâm vào trong linh trì. Kết quả đang ngâm, một tên hỗn đản không biết từ đâu xuất hiện, vậy mà lại đột nhiên xông vào uống mất. Chuyện này huyên náo xôn xao, nàng trở thành trò cười cho thánh địa thiên hạ. Chu Thanh Thọ dùng sức im miệng. Tội nghiệp nhìn nữ hài nhi trước mặt. Xử lý hắn như thế nào? Na Yêu hỏi các đệ tử 2 bên. 5 nữ đệ tử trao đổi ánh mắt, lại đều lắc đầu. Hỗn đản này làm nhục thanh minh của Na Yêu, lại để cho Vô Hồi Thánh Địa mất mặt, giết đều không đủ. Nhưng, chuyện huyên náo quá lớn, dường như mọi người trong Thiên Khải Bí Cảnh đều biết. Các nàng cần phương pháp xử lý ổn thỏa. Ta lặp lại lần nữa, ta thật sự là đệ tử Thiên Sư Tông. Ta là bạn bè thân thiết của Khương Phàm. Thật, vạn lần không sai. Chu Thanh Thọ đã nhắc đến lần thứ 5 rồi. Im miệng, ngươi coi ta là kẻ ngu sao? Na Yêu quát. Nàng đại khái hiểu qua tình huống của Thiên Sư Tông, đại tân sinh rất ít lục phẩm linh văn, ngoại trừ trước đó là Cổ La,
về sau là Khương Uyển Nhi của Khương gia, từ Bạch Hổ Quan là còn có Yến Khinh Vũ, nào có Tinh Vân Linh Văn. Ngươi giữ lại ta, đừng giết ta vội, ta mang các ngươi tìm Khương Uyển Nhi. Chúng ta cùng đi, thật, ta thật không gạt các ngươi mà. Chu Thành Thọ đau khổ cầu khẩn. Từ sau khi rời khỏi Thương Châu, vận khí của hắn vẫn không có tốt hơn. Thật vất vả mới phát hiện được Linh Tuyền, vừa uống hai ngụm thì bên trong lại có một đại cô nương trần trùng trục đi ra. Ta có một cách. Một vị nữ đệ tử đột nhiên tỏa sáng hai mắt, ghé sát bên tai Na Yêu khẽ nói. Thu hắn. Có ý gì? Na Yêu hơi nhíu mày. Bên ngoài bây giờ đều truyền rằng hắn uống nước ngươi tắm, cố ý xem như trò cười mà tiếp tục truyền đi. Giết hắn mặc dù giải hận, nhưng người khác chưa hẳn tin, hoặc là cố ý không tin, trừ phi ngươi cầm đầu của hắn bày ra bí cảnh. Thế này lại lộ ra Vô Hồi Thánh Địa chúng ta quá tàn nhẫn. Còn không bằng thu hắn, làm nô 20 năm. Cách giải quyết này vừa có thể trừng phạt hắn, lại có thể cho thấy Vô Hồi Thánh Địa chúng ta rất khoan hậu. Nữ đệ tử nhỏ giọng nói nhỏ. Các đệ tử khác nghĩ nghĩ đều lần lượt gật đầu. Đây cũng là một cách, hắn là Tinh Vân Linh Văn, vô cùng hiếm thấy, giết rất đáng tiếc. Vậy danh dự của ta thì sao? Na Yêu oán hận chính là cái này. Đệ tử nói nhỏ. Bên ngoài chỉ biết là hắn uống nước linh trì, cố ý truyền bá thành nước tắm, nhưng bọn hắn kỳ thật không biết ngươi lúc đó quả thật đã ngâm mình ở trong linh trì. Nếu như trực tiếp giết, hận ý lớn như vậy, ngược lại là để cho người ta hoài nghi lúc ấy có phải là thật phát sinh một chút chuyện hay khác không? Cũng đúng. Na Yêu lạnh lùng nhìn Chu Thanh Thọ ở trước mặt, sau đó đứng dậy đi tới. Bình tĩnh, không nên manh động, chúng ta chuyện gì cũng đều dễ thương lượng, cô ngàn vạn lần cũng không thể giết ta, cô sẽ hối hận, thật, ta và Khương Phàm thật sự là huynh đệ thân thiết. Tính cách hắn cô hiểu rõ, hắn khẳng định sẽ báo thù cho ta. Chu Thanh Thọ kịch liệt giãy giụa, lại bị dây leo quấn chặt lại không thể tránh thoát. Na Yêu có dáng người thon dài, đường cong yêu mỹ uyển chuyển, từng bước một đi phía Chu Thanh Thọ. Khương Phàm, báo thù cho ta. Chu Thanh Thọ tê tâm liệt phế kêu rên, âm thanh quanh quẩn khắp các dãy núi, truyền về phía rừng rậm. Na Yêu ngồi xổm ở bên cạnh Chu Thanh Thọ, da thịt trắng tuyết, trơn nhẵn lại mê người, một đôi mắt mông lung như có sương mù đang vần quanh, dụ người nhất chính là hai cái lỗ tai. Lông xù, vừa nhọn vừa dài. Linh văn của nàng là lục phẩm thú linh văn. Thú văn là ngọc thỏ. Cho người hai lựa chọn. Na Yêu lượn lờ đầu ngón tay tinh khiết về phía đầu Chu Thanh Thọ. Cái đầu tiên, chết. Cái thứ hai, ta chọn cái thứ hai. Chu Thanh Thọ thê lương thét lên, ra sức tránh né ngón tay ở trước mặt. Cái thứ hai, làm nô. Đồng ý, cùng, cái gì? Chu Thanh Thọ trừng hai mắt, nô. Na Yêu tản ra linh vụ, đầu ngón tay điểm vào trên trán Chu Thanh Thọ. Từ hôm nay trở đi, làm nô lệ của ta. Chu Thanh Thọ kinh ngạc nhìn nàng. Mấy ngày? 20 năm. Từ hôm nay trở đi, chức trách của ngươi chính là phối hợp với ta, bảo vệ ta, trung thành với ta. Ở trước mặt người ngoài, ngươi có thể khóc lóc kể lể, liền nói. Ngươi chỉ uống một ngụm, còn chưa có nuốt xuống đã bị ta trở về đụng phải. Ngươi rất oan uổng, ngươi không cam tâm. Na Yêu muốn dùng hết khả năng vãn hồi danh dự, nếu không sẽ quá lung túng. Nếu không, thay điều kiện. Chỉ điều kiện này, làm nô, 20 năm. Na Yêu nhìn chằm chằm đôi mắt Chu Thanh Thọ, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Ngươi có thể lựa chọn cái đầu tiên, chúng ta giúp ngươi. Những nữ đệ tử khác đều đi tới, đường cong yêu mỹ, bộ dáng mỹ lệ, đều có phong tình, chỉ là sắc mặt đều rất lạnh lùng. Chu Thanh Thọ khóc không ra nước mắt. 20 năm, lúc giải thoát ta đều già rồi. Như vậy đi, 3 năm. 20 năm, 1 năm cũng không thể thiếu. Ta cũng không có làm cái gì quá độc ác. 5 năm. 20 năm. Cô xinh đẹp như vậy, ưu tú như vậy, lại là ngọc thỏ linh văn đáng yêu, khẳng định rất nhiều người theo đuổi cô. Đến lúc đó, người ta thấy bên cạnh cô có một đại nam tử đi theo, trong lòng sẽ không thoải mái. Như vậy đi, 6 năm. 20 năm. Tâm tư Chu Thanh Thọ nhanh quay ngược trở lại, cắn răng một cái. 8 năm, liền 8 năm, ta nhận, 8 năm sau, đến lúc đó cô cũng nên thành thân, mang theo ta không thích hợp. Lại nói, 20 năm quá dài, đến lúc đó cô và ta đều hơn 30.
chẳng may cô bị ta ảnh hưởng, không có nam tử theo đuổi cô, 20 năm sau ngươi chưa gả ta chưa lập gia đình. Cô không chịu cô đơn, ta lại rất xao động, cô đây không phải là trừng phạt ta mà là thỏa mãn ta. Chu Thanh Thọ lúng túng cười. Mấy vị nữ đệ tử nhíu mày, gia hỏa này thật không biết xấu hổ. 8 năm. Na Yêu đứng dậy. Ngươi dám chạy trốn, bất trung thì sẽ bị Vô Hồi Thánh Địa truy sát. Quyết định, 8 năm. Chu Thanh Thọ muốn khóc, lại tự an ủi mình, ít ra cũng là mỹ nữ xinh đẹp. Thân thể thướt tha này so với mỹ nữ khác thì thon dài không ít, da thịt trắng sáng chói mắt, trắng đến mê người. Mặc dù tính tình có chút nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng danh xứng với thực, quả là siêu cấp mỹ nữ. Bây giờ chỉ là mười mấy tuổi, chờ tương lai nảy nở, khẳng định sẽ càng tươi đẹp hơn. Nói thật cho ta, rốt cuộc ngươi đến từ chỗ nào? Na Yêu ngồi bên trên cây mây đang rủ xuống, vẫn còn có chút do dự, mang một nam tử trở về, sư tôn có tức giận hay không? Dù sao sư tôn đối với nam tử hình như có chút ý kiến. Ta thật sự là đến từ Thiên Sư Tông, nếu ngươi không tin thì mang ta về thánh địa, Khương Tuyền khẳng định sẽ nhận ra ta. Chu Thanh Thọ bảo toàn được tính mạng, suy nghĩ cũng bắt đầu sinh động. Nếu quả thật có thể nhìn thấy Khương Tuyền, nói không chừng liền có thể không làm nô lệ. Không được. Hắn muốn làm nô lệ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, nói không chừng có thể nhân cơ hội này, trà trộn vào Vô Hồi Thánh Địa. Sau đó, còn có được tiểu thỏ này. Hắc hắc. Nghĩ tới đây, con mắt Chu Thanh Thọ đột nhiên lóe lên chút ánh sáng. Khương Tuyền là để ngươi gọi sao? Ngươi phải gọi Khương trưởng lão. Na Yêu hừ lạnh, Khương Tuyền chính là sư tôn của nàng. Lúc này, chỗ rừng sâu truyền đến vài tiếng nổ vang kỳ lạ khiến bọn họ cảnh giác. Không có cảm giác sao? Khương Phàm đứng ở trước một tòa núi đá bình thường, linh văn phát nhiệt, linh nguyên sao động, giống như đang chỉ dẫn xung quanh hắn có linh bảo đặc thù. Xác thực không có. Linh văn của Dạ An Nhiên rất bình tĩnh, liên tiếp thả ra các loại như hỏa linh phù, thủy linh phù, thổ linh phù nhưng đều không có dao động rõ ràng nào. Đao Hoàng lắc đầu, cũng không có cảm giác gì lạ. Kỳ lạ. Khương Phàm đi đến trên núi đá, cẩn thận cảm nhận được. Linh văn, linh nguyên đều có cảm ứng, tàn đao, cửu hoàng luyện thiên đỉnh cũng rất bình tĩnh. Nếu quả thật có bảo vật gì đặc biệt hẳn là mọi người đều có chút cảm nhận mới đúng. Xung quanh nơi này hình như cũng không có gì đặc biệt. Dạ An Nhiên nhìn núi đá, cao không đến 100 mét, lại nhìn rừng rậm xung quanh, so với nơi khác không có gì khác biệt. Phía dưới này hẳn là có cất giấu thứ gì đó. Khương Phàm tin tưởng cảm ứng của linh nguyên, triệu ra tàn đao, quát lớn một tiếng, đao khí cuồn cuộn, bổ núi đá băng liệt. Đá vụn bay loạn tung tóe, bụi mù bay lên. Nhưng, núi đá vẫn rất bình tĩnh, xung quanh cũng không có thay đổi gì. Lần nữa, Khương Phàm vung tàn đao lên liên tục chém xuống, triệt để hủy diệt núi đá, nhưng vẫn không có xuất hiện tình huống gì khác thường. Lại lần nữa, không lâu sau đó, Khương Phàm lại bổ ra một cái hố sâu to hơn 100 mét, mặc dù đây là chuyện rất bình thường nhưng linh nguyên trong khí hải lại sao động rõ ràng và mãnh liệt hơn rất nhiều. Phía dưới này khẳng định có chôn cái gì đó. Cùng đi đi. Khương Phàm gọi Dạ An Nhiên và Đao Hoàng, cùng nhau, đào hố. Dạ An Nhiên quan sát rừng rậm bình tĩnh xung quanh, sau đó ngưng tụ ra thổ linh phù, đánh vào hố sâu, cái hố lại tiếp sụp đổ. 200 mét, 300 mét, 500 mét. Quanh mình kịch liệt quanh rung động cả rừng rậm. Bọn hắn cưỡng bức đào đánh rộng ra hơn 10 thước, rãnh sâu hơn 500 mét. Sau khi thoáng hồi sức thì tiếp tục đào xuống. 800 mét, 1000 mét. Linh Nguyên cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, càng kích thích Khương Phàm thêm ra sức. Còn muốn xuống nữa sao? Dạ An Nhiên nhìn qua đỉnh đầu, hơn 1000 mét, cứ như là đang nằm trong hỗ đất. Nếu như đám người Diêm Lâu kia bị hấp dẫn đến nơi đây, hoàn toàn có thể dùng nham thổ mai táng bọn hắn. Tiếp tục hướng xuống đào, nhanh. Khương Phàm lai điên cuồng chém vào chạm đất tầng. 1000 mét, 1500 mét. Khi Dạ An Nhiên và Đao Hoàng đều mệt muốn chết thì rốt cuộc cũng đều cảm nhận được gì đó. Phía dưới hình như có âm thanh. Trầm thấp, hùng hậu. Giống như là ma vật viễn cổ bị mai táng, ở phía dưới phát ra tiếng ngâm đau đớn. Ngươi vẫn còn muốn tiếp tục. Dạ An Nhiên cảnh giác, chẳng may không phải bảo bối gì thì sao. Khương Phàm cũng cảm giác âm thanh là lạ,
nếu như thả ra ma vật gì thì sẽ rất phiền phức. Nhưng linh nguyên trước nay chưa có dao động, lại kích thích hắn như thế. Đào. Khương Phàm triển khai hỏa dực, phóng lên 200 mét, liệt diễm cuồn cuộn hội tụ ở sau lưng, hình thành vòng xoáy kịch liệt. Dạ An Nhiên cưỡi đào hoàng bay lên không, cũng ngưng tụ ra số lượng lớn thổ linh văn, chuẩn bị tấn công. Ta tới trước, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta thay phiên đánh. Khương Phàm lao xuống, dùng toàn lực khống chế thương nhật băng quyền, va chạm tới hố sâu. Ầm ầm, tám trọng quyền liệt diễm dẫn dắt kim viêm thánh hỏa mãnh liệt, bộc phát ra năng lượng hủy diệt. Cùng với tiếng vang kinh người, hố sâu lại tiếp tục sụp đổ, một lượng sóng nhiệt phun ra ngoài. Coi chừng! Khương Phàm đột nhiên biến sắc, va chạm từ đối diện. Sóng nhiệt khủng bố lại mãnh liệt nuốt hết Khương Phàm, cũng nuốt sống cả Đao Hoàng và Dạ An Nhiên ở 10 mét bên ngoài, không hề có chút chuẩn bị nào. Toàn thân bọn họ mất khống chế, bị xô ra khỏi cái hố sâu hơn 1.000 mét, bay về phía không trung. Ầm ầm! Đại địa lay động, sóng nhiệt giống như núi lửa hoang cổ phun trào, phóng lên trời hơn mấy ngàn thước, đánh xuyên qua tầng mây giữa không trung. Trong rừng rậm phạm vi mấy chục dặm, vô số mãnh thú, cường giả nhao nhao kinh động, tất đều chạy đến chỗ cao ngắm nhìn cột sáng màu đỏ đột nhiên xuất hiện kia. Các ngươi không sao chứ? Khương Phàm vội vàng tìm kiếm Đao Hoàng và Dạ An Nhiên. Phía dưới có cái gì vậy? Dạ An Nhiên nhìn qua cột sáng trùng thiên, nàng chợt cảm thấy bất an. Bây giờ muốn không bị phát hiện cũng khó khăn. Khương Phàm nhìn rừng rậm dãy núi xa xa đang có số lượng lớn thân ảnh hội tụ tới nơi này. Nếu như muốn đi thì đi ngay bây giờ, còn nếu như không cam tâm, mau chóng đi xuống xem một chút. Dạ An Nhiên biết Khương Phàm sẽ không dễ dàng từ bỏ, vậy thì phải nhanh nhanh nhìn một chút, có bảo bối thì lấy ngay, gặp nguy hiểm thì rút lui. Đi xuống xem một chút. Toàn thân Khương Phàm dâng lên liệt diễm nhanh chóng vọt vào trong hố sâu, nghịch sóng nhiệt lao thẳng đến tầng đất bên dưới. Đao Hoàng chở Dạ An Nhiên theo sát sông đến. Khi bọn hắn rốt cuộc cũng xông vào chỗ sụp đổ, cảnh tượng phía dưới đã khiến bọn hắn rung động thật sâu. Phía dưới lại là một không gian khổng lồ dưới đất, so với chỗ của Tiểu Kim Hầu không khác là bao, tuy nhiên lại là hai cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Nơi đó là nước biếc thanh sơn, sinh cơ bừng bừng. Nơi này lại là liệt hỏa cuồn cuộn, dung nham tung hoành. Trăm ngàn trụ đá, đường sông răng khắp nơi. Dung nham nóng hổi lao nhanh không dứt, từng tiếng oanh minh điếc tai. M Thanh nghe được từ bên ngoài chính là tiếng dung nham lao nhanh, tiếng va chạm oanh minh. Từng cột đá đều vô cùng tráng kiệt, rộng 10 mét, rộng 20 mét, rộng 50 mét. Không giống nhau, cao tới mấy trăm mét, tất cả đều bị đốt đỏ bừng, không ngừng nhỏ xuống dung nham. Phía trên còn treo đầy liệt diễm tinh thạch. Sóng nhiệt cuồn cuộn, chấn nhích cả thế giới, cứ như có thể hòa tan hết thảy mọi thứ. Tốt thay cho một thế giới dung nham thế này. Khương Phàm vừa rung động lại kích động, hỏa nguyên lực nơi này quá nồng nặc, nồng đậm đến mức linh văn của hắn đều nổi lên hồng quang, không ngừng liên tục dẫn dắt hội tụ tới. Rất có thể cho tới bây giờ nơi này đều không có người đến qua, bởi vì quá sâu. Đại thừa thánh văn hắn đây nhờ vào chu tước linh nguyên mới may mắn có phản ứng. Nhìn nơi đó, Dạ An Nhiên từ trong rung động tỉnh táo lại, chỉ vào cột đá phía xa xa, cột đá kia cao chừng hơn 100 mét, phía trên không chỉ có treo đầy tinh thạch, có chút treo rất nhiều dây leo hỏa hồng, kết linh quả chưa từng thấy qua. Nơi này ngưng tụ ra linh quả sẽ có được hỏa nguyên lực kinh khủng đến cỡ nào? Quả thật đã đến đúng nơi. Thừa dịp trước khi người khác xuống tới. Có thể hái bao nhiêu thì hái bấy nhiêu. Khương Phàm triển khai hỏa dực xông về cột đá. Dây leo vô cùng tráng kiệt, quấn quanh lấy toàn bộ cột đá, không có lá, chỉ có một cái nắm đấm giống như trái cây, lẻ loi trơ trọi treo ở đó. Kim hỏa bồ đề, đồ tốt. Linh hồn đan hoàng cũng đều bị đánh thức. Không cần dùng trực tiếp, nếu không có thể thiêu chết ngươi. Nhưng có thể dùng để luyện ngũ phẩm đan dược, bồ đề kim thân đan, giữ lại đi. Khương Phàm chặt đứt sợi đằng, thu kim hỏa bồ đề vào thanh đồng tiểu tháp. Mấy trăm mét bên ngoài, trên một cột đá tráng kiện có một đóa hoa nhỏ màu đỏ đang lung lay, nhìn rất bình thường, lại tràn ngập sóng nhiệt, như ngọn sóng gợn từng luồng từng luồng. Hỏa hồn hoa, có thể dùng trực tiếp, là dược liệu cực kỳ hiếm thấy có thể cường thịnh hỏa viêm linh nguyên. Linh hồn đan hoàng lập tức đề điểm Khương Phàm. Khương Phàm kích động đến nỗi tay đều có chút run rẩy.
nơi này đơn giản chính là một bảo khố tự nhiên. Khương Phàm. Ở nơi xa đột nhiên có tiếng Dạ An Nhiên la lên. Khương Phàm còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vòng qua số lượng lớn cột đá, vọt tới phía trước. Ngươi nhìn nơi đó. Dạ An Nhiên đứng trên lưng đao hoàng, chỉ vào nơi xa. Ba nhánh sông dung nham giao nhau tạo thành vòng xoáy mãnh liệt, trong nước xoáy lại có một đóa kim liên tung bay. Hiện tượng tự nhiên thần kỳ, nuôi dưỡng ra linh bảo thần kỳ. Địa tâm hỏa liên. Giọng của linh hồn đan hoàng lại quanh quẩn trong đầu Khương Phàm. Đây mới thật sự là thiên tài địa bảo, địa linh tinh hoa. Có công hiệu gì? Khương Phàm bị kim liên hấp dẫn thật sâu, hồng quang lập lòe sáng long lanh, giống như là hồng ngọc điêu khắc thành một tác phẩm nghệ thuật, tinh mỹ tuyệt luân. Nếu như đã trưởng thành, sẽ có ba hạt sen. Đối với người bây giờ mà nói, một viên đã có thể để cho cảnh giới ngươi tăng lên một trọng thiên, khí hải mở rộng gấp đôi, kinh mạch mạnh mẽ gấp đôi, huyết nhục xương cốt khỏe mạnh gấp đôi, quan trọng hơn, nó sẽ mặc kim y cho linh hồn ngươi. Giọng điệu của linh hồn đan hoàng rất bình tĩnh nhưng lại để cho tâm hải Khương Phàm nổi lên sóng to gió lớn. Cảnh giới, khí hải, kinh mạch, cơ thể, toàn bộ tăng gấp đôi. Còn có thể bảo vệ linh hồn yếu ớt. Tiền bối, ngài không có nói đùa đấy chứ. Khương Phàm chấn động đến không thể tưởng tượng nổi. Linh bảo thế gian, vô số chủng loại, tác dụng không giống nhau. Có một số chỉ có thể coi là bổ dưỡng, có một số lại có được công hiệu đặc biệt. Có số khác thì có thể khiến người ta thay xương đổi thịt. Gốc địa tâm hỏa liên này chính là có thể khiến người ta thay xương đổi thịt, địa linh tinh hoa, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Linh hồn đan hoàng rung động giới thiệu. Khương Phàm lập tức nhào tới, hai tay hóa thành chu tước chảo, từ trong vòng xoáy dung nham ôm địa tâm hỏa liên ra. Địa tâm hỏa liên lớn chừng cái cối xay kích, đã xuất hiện quả sen, ba hạt sen lẳng lặng chìm ở bên trong, tỏa ra tia sáng màu vàng. Hạt sen có thể dùng trực tiếp, nhưng không cần ném hỏa liên đi. Chờ sau khi ngươi luyện ra ba viên cửu linh dưỡng nguyên đan, lại dùng địa tâm hỏa liên làm. Thuốc dẫn, có thể luyện được một viên bách linh dưỡng nguyên đan. Linh hồn đan hoàng đều mừng thay cho Khương Phàm, cơ duyên như vậy có thể gặp được tại linh nguyên cảnh sơ kỳ, thật sự là phúc thọ đầy người. Những ảnh hưởng và thay đổi được mang tới sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trưởng thành trong tương lai. Thấy cái gì thì lấy cái đó, nhanh nhanh nhanh. Khương Phàm thu địa tâm hỏa liên vào thanh đồng tiểu tháp, tiếp tục tìm kiếm linh quả. Đao hoàng mang theo Dạ An Nhiên tìm kiếm khắp nơi. Có thể thấy được linh thạch khắp nơi, nhưng linh quả cũng rất ít. Khả năng nơi này chỉ có thể phát hiện 2-3 thứ, lại đi sâu vào hơn 10 dặm phía trước cũng không tìm tới một thứ gì khác. Cũng may phạm vi vùng thế giới dưới đất này cũng đủ lớn, có ít nhất 50 dặm, bọn hắn bay tán loạn 4 chỗ, trọn vẹn siêu tập được 17 loại linh quả hiếm thấy. Mỗi một loại đều là bảo bối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không chỉ có Khương Phàm kích động lấy, Đao Hoàng lại càng là kích động liên tục rít gào lên. Trốn đi! Khương Phàm xem chừng rất nhanh sẽ có người xuống tới, nói không chừng bên ngoài đã đứng đầy người rồi. Bây giờ ra ngoài chính là tự chui đầu vào lưới, còn không bằng mai phục săn giết, hung hăng giáo huấn đám đệ tử thánh địa cao ngạo kia. Nếu như người của Ly Hỏa thánh địa tới, càng hoàn mỹ. Trên mặt đất quả thực đã tụ tập rất nhiều cường giả. Ngoại trừ những người thí luyện ở các nơi thì còn có bọn người Diêm Lâu đến từ Ly Hỏa Thánh Địa, cùng với bọn người Thái Long đến từ Linh Kiếp Thánh Địa. Hồn Thiên Thánh Địa, Vô Hồi Thánh Địa thì đều đang truy lùng ở những hướng khác, tạm thời còn chưa tới nơi này. Trong Thiên Khải Bí Cảnh, chỉ cần có thể phát hiện hay là nghe được bất kỳ tình huống đặc biệt nào thì đều cần chạy tới xem, nói không chừng thì đấy chính là cơ duyên. Cái hố sâu sao lại xuất hiện được? Mặt đất bị sụp đổ sao? Sao ta lại thấy giống như bị người bổ ra vậy? Các ngươi để ý nhìn những vết tích kia xem. Phía dưới này có cái gì nhỉ? Những người thí luyện nghị luận ầm ĩ. Na yêu! Diêm Lâu chú ý tới đám thiếu nữ xinh đẹp đang đi tới phía trước kia. Dáng người cao gầy, da thịt như ngọc, lại có một nét đẹp hoang dã, hai cái lỗ tai thật dài càng để cho người khác chú ý tới. Đầu lâu, ngươi cũng đến bí cảnh sao, bị Mục Sùng Vân kích thích rồi. Na yêu liếc mắt nhìn Diêm Lâu, đối với cái tên gia hỏa âm trầm này nàng không có ấn tượng tốt chút nào, đối với người không có thiện cảm, từ trước đến nay nàng không hề khách khí. Thương Hàn Nguyệt cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Sắc mặt Diêm Lâu có chút trầm xuống,
đừng quá để ý bản thân, Thương Hàn Nguyệt sư tỷ là khinh thường nên không muốn nói chuyện với ngươi. Na Yêu nhìn quanh một vòng, chú ý tới nam tử hùng tráng cao 3 mét nơi xa, Thái Long. Con thỏ nhỏ, muốn đến trong ngực Thái Long ca ca không? Thái Long nhếch miệng, hắn đã nghe nói qua Vô Hồi Thánh Địa có một ngọc thỏ linh văn, còn chưa từng thấy. Na Yêu quan sát tỉ mỉ Thái Long một hồi, thình lình tới một câu. Kim giáp thánh văn không có tuyệt hậu, thật sự là kỳ tích. Ngươi chỉ là một lục phẩm thú linh văn, có tư cách gì mà nhục nhã thánh phẩm kim giáp văn ta? Thái Long khẽ nhíu mày, hắn không thể dễ dàng tha thứ hai chuyện nhất, một là người khác bất kính thánh địa, hai là coi thường kim giáp thánh văn hắn. Na Yêu cười nhạt một tiếng. Nghe nói kim giáp linh văn là loại hình linh văn khi trưởng thành sẽ không ngừng cải thiện tăng cường thể chất, trở nên càng mạnh, càng hùng tráng hơn, có thể cao đến mấy chục hoặc hơn trăm mét. Ngươi, làm sao truyền thừa hậu đại? Ha ha! Những người thí luyện xung quanh cười muốn phun, nhưng lại tranh thủ im lặng, đau khổ cố gắng cưỡng ép bản thân nhịn lại. Mới đầu Thái Long cũng không kịp phản ứng, tỉ mỉ nghĩ lại mới hiểu được ý tứ của Na Yêu. Con thỏ nhỏ, có tin ta xé ngươi hay không? Ngươi đừng nói, ta thật là không tin. Na Yêu là đệ tử thiên tài trong đại tân sinh của Vô Hồi Thánh Địa, ở trong thánh địa ai nàng cũng không sợ, càng sẽ không sợ đệ tử thánh địa khác. Chu Thanh Thọ âm thầm nhếch miệng, tính sai rồi, tiểu nha đầu này hình như rất khó đối phó, mình đã bị đánh bại ở đây sao? Lục Dũng của Ly Hỏa Thánh Địa nói, ngươi không phải đang đuổi giết người uống ngươi nước tắm kia sao, sao lại chạy tới nơi này rồi? Ngươi mù sao? Na Yêu bắt lấy Chu Thanh Thọ bên cạnh đẩy về phía trước. Bắt được rồi. Chính là cái tên này chạy đến linh trì của Vô Hồi Thánh Địa uống nước tắm. Ha ha, rốt cuộc cũng được nhìn thấy hắn. Có sáng tạo nha, thiên khải bí cảnh quả thật đã nhiều năm không thấy được loại cực phẩm này rồi. Những người thí luyện xung quanh đều nhìn về phía Chu Thanh Thọ. Thái Long, giúp ta một tay. Con quỷ nhỏ này bắt ta làm nô. Ta thật oan uổng. Ta không biết đó là linh trì, uống một ngụm, còn chưa có nuốt xuống nàng đã trở lại. Giúp ta một tay, ta cho ngươi làm tiểu đệ. Chu Thanh Thọ rất phối hợp nhìn về phía Thái Long hô to. Làm nô. Con thỏ nhỏ, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật xem linh trì là phòng tắm của ngươi sao? Thái Long không nhìn nổi nam tử khi dễ nữ tử, càng chịu không được nữ tử khi dễ nam tử. Huống chi, một nam tử sao có thể cho nữ tử khi dễ bắt làm nô? Chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi quản. Con thỏ nhỏ, không nên quá bá đạo. Ngươi đang bàn bá đạo với ta sao? Thời điểm Thái Long ngươi bá đạo ít lắm sao? Thái Long á khẩu không trả lời được. Ngươi vừa mới gọi ta là cái gì, con quỷ nhỏ? Na Yêu quay đầu nhìn Chu Thanh Thọ. Ta là vì hiệu quả, cũng không phải cố ý. Sau này gọi chủ tử. Chủ tử, thật khó nghe, ta đều đã phối hợp với cô. Tối thiểu cô cũng phải cho ta chút mặt mũi chứ. Không gọi chủ tử, còn muốn kêu cái gì? Chỉ cần không phải chủ tử, muốn ta kêu cái gì cũng được. Na Yêu nghĩ nghĩ. Vậy gọi, nữ vương đi. Nữ vương bát. Chu Thanh Thọ nhướng mày kinh ngạc nhìn nàng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Đây ngụ ý là trường thọ sao? Ầm ầm. Một bầy hỏa trọng thử tuôn ra khỏi rừng rậm, vòng quanh hố sâu vài vòng. Sau đó liên tiếp nhảy xuống. Đám người lập tức nín thở định thần, cẩn thận lắng nghe động tĩnh trong hố sâu. Kết quả, mấy trăm con hỏa trọng thử nhảy xuống, nửa ngày cũng không có chút động tĩnh, chỉ có không phân rõ thật giả được những âm thanh, phù phù tiếp tục xuất hiện. Giống, một con hỏa hùng uy mãnh từ trong rừng rậm đi tới, nhìn đám người và mãnh thú xa xa xung quanh một chút, sau đó lại dũng cảm nhảy xuống. Đám người lại lần nữa vểnh tai. Mới đầu cũng không tiếng gì, nhưng thời điểm bọn hắn đang bồn chồn, một tiếng kêu rên như có như không cùng với âm thanh phù phù thuận theo sóng nhiệt dâng trào truyền ra ngoài hố sâu, ngay sau đó liền không có động tĩnh gì nữa. Tiếng kêu quá thảm thiết, các ngươi đều nghe được phải không? Đám người thoáng bạo động, càng cảm thấy kỳ lạ hơn, không biết phía dưới có cái gì. Đưa Xích Lân Ưng vào nhìn. Lục Dũng ra hiệu với các đệ tử khác. Hắn không kiêu ngạo giống như Diêm Lâu. Thời điểm tiến vào thiên khải bí cảnh đã từ thánh địa mời đến ba con Xích Lân Ưng, ứng phó tình huống đặc biệt. Một con ở trên tay hắn, hai con còn lại ở trên tay thủ hộ giả Ngũ Trọng Thiên. Đi! Đệ tử Ngũ Trọng Thiên bên trái giơ nhẫn không gian lên,
một con cự ưng khỏe mạnh gáy to bay lên không, giương cánh gần 20 mét, toàn thân bao trùm lớp vảy màu đỏ sắc bén cứng rắn, móng vuốt như to như cối xay. Xích lân ưng xoay quanh ở trên không gáy to, vảy cánh nhấc lên cuồng phong mãnh liệt, một số mãnh cầm đều kinh hãi gáy to lui lại. Xuống dưới xem tình huống. Đệ tử ngũ trọng thiên cao giọng quát tháo. Tính tình xích lân ưng rất hung hãn, nó nhìn phía hắn gáy to vài cái đáp lễ sau đó mới lao vào hố sâu. Bầu không khí lại lần nữa an tĩnh lại, ngay cả mãnh thú tụ tập xung quanh cũng chờ đợi tin tức. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Khi bọn họ muốn tiếc nuối lắc đầu, bất chợt có liệt diễm theo sóng nhiệt phóng lên tận trời. Xích lân ưng đi ra, kịch liệt gáy to, sau đó lại đón sóng nhiệt xông vào hố sâu. Có bảo bối. Khuôn mặt Diêm Lâu có chút phản ứng, lập tức tiến lên, bắt lấy móng vuốt xích lân ưng, theo nó biến mất vào bên trong sóng nhiệt nóng hổi. Đuổi theo, mau. Bọn người Lục Dũng vung ra 2 con xích lân ưng khác, cũng theo sát mà nhảy vào hố sâu. Vào xem. Thái Long, Na Yêu đều mang đệ tử vào theo. Bầu không khí lập tức sốt ruột, một nửa thí luyện giả và đám mãnh thú cùng lao vào hố sâu. Chiều sâu của cái hố này vượt xa mong muốn của bọn hắn, tiếp tục rơi xuống lại bị sóng nhiệt tác động đến thân thể, đau đớn không chịu nổi. Đến khi bọn hắn rốt cuộc cũng rơi vào không gian dưới đất, tình cảnh hiện ra ở trước mắt để mỗi một ánh mắt đều lóe ra rung động và khó có thể tin. Hoa hoa hoa, nhưng... a, ngọa tào! Cứu ta, giống. Rất nhiều thí luyện giả và mãnh thú kêu thảm, trực tiếp rơi vào trong sông dung nham đang lao nhanh, bị nuốt sống không còn gì. Có một số chật vật leo ra, có một số thì biến mất luôn. Tình hình hỗn loạn không chịu nổi. Thế giới dung nham thật là bao la, nơi này hẳn là đã tồn tại hơn mấy ngàn vạn năm. Nhiều hỏa tinh thạch thật, nơi đây so với tinh thạch của mỏ tinh thạch còn tinh khiết hơn. Nơi này quả thực là vùng đất tuyệt hảo để võ giả hỏa văn luyện võ. Đám người cưỡi mãnh cầm cũng không tránh khỏi rung động, kích động nhìn xung quanh. Rất nhiều mãnh cầm đều đã nhào về phía cột đá, mổ hỏa tinh thạch. Các ngươi nhìn xem, nơi đó lại có linh quả. Mau nhìn, thứ quấn trên trụ đá kia chính là dây leo sao. Rất nhiều người liên tiếp chú ý tới dây leo trên cột đá, phía trên một cây cột đá bên trong còn có trái cây. Mãnh cầm gáy to, mọi người phấn khởi, toàn bộ vọt tới phía những trái cây kia. Hoàn cảnh như vậy lại có thể sinh trưởng được, tuyệt đối là bảo bối hiếm thấy. Nơi đó còn có. Ánh mắt bén nhọn của Diêm Lâu tập trung vào một cột đá cách đó hơn 10 dặm, phía trên kia chập chờn một gốc hoa nhỏ, mặc dù cách rất xa nhưng khiến cho Thánh Linh Văn hắn có phản ứng. Ngăn lại những người khác cho ta. Diêm Lâu cưỡi xích lân ưng, vọt tới đóa hoa nhỏ nơi xa kia. Gốc linh hoa kia chính là thứ Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta muốn. Lục Dũng và các đệ tử khác cầm trường đao, cao ngạo chỉ vào đám người đang sao động. 2 con xích lân ưng cũng kịch liệt gáy to, trong mắt lấp lóe hung quang. Nơi đó còn có. Hơn 10 ánh mắt đồng loạt trông qua, tất cả đều lộ ra vẻ mặt tham lam, nhưng lại kiêng kỵ lấy uy danh Ly Hỏa Thánh Địa nên không có người nào dám đi qua đoạt. Ngay cả Thái Long cũng đều không ngăn cản mà tìm kiếm linh bảo khác. Ngược lại có vài đầu mãnh cầm muốn giết qua lại bị xích lân ưng liên tiếp đánh giết, máu vẩy xuống sông dung nham. Linh hoa thai nghén trong thế giới dung nham khẳng định không đơn giản. Na Yêu đứng ở trên mặt đất nóng hổi, trơ mắt nhìn Diêm Lâu chạy về phía bảo bối. Diêm Lâu cưỡi xích lân ưng nhanh chóng vào tới phía trước cột đá bị dung nham chiếu đỏ. Hoa nhỏ chập chờn, tạo nên từng tầng gợn sóng. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Diêm Lâu lại lộ ra mấy phần ý cười, ôm đồm xông tới. Xích lân ưng cũng rất khát vọng, hận không thể một ngụm nuốt vào. Hả? Sắc mặt Diêm Lâu hơi biến, đóa hoa nhỏ này, có vẻ giống như bị treo ở nơi này. Ầm ầm. Phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng vang. Một thanh hỏa thương màu vàng từ trên trời giáng xuống, kịch liệt xoay tròn, kéo lấy hỏa diễm mãnh liệt đánh về phía xích lân ưng. Xích lân ưng gáy to, toàn thân bộc phát cuồng phong gào thét né tránh về phía sau. Hỏa thương lao sát đầu xích lân ưng đánh xuống mặt dung nham, ngay sau đó liệt diễm bị bắn tung tóe lên nuốt sống bọn hắn. Rút lui, rời khỏi nơi này. Diêm Lâu không lo được đóa hoa nhỏ này nữa, thanh viêm cuồn cuộn toàn thân hóa thành số lượng lớn con quạ xanh oanh kích khắp xung quanh. Nhưng, Khương Phàm chộp vào trên trụ đá,
thời khắc hắn đánh ra hỏa thương đã lập tức thu Liệt Dương cung, sau đó theo sát nhào xuống. Xích Lân Ưng bị liệt diễm va chạm bao phủ sau, trong khoảnh khắc hắn từ trên trời rơi xuống xuất hiện ở trước mặt nó thì chu tước chảo sắc bén đã đánh về phía trước một kích. Răng rác, móng vuốt cứng rắn, lực lượng kinh người. Xích Lân Ưng vội vàng không kịp chuẩn bị cứ như vậy mà bị đập nát đầu, đều chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì thì rớt xuống dưới. Diêm Lâu mất khống chế, ngửa mặt ngã quỵ. Không phải ngươi đang tìm ta sao? Ta đến rồi. Kim quang trên trán Khương Phàm hừng hực, liệt diễm cuồn cuộn toàn thân, trước tiên nhấc lên tam trọng thủy triều, đánh bay thi thể Xích Lân Ưng, cũng đánh bay Diêm Lâu. Đó là ai? Đám người ở nơi xa kinh hãi, khó có thể tin được mà nhìn hỏa điểu đột nhiên xuất hiện. Hộ giả linh hoa sao? Hay là... bọn hắn đột nhiên tỉnh ngộ, là ai tạo ra hố sâu, là ai dẫn đầu đến nơi này? Cứu ta! Diêm Lâu bị liệt diễm va chạm đánh bay, mặc dù linh văn tôn quý, thực lực cường đại, nhưng hắn không phải thú linh văn, càng không có hỏa dược võ pháp. Khương Phàm bay lên liên tiếp đánh ra liệt diễm, đè ép Diêm Lâu rơi xuống dung nham. Diêm Lâu bị tấn công, khí huyết sôi trào, cũng rất nhanh đã ổn định lại, chủ động nhào xuống dưới dung nham. Hắn là thánh hỏa, không sợ dung nham, vừa vặn có thể ẩn nấp ở bên trong tránh khỏi truy sát. Nhưng, tốc độ Khương Phàm lại càng nhanh hơn, hỏa dược chấn động nhanh chóng lao xuống, cố ý lướt qua trước mặt Diêm Lâu, đụng vào bên trên sông dung nham. Mãnh hổ quyền. Khương Phàm dương cánh giữ vững thân thể, chân đạp dung nham, linh văn nở rộ. Toàn thân sôi trào lên liệt diễm với quy mô kinh người. Nơi này là thế giới dung nham, hỏa nguyên lực nơi này cao hơn gấp trăm lần ở bên ngoài. Mãnh hổ quyền cường thế nở rộ, uy năng tăng vọt. Đường diễm. Sắc mặt Diêm Lâu kịch biến, hắn muốn né tránh nhưng căn bản không có chỗ mượn lực. Dưới sự vội vàng, hắn huy động thanh viêm hình thành đầu lâu cực to lớn lại giữ tợn ở trước mặt. Uy lực của mãnh hổ cường thịnh, toàn thân phủ đầy dung nham, kéo theo ngọn lửa màu vàng óng va chạm với đối diện. Âm âm, trận bạo tạc kịch liệt chấn động giữa không trung. Thanh viêm đầu lâu vỡ nát ngay tại chỗ, kim viêm cuồn cuộn hung hăng đánh Diêm Lâu bay lên phía không trung. Liệt diễm, tam trọng kích. Khương Phàm đứng ở bên trong sông dung nham liên tiếp đánh ra liệt diễm. Kim viêm mãnh liệt kéo theo dung nham bay lên hơn trăm mét trên không, thanh thế kinh người. Cái thứ không biết xấu hổ, người dám đánh lén. Diêm Lâu hét lên đầy giận dữ ngạnh kháng với liệt diễm, toàn thân lại hình thành áo giáp thanh viêm. Nhưng, dung nham phía dưới lao nhanh, nhiệt độ cao vặn vẹo cả không gian, còn thấy bóng dáng Khương Phàm đâu cả. Từ trong miệng ngươi nói ra câu không biết xấu hổ, còn bà nó, quả thật là không biết xấu hổ. Khương Phàm bất ngờ xuất hiện ở phía sau hắn, hỏa dược chấn động, tốc độ nhanh như thiểm điện, nắm chặt móng vuốt chu tước chảo hung hăng đánh về phía Diêm Lâu. Diêm Lâu biến sắc muốn né tránh nhưng lại không có chỗ mượn lực, càng không còn kịp rồi. Bành! Móng vuốt bạo kích, lực lượng lên đến 100.000 cực cảnh đánh thẳng vào ngực Diêm Lâu. Toàn thân Diêm Lâu run rẩy, thanh viêm áo giáp vỡ nát ngay lập tức, xương ngực sụp đổ, kêu thảm bay ra ngoài. Khương Phàm nhanh chóng đuổi theo, linh văn lấp lóe, liệt diễm sôi trào, trực tiếp dùng linh văn ngưng tụ ra Liệp Lang Quyền, ba mặt vây quét Diêm Lâu. Diêm Lâu đau đớn nâng người dậy kịch liệt đánh ra thanh viêm, ngưng tụ ra quả xanh, luân bàn, vòng tròn, hỏa quyền các loại, tất cả đều là võ pháp uy lực mạnh mẽ, ý đồ đều là muốn chặn đánh. Nhưng, bản thân ở giữa không trung, hắn hoàn toàn lâm vào bị động, võ pháp mạnh hơn cũng không thể khóa chặt mục tiêu thì không có chút ý nghĩa nào. Liệp Lang đánh giết, nuốt hết Diêm Lâu, giống như cắn xé tươi sống, máu thịt văng tung tóe. Khương Phàm theo sát giết tới. Hắn bay lên đưa chân phải đạp mạnh, lực lượng mênh mông phối hợp với giày như thiểm điện đánh vào bụng Diêm Lâu. Diêm Lâu há miệng phun ra một ngụm máu, nhanh chóng rơi xuống. Diêm Lâu, người đã rơi vào trong tay ta. Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, lần thứ hai trở xuống hồ dung nham, nhìn thẳng lên trời gầm thét, linh văn và linh nguyên cộng minh, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm dẫn dắt dung nham mênh mông ngưng tụ cự mãng trên bầu trời. Hắn không giết Diêm Lâu, hắn muốn ngược đánh. Muốn nhục nhã. Diêm Lâu. Lục Dũng quá sợ hãi, nhanh chóng cưỡi Xích Lân Ưng giết qua. Tên đó là Đường Diễm. Thái Long bỗng nhiên quay đầu, rung động nhìn qua một màn ở nơi xa kia. Đồ hỗn trướng, ngươi nhất định phải chết.
Một vị nam tử ngũ trọng thiên quát tháo xích lân ưng tiến lên, hắn nắm chặt hai tay, cuồng phong gào thét, tiếp tục áp xúc, giống như vô số lôi điện đang rành rụm. Nhưng, một thân ảnh màu đen lại bất chợt từ trên trời giáng xuống, tốc độ quá nhanh, không chờ hắn kịp phản ứng đã như thiểm điện xuất hiện ở trước mặt hắn, vĩ đao theo đó mà rơi xuống. Răng rắc, xích lân ưng còn đang bay về phía trước nhưng nam tử trên lưng đã bị chém thành hai khúc, rơi xuống hồ dung nham đang sôi trào. Viêm bảo, Dạ An Nhiên đứng yên trên người đao hoàng, ngưng tụ 20 đạo hỏa diễm linh phù toàn bộ quăng về phía trước mặt Lục Dũng. Cảnh giới tứ trọng thiên, hỏa nguyên lực nồng đậm dưới mặt đất để thánh linh văn khống chế 20 đạo linh phù đạt đến uy lực ngũ trọng thiên. Xích Lân ưng và Lục Dũng đều không kịp phản ứng liền bị liệt diễm khủng bố nuốt hết. Xích Lân ưng hung hãn vỡ nát tại chỗ, biến thành cho tàn, Lục Dũng cũng máu thịt be bét bay ra ngoài. Siêu. Đao hoàng vỗ cánh đuổi theo, vĩ đao tinh hồng đánh về phía trước một kích. Lục Dũng đang kêu thảm bỗng im bặt, đầu bay ra ngoài. Đao hoàng, giết. Dạ An Nhiên nghiêm nghị, thánh văn nở rộ ra cường quan chói mắt, 10 ngón tay như bút, lấy linh lực làm mực, nhanh chóng ngưng tụ liệt diễm linh văn. Đao hoàng bổ nhào, từ trong liệt diễm cuồn cuộn mạnh mẽ đâm tới, vĩ đao kịch liệt quét ngang, chém giết các đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa. Toàn trường oanh động. Ngay cả mãnh cầm linh điểu đều kinh hãi chạy tứ tán. Ai đang phục kích Ly Hỏa Thánh Địa? Đường Diễm, đó là Đường Diễm. Chính là cái tên điên cướp thú nguyên kia. Rất nhiều thí luyện giả khó có thể tin được mà nhìn một màn hỗn loạn bất ngờ này. Ngay một khắc này, nơi xa đột nhiên truyền đến bạo động. Ngươi muốn đỉnh lô, tiếp lấy. Sau khi Khương Phàm tiếp tục bạo kích, đột nhiên vung cửu hoàng luyện thiên đỉnh ra, đánh về phía Diêm Lâu đang chật vật ở dưới. Diêm Lâu bị ngược đến mơ hồ, ngay cả cơ hội phản ứng cũng đều không có. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh quét ngang đâm vào trên thân Diêm Lâu. Răng rắc, xương cốt toàn thân vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe, bay ra hơn 100 mét, đập vào trên một cây trụ đá. Ý thức trời đất quay cuồng, tại chỗ lâm vào hôn mê, lao xuống dưới. Khương Phàm lại lần nữa chặn lại ở phía dưới, tàn đao phóng lên thổi phù một tiếng, đâm xuyên qua bụng Diêm Lâu. À, Diêm Lâu phát ra tiếng kêu gào đau đớn, lập tức tỉnh lại. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn Diêm Lâu ở trước mắt, nắm chặt tàn đao, gương mặt dữ tợn. Tạp toái, đau không? Ngươi gây nhầm người, mẹ kiếp, ngươi gây nhầm người rồi. Diêm Lâu trầm thấp gào thét, trong mắt đều bò đầy tơ máu. Khương Phàm mang theo cả Diêm Lâu mà giơ cao tàn đao lên tiếng hét lớn. Ly Hỏa Thánh Địa, tất cả xem đây là ai? Hỗn đản, buông Diêm Lâu ra. Đầu ngươi bị nước vào sao, dám khiêu chiến Ly Hỏa Thánh Địa chúng ta. Chờ chúng tra rõ ràng ngươi là ai, sau đó sẽ giết hết toàn tộc ngươi, san bằng mộ tổ ngươi. Các đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa nhao nhao giận dữ mắng mỏ, lúc tiến vào là 10 mấy người, bây giờ chỉ còn 5. Hắn điên thật rồi sao? Tất cả thí luyện giả đều trừng to mắt, ở trước mặt mọi người dám tàn sát đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa. Còn ngược đánh thiên tài thánh địa. Bọn hắn chưa từng thấy qua người nào điên cuồng như vậy. Đường Diễm, ngươi làm quá mức rồi. Một trong ngũ đại thánh văn thế hệ này của thánh địa là Diêm Lâu, ngươi giết hắn, chính là nhục nhã toàn bộ Ly Hỏa Thánh Địa. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi không thể trêu vào bọn hắn. Thái Long cũng đều cau chặt lông mày, tiểu gia hỏa này càng ngày càng nóng nảy. Đường Diễm, đây lại là gia hỏa không muốn mạng từ đâu đó xuất hiện nữa sao? Na Yêu kinh ngạc, mấy tháng này chỉ lo bắt Chu Thanh Thọ, còn không có chú ý tới chuyện khác. Khương Phàm, Dạ An Nhiên, Chu Thanh Thọ dùng sức dụi mắt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Khương Phàm dùng tàn đao giơ Diêm Lâu lên, đi đến phía trước. Để cho các ngươi trải nghiệm một chút, cái gì gọi là đòn lại trả đòn. Bây giờ, không muốn thấy Diêm Lâu chết ở trước mặt các ngươi thì đứng ở trên bờ sông dung nham cho ta. Vừa dứt lời. Dạ An Nhiên rút kiếm đâm xuyên qua mắt cá chân Diêm Lâu. Diêm Lâu kêu thảm, Dạ An Nhiên lại ra tay vô tình, lần nữa đánh xuyên một mắt cá chân khác. Dừng tay, các đệ tử Ly Hỏa gầm thét. Dạ An Nhiên lại rút kiếm đánh vào trên tàn đao. Tàn đao bị kích động, làm cho nội tạng Diêm Lâu chấn động đến máu me đầm đìa. Diêm Lâu lại hét thảm. Những người thí luyện càng trợn mắt hốc mồm. Tiểu cô nương này nhìn rất xinh đẹp, nhưng lại ra tay ác như vậy.
Cơn giận này Dạ An Nhiên đè ép rất lâu, lợi kiếm lại lần nữa vung đánh, thẳng đến cổ tay Diêm Lâu. Dừng tay, chúng ta làm theo, chúng ta sẽ làm theo. Các đệ tử Ly Hỏa cố chịu đựng lửa giận, lui đến trên bờ sông Dung Nham. Tản võ pháp ra, áp chế Linh Văn. Khương Phàm quát tháo lần nữa. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các đệ tử Ly Hỏa giận dữ mắng mỏ. Theo lời của Diêm Lâu, các ngươi không có quyền nói chuyện. Tản võ pháp ra cho ta, áp chế Linh Văn, nếu không ta chém Diêm Lâu. Giọng Khương Phàm truyền khắp thế giới Dung Nham. Ngươi tốt nhất nên rõ ràng mình đang làm cái gì. Các đệ tử Ly Hỏa cắn răng, tản ra võ pháp, cũng ngăn chặn Linh Văn. Khương Phàm giơ cao Diêm Lâu lên, sau đó rơi vào trên bờ sông Dung Nham, cách bọn họ vẻn vẹn 5 mét. Những người thí luyện khác đều khẩn trương chú ý. Người trong thiên khải bí cảnh khiêu chiến thánh địa, ít càng thêm ít. Người ở trước mặt mọi người tàn sát thánh địa, càng là chưa từng nghe thấy. Bọn hắn cũng muốn nhìn, cái tên Đường Diễm này kết cuộc sẽ như thế nào. Đừng tưởng rằng tiến vào thánh địa thì có thể muốn làm gì thì làm. Đừng tưởng rằng, các ngươi muốn giết người thì người đó nhất định phải bị các ngươi giết. Kiếp sau, nhớ thu liễm một chút. Toàn thân Khương Phàm dâng lên liệt diễm, đánh phía tới các đệ tử Ly Hỏa. Các Ly Hỏa đệ tử còn tưởng rằng hắn muốn mặt đối mặt đàm phán, không nghĩ tới tên hỗn đản này lại muốn hành hình. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị nên đều bị đánh bay, ngửa mặt rơi xuống vào bên trong dung nham đang lao nhanh. Người điên rồi, cứu người. Thái Long đột nhiên bạo kích, toàn thân trải rộng kim giáp, cương khí kinh khủng hội tụ và nắm đấm. Khương Phàm thu Diêm Lâu vào thanh đồng tiểu tháp, vỗ cánh lao vùn vụt, nắm chặt Chu Tước Chảo nghênh đón Thái Long. Keng! Chu Tước Chảo va chạm cùng nắm đấm kim giáp vang lên tiếng oanh động đinh tai nhức óc. Lần này, lực lượng Khương Phàm đã tăng vọt mấy vạn cân, thẳng đến 100.000 cực cảnh, phối hợp với Chu Tước Chảo và quyền sáo, uy lực hoàn toàn không kém Thái Long chút nào. Sắc mặt Thái Long hơi biến, bị đánh bay đi, sau khi hạ xuống thì liên tiếp lui về phía sau. Đâm vào trên một cây trụ đá, hắn khó có thể tin được mà nhìn nắm đấm dưới máu của mình. Trước đó đã giao chiến qua hai lần tay, đối với lực lượng tên, Đường Diễm, này hắn rất rõ ràng, nhưng làm sao có thể đột nhiên liền. Ngang nhau rồi. Khương Phàm bị đánh bay, nhưng ngoại trừ huyết khí toàn thân chấn động ra thì cũng không còn cảm giác đau khổ như trước đó nữa. Người của Linh Kiếp Thánh Địa liên tiếp lao ra, muốn cứu đệ tử Ly Hỏa Thánh Địa. Ai dám? Dạ An Nhiên vung ra linh phù oanh kích đệ tử Linh Kiếp. Khương Phàm giơ tàn đao lên tức giận chỉ vào tất cả mọi người. Ai muốn giết ta, ta sẵn sàng nghênh tiếp, nhưng phải chuẩn bị cho tốt, mặc kệ là công tử thế gia hay là thánh địa chó má gì. Các ngươi hung ác với ta bao nhiêu, ta sẽ ác hơn với các ngươi gấp nhiều lần. Các đệ tử Linh Kiếp thánh địa đều nghiêm mặt lại, hai đầu lông mày tụ lại mấy phần tức giận. Những người thí luyện khác đều bị phần hung ác trấn trụ. À, tên đệ tử ngũ trọng thiên Ly Hỏa Thánh Địa giãy giụa xông ra khỏi dung nham. Khương Phàm đột nhiên quay người, nhanh chóng lao xuống, tàn đao bạo tạc, đao khí cuồn cuộn trực tiếp chém giết hắn. Đi! Khương Phàm huy động hỏa dực mang theo đao hoàng phóng lên tận trời, thông qua hố sâu ngàn mét, lao thẳng lên mặt đất. Thế giới dung nham dưới mặt đất lâm vào bình tĩnh rất lâu. Ngay cả Mãnh Cầm Linh Điểu cũng đều bị khí tức sát phạt vừa rồi làm cho kinh hãi. Hắn tuyệt đối không phải tên Đường Diễm. Thái Long trở nên nghiêm trọng, tên điên này khẳng định có thân phận gì đó rất đặc biệt mới có thể ỷ lại không sợ gì. Hai chi đội ngũ của Ly Hỏa Thánh Địa, chỉ còn lại mỗi Diêm Lâu. Đệ tử Linh Kiếp Thánh Địa lại cảm nhận được một tia sợ hãi. Từ xưa đến nay, đệ tử Thánh Địa ở Thiên Khải Bí cảnh thương vong rất ít, xem như có thì cũng là chết bởi mãnh thú nơi này. Chưa bao giờ có ai phách lối đến trình độ như vậy. Trước sau đều đã tàn sát 19 vị đệ tử thánh địa, còn bắt sống một vị thánh văn. Biết đó là ai không? Chu Thanh Thỏ tiến đến bên cạnh Na Yêu, nhỏ giọng một câu. Ngươi biết, cô hẳn là phải biết. Vì cái gì? Ngọn lửa màu vàng, cánh hỏa diễm, cô không cảm thấy quen thuộc sao? Sắc mặt Na Yêu hơi biến, chăm chú tiếp cận Chu Thanh Thỏ. Là hắn, nữ hài bên cạnh hắn kia. Có thể tùy tiện khống chế nhiều linh phù như vậy, sao không thấy quen thuộc sao? Khương Phàm, Dạ An Nhiên. Lần nữa gương mặt Na Yêu lại có phản ứng, hai thánh linh văn này sao lại chạy đến thiên khải bí cảnh rồi?
Lời ta nói với cô đều là thật. Ta, Tiêu Phượng Ngô, Khương Uyển Nhi, Cổ La, Yến Khinh Vũ đều tới cùng nhau. Chúng ta tới sớm, tuy nhiên đã tách nhau ra. Hai người bọn họ hẳn là vừa tới. Chu Thanh Thọ rất kích động, rốt cuộc cũng đợi được tên điên này. Các ngươi thật sự là bằng hữu. Ngàn lần không sai. Na Yêu nhìn thế giới dung nham lao nhanh dưới đất. Rời khỏi nơi này trước. Nơi này có rất nhiều dây leo, nhưng không có linh quả. Nếu như Đường Diễm phát hiện ra nơi này trước, rất có thể là linh quả đã bị hắn hái đi. Toàn bộ linh quả ở thế giới dung nham dưới mặt đất, tinh hoa lắng đọng trên vạn năm. Sau khi những người thí luyện khác cẩn thận điều tra không gian dưới đất, lần lượt phát hiện vấn đề. Phạm vi nơi này rất lớn, khẳng định số lượng linh quả cũng không ít. Thú nguyên thanh bằng, thánh huyết, toàn bộ linh quả thế giới dung nham dưới mặt đất, vận khí tên Đường Diễm này quá tốt rồi. Đường Diễm chính là một cái bảo khố di động rồi. Những người thí luyện mặc dù kiêng kỵ, Đường Diễm đã điên cuồng tàn sát Ly Hỏa Thánh Địa, thế nhưng nghĩ đến các loại linh bảo, vẫn bị tham lam kích thích ra sát ý. Bọn hắn lục tục ngo ngoe rời khỏi, giải tin tức ra phía ngoài. Săn giết Đường Diễm. Những người thí luyện nhanh chóng tản ra triển khai lùng bắt Đường Diễm. Đã chạy chừng 80 dặm rồi, nơi này hẳn là đã an toàn. Khương Phàm rời khỏi hố sâu xông vào trong rừng tìm được một hẻm núi ẩn nấp. Hạt sen của địa tâm hỏa liên. Khương Phàm lấy ra một hạt sen vàng óng ánh, trong lòng tràn đầy chờ mong. Đao hoàng vòng vòng tán loạn quanh Khương Phàm, lo lắng chờ đợi linh quả. Nơi này không cho phép xuất hiện lục trọng thiên yêu thú. Hạt sen sẽ giữ lại cho ngươi, chờ sau này rời khỏi bí cảnh sẽ dùng. Cho ngươi những linh quả này trước, viên này trực tiếp dùng, có thể kích phát lực lượng huyết mạch, còn có thể khỏe mạnh xương cốt. Viên này có thể kích phát tiềm lực, tăng cường nhiệt độ hỏa diễm, nhưng dược hiệu rất bá đạo, tuyệt đối không nên một ngụm nuốt vào, từ từ dùng. Viên này càng đặc biệt hơn. Khương Phàm lấy ra 5 viên linh quả giao cho Đao Hoàng, dựa theo những gì Đan Hoàng giới thiệu đã an bài tốt trình tự cho Đao Hoàng dùng. Nhắc nhở vấn đề cần chú ý. Mỗi một viên đều rất quý giá, mỗi một viên đều mang công hiệu thần kỳ. Nếu như luyện hóa toàn bộ, hoàn toàn có thể cho Đao Hoàng phát sinh thay đổi mới, nói là thay ra đổi thịt cũng đều không đủ. Khương Phàm xoa xoa đầu Đao Hoàng, vô cùng chờ mong. Ta đi ra bên ngoài trông coi cho các ngươi. Dạ An Nhiên mừng thay cho bọn họ. Nàng đã lĩnh hội thật sâu những thay đổi kỳ diệu mà thánh huyết mang tới. Linh bảo trong dung nham dưới mặt đất đối với Khương Phàm và Đao Hoàng mà nói thì hiệu quả không thua gì thánh huyết. Ta đoán chừng thời gian sẽ có chút dài. Tuy nhiên Đao Hoàng chỉ hấp thu tinh hoa, không vội đột phá cảnh giới, khoảng chừng lắm 3, 5 tiếng là đủ rồi. Khương Phàm tin tưởng thực lực Dạ An Nhiên, ứng phó vài con mãnh thú vài tên thí luyện giả là dư xài, chỉ sợ bị càng nhiều người vây lại nơi này. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bất cứ bóng người nào động đến các ngươi. Dạ An Nhiên đi đến bên ngoài, cảnh giác rừng rậm. Hạt sen địa tâm hỏa liên, chờ mong người đem đến thay đổi cho ta. Khương Phàm lấy hạt sen ra, cẩn thận chu đáo một lát, đầu tiên là vận chuyển đại diệu thiên kinh, hấp thu tinh hoa hỏa diễm của hạt sen, chờ sau khi thân thể thích ứng thì nuốt toàn bộ hạt sen vào. Địa tâm hỏa liên dưới đất được dung nham nuôi dưỡng trên vạn năm, hạt sen trưởng thành cũng có hơn 1000 năm, ẩn chứa năng lượng đặc biệt lại tinh khiết. Hạt sen nhanh chóng tan rã mà khuếch tán, hóa thành năng lượng mênh mông lao nhanh trong kinh mạch. Linh nguyên gáy to, thích thú tắm rửa kim quang đang lao xuống đầy trời. Khí hải ù ù oanh động, biên giới mê vụ bắt đầu dần dần rõ ràng, chậm chạp mà mở rộng phạm vi. Vừa rồi đột phá cảnh giới không đến một tháng vậy mà lần nữa buông lỏng, từ tứ trọng thiên vững bước tiến lên. Đầu tiên là kim thân dịch, lần nữa là địa tâm liên tử. Khương Phàm cảm giác từ cơ thể đến linh hồn lại đến linh văn của mình đều đang thăng hoa. Một loại cảm giác thần kỳ, sinh động đang nhảy nhót qua mỗi một tế bào ở bên trong. Đao Hoàng hưởng dụng từng viên linh quả, cơ thể đến linh hồn đều được tăng cường. Đây so với cảm giác hấp thụ xương rồng và long nguyên hoàn toàn khác biệt, từ lân giáp đến huyết nhục đều đang tăng cường, nhất là vĩ đao, hấp thu hơn phân nửa công hiệu của tất cả linh quả. Khương Phàm và Đao Hoàng dần dần đắm chìm bên trong thăng hoa, xung quanh cuồn cuộn liệt diễm, mỗi lúc càng thêm mãnh liệt. Dạ An Nhiên âm thầm khẩn trương, thanh thế như vậy rất dễ dàng gây chú ý. Nơi này dù sao cũng là rừng rậm, có thể thấy được mãnh thú ở khắp nơi.
càng sợ cái gì, càng có cái đó. Hai con hỏa vân báo lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đỉnh vách núi, sau khi nhìn hai đoàn liệt diễm trong hẻm núi một lát thì bất chợt có một con dọc theo vách núi vách đá từ từ đi xuống, một con thì lặng lẽ rút đi. Sau đó không lâu, rừng rậm oanh động, hơn 30 con thiết giáp man ngưu phóng tới. Mỗi con đều có nặng mười mấy tấn, cái sừng ở đỉnh đầu lấp lóe hàn quang, chúng nó chạy như điên khiến cho mặt đất, núi đá đều lắc lư theo, những cây giả tráng kiện đều bị đụng nát, sụp đổ. Xảy ra chuyện gì? Giả An Nhiên lập tức cảnh giác. Đám thiết bị man ngưu mạnh mẽ đâm tới lao thẳng đến chỗ hẻm núi này. Giả An Nhiên lập tức ngưng tụ thổ linh văn phân tán ra ngoài, liên tiếp đánh vào mặt đất. Ầm ầm, mặt đất sụp đổ, đất đá bay lên mấy trăm mét. Đám thiết bị man ngưu lại lần nữa kinh hãi, chúng nhanh chóng tách ra chạy trốn sang hai bên. Nhưng, đám man ngưu vừa mới tản ra thì bất chợt có một con hỏa vân báo chân đạp liệt diễm, đánh tới phía Dạ An Nhiên. Cùng lúc đó, con hỏa vân báo dọc theo lấy vách núi lao xuống kia đột nhiên dâng thân thể lên, nhào về phía Đao Hoàng đang ngủ say, bên trong. Đồ xảo quyệt. Dạ An Nhiên quả quyết không nhìn đến con hỏa vân báo đang nhào tới phía sau, nàng vọt vào hẻm núi, hai tay nhanh chóng huy động, dẫn dắt linh lực ngưng tụ linh phù. Từng đạo thổ linh văn bay vụt đánh vào tên vách núi. Ầm ầm. Hai bên vách núi sụp đổ, từng tảng đá lớn bay lên đánh bay con hỏa vân báo rơi xuống kia. Nhưng, con sau lưng lại bổ nhào tới, móng vuốt bén nhọn hung hăng đập vào phía sau nàng, huyết nhục lập tức vẩy ra. Dạ An Nhiên kêu thảm nhào ra ngoài. Hỏa vân báo hung tàn lại mạnh mẽ, nó theo sát đuổi theo, lần này móng vuốt là đánh thẳng đến trên đầu Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên vừa rơi xuống đất trong chốc lát đã thuận thế nhảy lên, mạo hiểm tránh khỏi móng vuốt bén nhọn của hỏa vân báo. Giống. Hỏa vân báo vồ hụt, nó gầm lên đầy giận dữ, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, hình thể nhanh chóng tăng vọt, đạp tan mặt đất, lần nữa nhào về phía Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên chịu ra bia đá, ngưng tụ chữ cổ. Cảnh giới tăng lên, huyết mạch cũng thăng hoa, lần này chữ cổ lại thành hình càng nhanh, uy thế càng mạnh. Linh lực trong hẻm núi nhanh chóng hội tụ, ngay cả hỏa diễm xung quanh Khương Phàm và Đao Hoàng cũng đều lao nhanh tới. Giống. Chữ tia sáng tăng vọt, nhanh chóng lan tràn, biến thành hình người đánh về phía trước một kích. Ngao. Hỏa vân báo kêu thảm, bị đánh bay ra ngoài, đầu cũng đều lõm xuống dưới. Một con khác vừa muốn nhào tới thì lại bị đòn vừa rồi làm cho sợ hãi. Dạ An Nhiên bảo vệ được phía trước Khương Phàm và Đao Hoàng, nàng ngưng tụ phù văn rằng co với hỏa vân báo. Thiên thư thánh văn toàn diện thức tỉnh, mang uy hiếp nặng nề cho hai con hỏa vân báo. Linh văn bình thường đối với mãnh thú không có ảnh hưởng gì, nhưng thánh linh văn có thể ảnh hưởng linh văn khác, cũng có thể ảnh hưởng đến mãnh thú, sinh ra một áp lực huyết mạch. Hai con hỏa vân báo gầm nhẹ hai tiếng. Từ từ lui lại, quay người rời khỏi hẻm núi. Dạ An Nhiên lặng lẽ thở phào, nhìn vào phía Khương Phàm ở bên trong, sau khi xác định không bị ảnh hưởng gì, nàng lại đi đến bên ngoài tiếp tục cảnh giác. Động tĩnh trong hẻm núi không tính quá lớn nhưng vẫn hấp dẫn được các thí luyện giả đang lùng bắt ở nơi xa. Sau khi bọn hắn cẩn thận xác định rõ phương hướng liền nhanh chóng tới gần phía hẻm núi. Tìm được các ngươi rồi. Một tên nam tử giống như ác viên hùng vĩ xông ra khỏi rừng rậm, hắn nhìn thấy Dạ An Nhiên thì hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, lập tức dùng sức nắm chặt chuôi trọng chùy to lớn trong tay, từng luồng lôi chiều từ toàn thân tuôn ra vần quanh trọng chùy, tràn ngập ra khí thế táo bạo. Ngay sau đó, từng bóng người liên tục từ rừng rậm lao ra, sau khi nhìn tình huống trong hẻm núi thì đều tập trung vào Dạ An Nhiên. Đồ đều ở bên trong, muốn không? Qua cửa của ta đã. Dạ An Nhiên đứng ở lối vào hẻm núi, đôi tay trưởng khống một chữ, binh, cổ lão, tấm bia cổ đứng thẳng sau lưng tràn ngập khí tức cường thịnh mà hùng hồn. Linh văn loại phù chú trời sinh để phụ trợ, người muốn đấu với chúng ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Nam tử cầm trọng chùy trong tay, cất bước phóng tới, đột ngột giận dữ nhảy lên, lôi chiều tuôn ra, hội tụ trên trọng chùy. Ầm ầm, trọng chùy phát sáng, nặng nề như núi. Kéo lấy lôi chiều chói mắt đánh thẳng đến Dạ An Nhiên. Mặc dù là một nữ hài xinh đẹp, nhưng hắn không có bất kỳ ý tứ lưu tình gì cả. Hắn muốn thú nguyên, hắn muốn linh bảo dưới mặt đất, hắn càng muốn hơn chính thánh huyết kia. Bia cổ sau lưng Dạ An Nhiên chói sáng, năng lượng mãnh liệt trùng kích Dạ An Nhiên. Giống,
Minh tự phù trong tay Dạ An Nhiên cứ như phát ra tiếng gầm thét, cường quang sôi trào hóa thành chiến quyền chống đỡ với lôi chùy. Bành! Răng rắc! Lôi chiều tán loạn, lôi chùy đánh rách tả tơi hai tay nam tử, đánh hắn bay ra ngoài. Uy thế binh phù vẫn không hề không giảm, trọng quyền kéo lấy lực lượng kinh khủng, đánh vào trên thân nam tử. Nam tử kêu thảm, huyết nhục toàn thân văng tung tóe, theo trọng chùy đánh hắn bay ra ngoài mười mấy mét nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không đứng lên nổi. Kế tiếp, hay là cùng lên? Tay trái Dạ An Nhiên ngưng tụ mộc linh phù, tay phải vẽ khí tự phù, sẵn sàng trận địa. Trách không được phách lối như vậy, thì ra có gì đó quái lạ. Một nữ tử lạnh lùng diễm lệ vung lên hai khối bạch cốt, sau đó lại đánh ra hai cỗ liệt diễm. Giống. Hai khối bạch cốt hóa thành liệt diễm mãnh hổ lao thẳng tới chỗ Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên ra tay quả quyết, khí tự phù xuất kích, trong chốc lát đã cướp đoạt không khí phạm vi trăm mét xung quanh. Không khí đột nhiên biến mất, không gian xung quanh bị đè ép nặng nề, hình thành cuồng phong mạnh mẽ trong nháy mắt nuốt hết nữ tử cùng mãnh hổ. Ngay sau đó khí tự phù nổ tung, khí lãng kinh người làm cho liệt diễm mãnh hổ vỡ nát, cũng hất bay cả nữ tử. Mộc tự phù trùng kích đại địa, dây leo cuồng liệt lao ra đâm xuyên qua nữ tử, đè ép đánh tới đại thụ phía trước. Đám người quá sợ hãi. Linh văn của nữ hài này rốt cuộc là gì? Sao có thể thi triển linh phù đến trình độ như vậy? Mà uy lực lại cực kỳ kinh người. Cùng tiến lên. Đám người trở nên dữ tợn, kích phát linh văn, toàn bộ giết tới. Dạ An Nhiên không hề lo sợ, nhanh chóng huy động thiên thư linh nguyên trùng kích linh lực toàn thân, lấy tốc độ nhanh hơn ngưng kết linh phù, giống như lưỡi kiếm sắc bén loạn kích về phía trước. Một trận ác chiến kéo dài ngắn ngủi vài phút lại khiến cho hơn ngàn mét rừng rậm xung quanh san thành bình địa. Bụi mù cuồn cuộn, đất đá mưa bột. Mười mấy người toàn bộ chật vật lui lại, vừa tức giận vừa sợ hãi nhìn nữ hài kia. Cái này, phụ mẫu nó, đây là thực lực linh nguyên cảnh sơ kỳ sao? Linh văn phù chú có thể có thực lực cận chiến cường đại như vậy sao? Hai tên quái thai này rốt cuộc là xuất hiện từ đâu? Mặc dù sắc mặt Dạ An Nhiên có chút tái nhợt do tiêu hao quá độ, nhưng nàng vẫn đứng yên ở phía trước hẻm núi. Lại đến. Dạ An Nhiên bổ sung một viên linh đan, lần nữa ngưng tụ ra binh linh văn, giằng co với bọn hắn. Lại. Một tên tráng hán đang muốn gào thét, bỗng trong hẻm núi truyền ra tiếng rít gào khiếp người. Đao Hoàng luyện xong 5 viên linh quả từ trong, ngủ say, thức tỉnh lại, nó triển khai hai cánh thịt rộng lớn, tập trung vào những người thí luyện ở phía ngoài. Lui. Bọn hắn cảnh giác lui lại, nhưng vừa mới tiến vào rừng rậm liền lập tức phóng xuất ra minh mông năng lượng, đánh về phía không trung, hấp dẫn các cường giả đang lùng bắt ở các nơi lại. Chỉ sau chốc lát, trên trăm tên cường giả tụ tập đến xung quanh. Sau khi nhìn thấy Dạ An Nhiên, mắt bọn hắn đều lộ ra tinh quang. Lùng bắt 3 giờ, rốt cuộc cũng tìm được. Đem thú nguyên thanh bằng và bảo bối phát hiện được trong dung nham dưới mặt đất, còn có tất cả mọi thứ trên người các ngươi, toàn bộ ném ra, chúng ta có thể cam đoan không tổn hại đến ngươi. Ba người các ngươi không gánh nổi nhiều bảo bối như vậy. Người gặp được đều có phần, phân chia đi. Chúng ta không muốn giết, chỉ cần bảo bối. Nếu không, chờ người của thánh địa đến cũng sẽ không nói nhảm với các ngươi. Bọn hắn kích động. Tham lam nhìn chằm chằm hẻm núi, cũng cảnh giác những người thí luyện khác. Thánh huyết đã bị ta dùng, bảo bối dưới mặt đất thì đang dùng, thú nguyên, mơ đi. Đôi mắt sáng tỏ của Dạ An Nhiên lóe ra sát ý. Tiểu nha đầu, ngươi không thấy rõ tình thế sao? Một khi những người chúng ta đây nhào tới, các ngươi đều phải chết. Một tên nam tử hùng tráng hừ lạnh, hận không thể xông lên đầu tiên, nhưng lại kiêng kỵ con xả yêu đáng sợ kia. Muốn đầu của ta, để mạng lại mà đổi. Có gan thì cứ việc lên, không có can đảm, thì biến. Tính cách Dạ An Nhiên rất giống phụ thân Dạ Thiên Lan của nàng, thời điểm nên nhẫn nhịn thì biết nhẫn nhịn, thời điểm nên cường thế tuyệt đối không thể yếu thế. Nhìn nàng xinh đẹp nhỏ yếu giống như tiểu thư nhà giàu, nhưng kiêu ngạo tận trong xương tủy thì không thể kém hơn nam hài tử. Tiểu nha đầu, không biết tốt xấu, cùng tiến lên, cướp được đồ chia đều. Mấy tên nam tử chào hỏi đồng bạn bên cạnh, sau đó lập tức xông ra rừng rậm, đạp trên phế tích, nhào về phía hẻm núi. T. Vĩ đao của Đao Hoàng nở rộ ra cường quan chói mắt, thuận từ phần đuôi chạy thẳng tới trên đầu. Hô! Một cỗ liệt diễm sền sệt phun ra ngoài, so với trước đó còn mãnh liệt hơn, càng nóng bỏng hơn,
va chạm vào nam tử phía trước nhất kia. Ngay sau đó, Đao Hoàng vung đầu lên, liệt diễm quét ngang hai bên đụng phải hai người khác. Ba người đều ngăn cản đầu tiên, nhưng... tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng sơn lâm. Ba người giống như bị dung nham nuốt hết, trên thân dính đầy liệt diễm. Loại dung nham so với nhiệt độ dung nham bình thường thì chỉ ít cao đến gấp đôi. Từ da đến thịt, từ thịt đến xương cốt cứ thế mà bị hòa tan. Rừng rậm lâm vào an tĩnh, tất cả mọi người kinh dị nhìn cảnh tượng này. Dạ An Nhiên cũng đều có chút sửng sốt, khó có thể tin được mà nhìn Đao Hoàng. Đây là do ăn loại linh quả kia nên sinh ra dị biến sao? Hay là, kích phát ra lực lượng truyền thừa gì rồi? Cái này sao cứ như là long tức trong truyền thuyết vậy? T. Đao Hoàng dương cánh rít lên, trên cái cánh bỏ đầy hỏa văn, mắt xuất hiện đường vân, so với trước đó còn uy nghiêm, tôn quý và dữ tợn nhiều hơn mấy phần. Dạ An Nhiên nhìn về phía hẻm núi. Đao Hoàng đều đã thay đổi thế này. Khương Phàm thì sao? Không hổ là linh quả vạn năm trong dung nham dưới mặt đất, hiệu quả quả thực là quá khủng bố. Bành! Thái Long giống như một con ác viên, từ trên trời giáng xuống đập vào phía trước hẻm núi. Mặt đất vỡ nát, bụi đất tung bay. Đường diễm đâu? Toàn thân Thái Long lấp lóe kim quang, áo giáp trải rộng từng vị trí, cái sừng nhọn trên trán tỏa ra cường quang kinh người. Một mảnh kim quang lan tràn ở dưới chân, pháp trận trải rộng ra hơn 100 mét, 20 sợi xiềng xích tráng kiện nổ bắn ra, giống như vật sống có linh hồn bảo vệ ở xung quanh hắn. Chiến ý dâng cao. Bên trong, Dạ An Nhiên khẽ nhíu mày. Mặc dù cùng là thánh văn, nhưng kim giáp thánh văn này lại là thánh văn ra đời vì chiến đấu, so với thánh văn khống chế như mình thì thuộc về hai thái cực. Đi ra, tiếp chiến. Thái Long đối với một trận trong dung nham dưới mặt đất kia khó mà tiêu tan được. Đường diễm vậy mà lại có thể đối mặt trực tiếp với hắn. Tuyệt đối không thể nào. Hắn càng không thể chấp nhận được. Hắn đang lúc bế quan đột phá, khi đi ra chính là ngũ trọng thiên. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi không có tư cách khiêu chiến hắn. Dạ An Nhiên khống chế bia đá, lần nữa ngưng tụ ra binh tự phù, giằng co với Thái Long. Mặc dù không am hiểu cận chiến, nhưng nàng đã là tứ trọng thiên, không để ý lãnh giáo một chút uy lực của kim giáp thánh văn. Đột phá! Thái Long cau chặt lông mày, nhìn chằm chằm hỏa đoàn diễm mãnh liệt trong hẻm núi. 3 giờ, rất nhanh sẽ hoàn thành. Trước đó là hắn có thể đánh ngang ngươi, sau khi ra ngoài, ngươi lấy cái gì khiêu chiến? Dạ An Nhiên rằng co với Thái Long, cũng cảnh giác những người thí luyện đang kích động khác. Thân thể gầy gò nhỏ yếu phối hợp với bia đá, lại giống như là môn thần thần giữ cửa cường đại, giữ vững hẻm núi cho Khương Phàm bế quan. Thái Long chau mày, nhìn chằm chằm đoàn liệt diễm mãnh liệt nhấc lên trong hẻm núi kia, hận không thể xông vào đẩy hắn ra ngoài, thừa dịp còn chưa có đột phá thì nhẹ nhàng vui vẻ đánh một trận. Thế nhưng, người ta đang đột phá lại đến phá hỏng thì thật không có phong độ, sẽ bị người khác cười nhạo. Thái Long, ta không rõ là ngươi tiến vào thánh địa rốt cuộc là tìm kiếm cơ duyên, hay là đến thể hiện cảm giác tồn tại. Trong mấy ngày ngắn ngủi, chúng ta chống cự đuổi bắt, nghênh chiến thánh địa, càng liên tiếp tìm kiếm được đại cơ duyên, thực lực càng ngày càng mạnh. Mà ngươi đây, ngoại trừ đuổi theo ở phía sau, chính là kéo. Họng hét to, ngươi có nửa điểm trưởng thành không? Không cảm thấy buồn cười sao? Nếu như ngươi cứ tiếp tục như vậy nữa, không đến mấy tháng, chúng ta sẽ cùng nhau tiến vào ngũ trọng thiên, ngươi đừng nói khiêu chiến. Ngay cả tư cách đuổi theo chúng ta cũng đều không có. Giọng Dạ An Nhiên càng ngày càng cao, ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc, khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Thiên thư linh nguyên nở rộ ánh sáng, xuyên suốt kinh mạch toàn thân, thẳng tới thánh văn. Toàn thân nàng đều nở rộ tia sáng lấp lánh, liên tiếp xuất hiện tự phù huyền diệu, vần ở xung quanh, cộng minh với khí tức tự nhiên. Đại địa oanh động, cây rừng lay động, cuồng phong gào thét, hơi nước tràn ngập. Uy lực kim loại cộng minh với vũ khí của tất cả mọi người. Dạ An Nhiên giống như tinh linh của rừng rậm, linh hoạt kỳ ảo lại thánh khiết, cường thế lại uy nghiêm. Kim giáp Thái Long, người được người kính trọng hơn phân nửa đến từ hai chữ thánh địa. Nếu như dứt bỏ thánh địa, còn có thể có bao nhiêu người e ngại ngươi, tôn trọng ngươi. Rời khỏi thánh địa, ngươi lại tính là cái gì? Ngươi có thể mạnh dạng giống như chúng ta, không sợ khiêu chiến, không sợ cái gì, không sợ. Thánh địa thiên hạ, giọng của Dạ An Nhiên to rõ, dẫn động linh phù xung quanh oanh động,
rừng rậm, đại địa vì đó mà đáp lại. Thái Long nhìn chằm chằm nữ hài nhi trước mặt, không biết bị khí thế ép đến, hay là bị ngôn ngữ kích thích, nắm đấm đang nắm chặt vậy mà lại từ từ buông lỏng ra. Là thiên tài thánh địa, là kim giáp thánh văn trăm năm khó gặp, hắn vẫn rất luôn cao ngạo, càng được hưởng thụ tôn sùng, chưa từng có người nào chỉ vào hắn kích thích hắn như thế. Giờ khắc này, trong lòng giống như bị cái gì đó kích thích đến. Ngươi chế giễu chúng ta không tôn trọng thánh địa, nhưng chúng ta lại xem thường ngươi đang ỷ lại thánh địa. Ngươi ở thánh địa xem chúng ta như sâu như kiến, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là vũ khí của thánh địa mà không phải chính ngươi. Ngươi ở thánh địa, mặc kệ là bây giờ trưởng thành hay là con đường tương lai muốn đi, đều là do thánh địa sắp xếp cả. Cả đời này, ngươi đều bị trói buộc, ngươi bị gò bó theo khuôn phép, thế giới có thể nào cho ngươi niềm vui được. Mặc dù con đường chúng ta đi rất gian nan, nhưng nếu như có thể sống sót, tương lai chắc chắc sẽ áp đảo phía trên Thái Long ngươi. Tương lai ngày nào đó, lúc ngươi nhìn lên chúng ta sẽ chỉ an ủi bản thân một câu, ngươi là thiên tài thánh địa, không hâm mộ thánh linh trên bầu trời. Dạ An Nhiên tiếp tục kích thích Thái Long, ngôn ngữ vô cùng kịch liệt. Nàng cảm giác mặc dù tên Thái Long này nóng nảy lại hiếu chiến, nhưng bản tính cũng không phải quá ác, không giống như Diêm Lâu. Nếu như có thể kích thích để Thái Long tỉnh ngộ, tạm thời lui ra, chí ít có thể cho bọn hắn thoát khỏi một phần áp lực. Nếu như không thể, vậy thì cũng không có gì đáng nói. Thái Long nhíu mày lại, con mắt cũng nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên, chỉ là khuôn mặt thô cuồng kia qua thời gian cũng đã không còn dữ tợn như trước. Các đệ tử linh kiếp thánh địa phân tán ở xung quanh, chờ đợi Thái Long ra lệnh, tùy thời chuẩn bị giết len. Thế nhưng, Thái Long giống như đã bị định thân thuật, không nhúc nhích. Bọn hắn không hiểu là thế nào. Không là bởi vì mấy câu của tiểu nha đầu này nên mới vậy đó chứ. Những người thí luyện trong rừng rậm chờ đợi linh kiếp thánh địa xung phong cũng hai mặt nhìn nhau, xảy ra chuyện gì vậy? Giờ này khắc này, Thái Long đã hoảng hốt. Những lời này, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn, cũng không ai dám nói với hắn như thế. Những lời này, hắn càng không có cẩn thận nghĩ tới, vẫn luôn nhận định bản thân là thiên tài, là vô địch, là được người người tôn trọng. Mà câu, rời khỏi thánh địa, ngươi là cái gì, kia giống như móng vuốt vô hình, nắm lấy trái tim của hắn. Thật lâu, Thái Long tản linh lực ra, cũng buông lỏng nắm đấm ra, đứng thẳng người. Ngươi tên gì? Đường Linh. Ngươi là người thân của Đường Diễm. Đúng. Thái Long nhìn Dạ An Nhiên thật sâu. Nói với Đường Diễm, 2 tháng sau, ta ở Long Hổ Đài, Thương Giác Sơn chờ hắn. Chỉ cần hắn đi, ta có thể bảo đảm hắn an toàn rời khỏi Thiên Khải bí cảnh, mặc kệ. Hắn giết ai, chọc ai? Các đệ tử linh kiếp thánh địa kinh ngạc nhìn Thái Long. Đây là có ý gì? Đường Diễm liên tiếp chọc giận 2 đại thánh địa, còn làm thế nào bảo đảm cho hắn được? Chiến tại Long Hổ Đài, không định sinh tử, chỉ bàn thắng bại. Hắn cứ việc to gan đến. Chúng ta đi. Thái Long lui lại mấy bước, quay người đi vào rừng rậm. Tuy nhiên trước khi biến mất lại quay đầu nhìn thiếu nữ đẹp như tinh linh cửa vào hẻm núi kia. Trước đây, hắn chưa từng để nữ hài tử nào vào mắt, càng không chú ý qua dung mạo ai, giờ khắc này hắn chợt cảm giác thiếu nữ này. Lại không giống như vậy. Linh kiếp thánh địa vừa lùi lại, những người thí luyện khác đều chợt do dự. Thái Long đều đã khiêu chiến, nếu như bọn hắn lại công nhiên giết Đường Diễm, chẳng phải là tương đương đắc tội với thánh địa sao? Mặc dù trong hẻm núi tên điên kia không sợ thánh địa, bọn hắn cũng không dám trêu chọc. Làm sao bây giờ? Những người thí luyện đều rất do dự, rốt cuộc còn cướp hay không cướp đây? Cứ từ bỏ như vậy, thật sự rất tiếc nuối. Không muốn buông bỏ đi, lại không dám tấn công. Dần dần, có một vài thí luyện giả đã lui lại rời khỏi. Thiên Khải bí cảnh lớn như vậy, luôn có thể tìm được linh bảo, không cần thiết phải xoắn suýt ở chỗ này. Không đến 1 giờ, các thí luyện giả đã rút đi hơn phân nửa. Nhưng thời điểm những người khác còn do dự thì bất chợt có một tia sáng màu vàng chiếu thấu tầng mây, vẩy xuống dãy núi. Một con kim xí đại bằng 10 mấy thước từ trên trời giáng xuống, nhấc lên cuồng phong màu vàng, khiến cho mãnh thú trong rừng rậm kinh hãi. Kim xí đại bằng, người của đại diễn thánh địa. Đại diễn thánh địa có thánh thú bảo vệ, nghe nói là kim xí đại bằng cấp bậc bán huyết. Đây cũng là con non. Có thể cưỡi kim bằng non hẳn là truyền nhân mạnh nhất của đại diễn thánh địa. Người của đại diễn thánh địa làm sao lại tới nơi này,
cửa vào điểm hạ cánh của bọn hắn cách nơi này tới mấy vạn dặm cơ mà. Những người thí luyện hốt hoảng rút đi, trốn đến trong rừng rậm, không dám mạo phạm. T. Sau khi Đao Hoàng gột rửa huyết mạch linh hồn, càng thêm cường đại, càng thêm cao ngạo, mặc dù vẫn bị huyết mạch Kim Bằng ép tới sợ hãi, nhưng lần này nó không có lùi bước mà là nhìn về Kim Bằng ở trên bầu trời phun ra nuốt vào lưỡi của mình. Ta nghe nói, có một kẻ tên Đường Diễm cướp đi thú nguyên của Thanh Bằng. Tô Triệt cưỡi trên Kim Sĩ Đại Bằng, ở trên cao nhìn xuống u cốc phía dưới. Người của Thánh Địa, có phải đều cảm giác tất cả linh bảo của Thiên Khải Bí Cảnh đều là mình hay không? Dạ An Nhiên lần nữa huy động bia đá, rằng co với Kim Sĩ Đại Bằng trên bầu trời. Con hung cầm này không chỉ mang đến áp lực cho Đao Hoàng, ngay cả nàng cũng đều cảm thấy huyết khí không thoải mái. Toàn bộ linh bảo của Thiên Khải Bí Cảnh là vật vô chủ. Ai có thể đạt được, là thuộc về người đó. Nhưng linh bảo đến tay có thể giữ được hay không thì phải xem bản lãnh của mình. Tô Triệt nhìn Đao Hoàng ở phía dưới, có chút ngoài ý muốn, lại còn là bọn hắn. Trước đó là nữ hài kia đang bế quan, bây giờ đổi thành nam hài kia. Ta và nam hài bên trong có gặp qua một lần, không muốn ép buộc các ngươi. Điều kiện, tùy cho các ngươi ra, chỉ cần ta có thể thỏa mãn, tuyệt đối không chối từ. Tô Triệt tản uy thế cường đại ra, hai mắt nổi lên vòng xoáy giống như kim quang, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng. Đã lấy được thi thể Thanh Bằng, nhưng hắn còn cần viên thú nguyên kia. Các đệ tử đại diễn thánh địa cưỡi lôi ưng xoay quanh tại hẻm núi, đề phòng mục tiêu chạy thoát. Dạ An Nhiên cảnh giác lôi ưng ở không trung, cũng cảnh giác Kim Sĩ Đại Bằng. Lần này chênh lệch hơi lớn. Nên làm sao đây? Đã suy nghĩ kỹ, hay là đang lo nghĩ cách phản kích? Ta đối với thú nguyên, là tình thế bắt buộc, người có thể chọn giao ra, cũng có thể chọn bị giao ra. Toàn thân Tô Triệt tràn ngập khí thế kinh người, cách giữa không trung ép về phía Dạ An Nhiên. Thú nguyên không ở trên người của ta, ta không làm chủ được. Trong lòng Dạ An Nhiên rất rõ ràng, viên kia thú nguyên tám phần là Khương Phàm chuẩn bị cho Yến Khinh Vũ. Ta có thể đợi. Tô Triệt muốn có được thú nguyên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Muội muội bảo bối của hắn lúc ra đời đã mang theo hiện tượng kỳ dị, khiến cho vạn thú khắp các dãy núi sợ hãi. Nhất định là tuyệt thế thiên tài, trên dưới thánh địa nhất trí quyết định dùng toàn lực bồi dưỡng. Kẻ làm ca ca hắn đây đã vui mừng lại chờ mong, ngăn chặn cảnh giới đang đột phá, xông vào Thiên Khải Bí Cảnh, chính là muốn tìm kiếm cho muội muội một linh bảo. Trước đó liên tiếp phát hiện rất nhiều bảo bối nhưng đều không thỏa mãn. Cho đến khi nghe nói có Thanh Bằng tuyệt thế rơi xuống, một nửa thi thể, bao gồm cả viên thú nguyên. Tô Triệt liền nghĩ đến trong thánh địa của bọn hắn còn có một quả trứng Kim Bằng chưa có ấp, nếu như có thể dùng huyết nhục và thú nguyên Thanh Bằng tẩm bổ, nói không chừng có thể nuôi dưỡng ra con non cường đại. Vừa vặn cho muội muội xem như lễ vật. Đại diễn thánh địa, ngươi là, khế ước giả, Tô Triệt. Một thanh âm thanh lãnh từ trong rừng rậm truyền đến. Na Yêu mang theo đệ tử Vô Hồi Thánh Địa, còn có Chu Thanh Thọ đi ra. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt Tô Triệt thâm thúy lại đơn giản chỉ vừa dừng lại trên người bọn người Na Yêu thì đã rõ ràng được thực lực và linh văn của mỗi người. Vô Hồi Thánh Địa, Na Yêu. Na Yêu khẽ nhíu mày, vậy mà lại đụng phải Tô Triệt, đây chính là thiên tài nổi danh giữa các thánh địa. Linh nguyên cảnh nhất trọng thiên đã xông sáo Thiên Khải Bí Cảnh, trong vài năm đã có 8 trận chiến tại Long Hổ Đài, có đến 5 lần lưu danh. Tình huống chiến đấu đều từ Thương Huyền truyền ra các đại thánh địa. Đệ tử Vô Hồi Thánh Địa, hân hạnh. Tô Triệt khẽ gật đầu, thái độ đối đãi với Vô Hồi Thánh Địa so với lúc trước đối đầu cùng đám người Thác Bạt Hoàng của Hồn Thiên Thánh Địa hoàn toàn khác biệt. Mặc dù tất cả thánh địa đều là đang bảo vệ một phương. Nhưng năm trước sau khi Đại Hoang trước gặp phải kịch biến thì chỉ có Vô Hồi Thánh Địa đứng lên, nhốt chặt Hắc Ám Đại Hoang xâm nhập, cũng đã huyết chiến ngàn năm. Ngàn năm qua, Vô Hồi Thánh Địa tiêu hao rất lớn, đối với việc khống chế La Phù trên diện rộng cũng yếu bớt, nhưng vẫn một mực không từ Đại Hoang mà lui lại nửa bước. Phần tư thái này đáng để thiên hạ thánh địa kính trọng. Người ở bên trong, người không thể chạm vào. Na Yêu mặc dù kiêng kỵ uy danh Tô Triệt nhưng cũng không có nghĩa nàng e ngại cái gì. Ở giữa các đệ tử thánh địa cho phép quyết đấu nhưng không cho phép tàn sát lẫn nhau. Đại diễn thánh địa xác thực rất mạnh, Vô Hồi Thánh Địa cũng không kém. Hắn là người của Vô Hồi Thánh Địa. Không phải. Vậy thì không quan hệ gì tới ngươi.
Tô Triệt ngươi cũng được coi là thiên tài thương huyền thánh địa mà mọi người đều biết, tại thiên khải bí cảnh trắng trợn cướp đoạt bảo vật, nếu truyền đi sợ là sẽ bị người khác cười nhạo. Ngươi muốn thú nguyên trong tay hắn, vậy thì chờ hắn đột phá, cùng hắn đọ sức. Hắn còn chưa đủ tư cách,